Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 57. Lực lượng thật thuần túy. Tiêu Phàm lên tiếng kinh hô, hắn cảm giác cường độ linh hồn bản thân đang điên cuồng tăng vọt, cường độ linh hồn so với trước cũng cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu như nói trước đó cường độ linh hồn miễn cưỡng tương đương với chiến thánh trung kỳ, như vậy hiện tại, Tiêu Phàm cường độ linh hồn tuyệt đối không kém gì chiến thánh hậu kỳ, thậm chí thẳng chiến thánh đỉnh phong cấp độ. Mà nguyên nhân tạo thành tất cả những thứ này lại là U Linh chiến hồn, nó vừa mới thôn phệ linh hồn đế thương, khiến cường độ linh hồn Tiêu Phàm đột nhiên tăng mạnh. Bằng vào cường độ linh hồn ta hiện tại, cho dù gặp gỡ Phục Nhất Tiếu cũng không cần e ngại. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Hắn nào sẽ nghĩ đến, linh hồn đế thương vậy mà sẽ mang đến cho hắn dạng tốt này, vừa nãy hắn còn đang suy nghĩ làm sao hủy diệt đế thương. Hiện tại nhìn đến cũng coi là lợi dụng phế vật, chỉ là phế vật có giá trị hơi lớn một chút. Giờ khắc này Tiêu Phàm cũng bị U Linh chiến hồn cường đại làm cho chấn kinh, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ngắm nhìn huyết thần long, Tiêu Phàm thần sắc có chút khó coi, bởi vì tâm thần hắn bây giờ lại mất đi liên hệ cùng một nửa khác. Nếu như một nửa tâm thần khác bị ma diệt, linh hồn Tiêu Phàm cũng nhất định sẽ gặp đả kích trọng đại, việc này với hắn mà nói là không thể tiếp nhận. Hẳn không có vấn đề gì, ta trước tìm Tiểu Kim cùng Tiểu Thất rồi nói. Tiêu Phàm liếc nhìn bốn phía, cuối cùng vẫn ra quyết định. Nếu như một nửa tâm thần khác bị hủy diệt, một nửa tâm thần hắn khẳng định cũng sẽ chịu ảnh hưởng, hiện tại hắn một nửa tâm thần bình yên vô sự, cái này cũng từ một góc độ khác nói rõ một tâm thần kia không có việc gì. Ngẫm lại, Tiêu Phàm tìm kiếm Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, Phục Nhất Tiếu nói Tiểu Kim cùng Tiểu Minh ở chỗ này. Hẳn không có nói láo. Tiêu Phàm một nửa tâm thần khác lại vẫn như cũ bị vây ở trong không gian thần bí, hắn hoàn toàn đắm chìm trong lĩnh ngộ hồn văn. Cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm rốt cục có động tác, hắn bỗng nhiên mở hai mắt, hai tay đánh ra nguyên một đám thủ ấn rườm rà. Hư không lập tức tản mát ra một trận huyền diệu năng lượng ba động, cùng lúc đó, sợi tơ huyết sắc rung động kịch liệt một cái. Tiêu Phàm thấy thế, trên mặt hiện lên ý cười. Một chỉ bắn ra, một vệt sáng gào thét mà ra, trong đó một sợi tơ huyết sắc ầm một tiếng nứt ra. Quả nhiên có thể, lòng tin Tiêu Phàm phóng đại, tốc độ xuất thủ tăng tốc, lít nha lít nhít sợi tơ đứt gãy, bốn phía không gian cũng thanh minh. Tiêu Phàm đánh giá tứ phương, lại phát hiện bản thân ở trong không gian một mảnh huyết sắc, từng đầu huyết sắc đường ống răng khắp nơi, nồng đậm huyết tinh chi khí đập vào mặt. Phía trước hắn cách đó không xa. Nơi đó có một vũng máu, tinh hồng tiên huyết hiện ra màu vàng kim nhạt quang trạch, cùng với những huyết dịch khác khác biệt là, máu tươi hiện ra hào quang màu vàng óng lại còn lộ ra một cỗ hương thơm. Tinh huyết, Tiêu Phàm hít sâu một cái thốt ra hai chữ, hắn chấn vỡ nát vây khốn cuối cùng, chậm rãi hướng về huyết dịch kia đi đến. Dư quang thỉnh thoảng đánh giá bốn phía, khiến Tiêu Phàm kinh hãi là, hắn phát hiện huyết sắc đường ống răng khắp nơi tựa như mạch máu. Đương nhiên, máu này không phải của người, mạch máu một người không có khả năng lớn như vậy, nhưng trừ người, lại có thể là ai đây? Đột nhiên, Tiêu Phàm hít vào ngụm khí lạnh, kinh ngạc nói, huyết thần long, cái này sẽ không là ở trong tim huyết thần long chứ? Cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, nếu như nơi này thực sự là trong tim huyết thần long, bãi tinh huyết trước mắt cái này không phải liền là thần long tinh huyết sao? Giá trị thần long tinh huyết Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng. Chỉ ít thần phẩm linh dược khẳng định kém hơn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm rầm rầm nuốt vài ngụm nước miếng, hắn tâm tính cũng coi là thập phần cứng cỏi, nhưng thấy thần long tinh huyết, hắn cũng khó có thể bình tĩnh. Tiêu Phàm tin tưởng, nếu như một ao thần long tinh huyết đặt ở ngoại giới, chiến thần điện cùng các cổ tộc lớn tất nhiên sẽ tranh đến đầu rơi máu chảy, chiến hồn đại lục đoán chừng cũng sẽ máu chảy thành sông. Tiêu Phàm bình tĩnh tâm thần, chậm rãi hướng về thần long tinh huyết đi đến. Chỉ là hắn vừa đi mấy bước, đột nhiên lại ngừng thân hình. Chỉ thấy bên bờ thần long tinh huyết còn hiện lên một đạo thân ảnh, cái thân ảnh kia cũng bị vây bên trong lít nha lít nhít sợi tơ huyết sắc, vừa nãy hắn chỉ chú ý đến thần long tinh huyết, cũng không có phát hiện đạo thân ảnh này. Đế thương, Tiêu Phàm một cái liền nhận ra cái bóng mờ kia, kém chút giật mình, bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, đế thương không phải đi đoạt thân thể ta à, làm sao còn ở chỗ này? Tiêu Phàm đã sớm có thể tưởng tượng đến kết cục đế thương,
một linh hồn thực lực không cường đại cũng muốn đi đoạt thân thể bản thân, cái kia không phải muốn chết sao? Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, đế thương nhất định sẽ chết, nhưng hắn lại làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Nếu như người trước mắt là đế thương mà nói, vậy hắn cũng không tất yếu đem bản thân vây ở bên trong hồn văn a. Chờ đã, trước đó đế thương nói hắn là tàn niệm huyết thần long, chẳng lẽ? Tiêu Phàm ngắm nhìn đạo huyết bào hư ảnh, trong mắt phóng một sợi tinh quang. Đi đến bên người đạo thân ảnh, Tiêu Phàm phát hiện đạo thân ảnh ánh mắt lạnh như băng nhìn Tiêu Phàm, lạnh giọng nói, ngươi không cần nghĩ trăm phương ngàn kế lừa gạt lão hủ, không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngươi vĩnh viễn cũng không trở thành được đế thương ta. Ta chính là ta, không muốn trở thành cái gì đế thương. Tiêu Phàm hơi sững sờ, không hiểu nhìn huyết bào thân ảnh, lắc lắc đầu nói, trong lòng có chút phiền muộn, ta lúc nào muốn trở thành ngươi. Còn muốn lừa gạt lão phu à, nơi này chứ ngươi, còn có thể là ai xuất hiện nơi này, Phục Nhất Tiếu cái đồ hèn nhát kia sao? Thân ảnh huyết bào mặt coi thường nói. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, mặc dù hắn không biết người trước mắt là ai, nhưng hắn đã có thể xác định, người trước mắt khẳng định không phải đế thương trước đó. Ta gọi Tiêu Phàm, bị Phục Nhất Tiếu đưa đến nơi này, về phần đế thương trong miệng ngươi là cái gì, hiện tại cũng đã chết. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Còn muốn gạt ta, huyết bào thân ảnh mặt coi thường nói. Như vậy đi, ngươi nói cho ta biết làm sao rời đi nơi này, ta hiện tại liền rời đi, ngươi cũng không cần lo lắng ta lừa ngươi. Tiêu Phàm thập phần im lặng, đành phải lấy lui làm tiến. Kỳ thật Tiêu Phàm cũng rất muốn rời khỏi nơi này. Bởi vì hắn hiện tại chỉ là tâm thần mà thôi, hoặc giả nói là trạng thái linh hồn, muốn có được thần long tinh huyết là không có khả năng. Chỉ có mượn nhờ thân thể tiến vào nơi đây mới có thể được thần long tinh huyết, Tiêu Phàm trong đầu đã tưởng tượng, nhục thân bản thân được thần long tinh huyết tẩy lễ thì sẽ cường đại đến tầng thứ gì. Ngươi thực không phải hắn, thân ảnh huyết bào kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói. Không phải, ta là Tu La Điện Chủ, đến nơi này là vì tìm bạn ta. Không nghĩ tới bị đế thương kia lừa gạt vào nơi này, hắn muốn đoạt thân thể ta, bất quá bây giờ cũng đã bị ta giết. Tiêu Phàm lắc đầu, lại hỏi, người mới là tàn niệm huyết thần long chân chính à? Cũng không đợi huyết bào thân ảnh phản ứng, Tiêu Phàm trong nháy mắt bắn ra, sợi tơ huyết sắc vây khốn huyết bào thân ảnh đột nhiên vỡ vụn ra. Được tự do, huyết bào thân ảnh cũng không có quá nhiều kích động, ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hỏi, người thực sự là Tu La Điện Chủ? Thật 100%, chỉ là ta hiện tại chỉ là trạng thái linh hồn, chứng minh không được cái gì. Tiêu Phàm gật đầu, lại lắc đầu. Trong lòng hắn có chút do dự, nếu như đây thực sự là tàn niệm huyết thần long, bản thân nếu muốn được tinh huyết, sợ có chút khó khăn. Lão hủ đế thương, gặp qua Tu La Điện Chủ. Đột nhiên, huyết bào thân ảnh hít sâu một cái, hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ nói. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn huyết bào thân ảnh. Đối phương là thần long chân chính, thần trong truyền thuyết, vậy mà đối với bản thân xoay người. Chủ yếu nhất là hắn cảm giác được đối phương một lễ này phát ra từ nội tâm, cũng đúng như thế, Tiêu Phàm mới có thể khiếp sợ như vậy, mình và hắn chỉ là lần đầu gặp mặt a, có đáng giá gì hắn hậu đãi như thế. Tiền bối thi lễ, vãn bối nhận lấy thì ngại. Tiêu Phàm vội vàng nói, thân thể hướng một bên tránh đi, xem như né đế thương thi lễ. Tiêu Phàm cũng coi là buông lỏng một hơi, hắn sợ người này cùng đế thương giả là một dạng, cùng đế thương giả so sánh, chân chính đế thương lại tản ra một cỗ khí chất riêng biệt, cái kia chính là rộng lượng. Lão hủ đời đời thủ hộ Tu La Điện Chủ, một lễ này sao thẹn. Đế thương lắc đầu, trên mặt mỉm cười. Nhìn tiền bối đã chứng thực thân phận ta, Tiêu Phàm cười cười, sau đó lại nói tiền bối đời đời thủ hộ Tu La Điện Chủ, không biết tiền bối đây là ý gì. Không sai, lão hủ cùng Tu La Điện Chủ đời thứ nhất là bạn tốt, năm đó lão hủ sau khi chết, lưu lại một sợi tàn niệm cùng thân túi ra, nếu như không có lịch đại Tu La Điện Chủ, túi ra ta đây đoán chừng sớm đã hôi phi yên diệt, không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, không cẩn thận liền đi qua 1-2 vạn năm. Đế thương cảm khái nói. Sau đó cẩn thận đánh giá Tiêu Phàm, trong mắt phóng một sợi tinh quang, lại nói, chúc mừng Tu La Điện Chủ. Vậy mà lĩnh ngộ năng lực linh hồn phân liệt trong truyền thuyết. Tiêu Phàm cũng bị đế thương nói làm cho chấn kinh, cái lão gia hỏa này, một sợi tàn niệm liền sinh tồn 1-2 vạn năm, vậy hắn năm đó đỉnh phong lại cường đại biết bao.
chí ít theo Tiêu Phàm, liền xem như chiến thần cảnh muốn sống hết mấy vạn năm cũng là thập phần gian nan, lại càng không cần phải nói một sợi tàn niệm. Bất quá Tiêu Phàm cũng bị Đế Thương câu nói sau cùng kia hấp dẫn, vội vàng hỏi, tiền bối, xin hỏi cái gì là năng lực linh hồn phân liệt? Ngươi có biết sau khi đột phá chiến thần cảnh là tu luyện như thế nào không? Đế Thương hỏi một đằng trả lời một nẻo, cười tủm tỉm nói. Tiêu Phàm thập phần im lặng, ta chỉ là chiến thánh cảnh mà thôi, làm sao có thể biết rõ phương pháp chiến thần cảnh tu luyện, đây không phải hỏi không sao. Bất quá Tiêu Phàm ngoài mặt vẫn là duy trì thập phần vẻ khiêm tốn, lắc lắc đầu nói, còn mời tiền bối chỉ giáo. Đế Thương theo thói quen loát loát mấy sợi râu, cười nói, chiến thánh cảnh cùng với cảnh giới trước đó, bình thường đều là công pháp và hồn lực đồng tu, công pháp chiến kỹ chủ yếu tu nhục thân, mà hồn lực tu lại là linh hồn. Cho nên, có thể nói đột phá chiến thánh cảnh trước đó, bình thường đều là nhục thân cùng linh hồn đồng tu, chiến thánh cảnh chính là một bước ngoặt, người hiện tại cũng nên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ đi, linh hồn cường đại mà nói cũng có thể trong nháy mắt đưa người vào chỗ chết. Không sai. Tiêu Phàm gật gật đầu, điểm này hắn lại là cảm thụ được, tại chiến đế cảnh, tu sĩ ở giữa có rất ít linh hồn công kích, cho dù có, linh hồn công kích tạo thành tổn thương cũng không lớn. Nhưng sau khi đột phá chiến thánh cảnh, Tiêu Phàm phát hiện, linh hồn bản thân cũng phát sinh thăng hoa, hắn cảm giác một cái ý niệm trong đầu bản thân liền có thể nghiền ép chiến đế đỉnh phong bình thường. Những tin tức này bên trong tu la truyền thừa cũng có chỗ ghi chép, bất quá thập phần không toàn diện, Tiêu Phàm cũng không rõ ràng. Đột phá chiến thần cảnh, bình thường chia làm hai loại, loại thứ nhất là tu nhục thân, cũng xưng là thể tu, bọn hắn một quyền có thể đánh nát sơn hà. Một cước có thể đạp nát sao trời, thậm chí có thể một kiếm cắt đứt thời không. Đế Thương tiếp tục nói. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm ực ực nuốt vài ngụm nước miếng, người thực có thể một kiếm cắt đứt thời không sao. Cái này thực lực cũng quá đáng sợ đi, căn bản không phải sức người làm được. Tiêu Phàm không cắt đứt Đế Thương lời nói, hắn biết rõ, chiến hồn đại lục chiến thần cảnh trong truyền thuyết có lẽ cũng không phải là kết thúc. Loại thứ hai thì là tu linh hồn. Những người này cũng xưng là thần tu, một ý niệm thiên địa sụp đổ, càn khôn điên đảo, giết người chỉ là một ý niệm. Đế Thương thanh âm tiếp tục vang lên, bên trong ánh mắt hắn cũng mang theo nồng đậm vẻ hướng tới. Đáng tiếc, hắn bây giờ chỉ là một sợi tàn niệm mà thôi, tùy thời đều có thể tiêu tán, chú định không có khả năng đạt tới cảnh giới như vậy. Nghe được Đế Thương nói, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân nhiệt huyết dâng trào. Hắn lúc này mới phát hiện chiến thánh cảnh tại Nam vực mà nói cũng coi là một cường giả, nhưng phóng nhãn chiến hồn đại lục lại tính được gì đây? Mà ngươi có năng lực linh hồn phân liệt. Đế Thương rốt cục trở lại chính đề, ngừng lại nói, chính là một loại thần thông thần tu đáng sợ, chỉ ít trong ký ức của ta, còn không có ai có thể lĩnh ngộ năng lực linh hồn phân liệt. Cái này có vẻ như không có độ khó. Tiêu Phàm nhỏ giọng thì thầm. Có vẻ như không có độ khó. Đế Thương nghe nói như thế, kém chút phun ra một ngụm lão huyết, phải biết, bao nhiêu thần tu muốn lĩnh ngộ loại năng lực này lại căn bản làm không được. Tiêu Phàm lại nói câu này, nếu để cho những thần tu đó nghe được, đoán chừng cũng chẳng tốt đẹp gì, muốn năng lực linh hồn phân liệt không phải đơn giản như vậy. Bất quá Tiêu Phàm lĩnh ngộ xác thực không khó, lúc trước hắn chỉ là vì tiết kiệm thời gian, lĩnh ngộ nhất tâm nhị dụng mà thôi, cuối cùng chậm rãi liền biến thành một tập quán. Dần ra, tâm thần một phân thành hai cũng liền có thể độc lập tồn tại. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới, loại này hắn chỉ là mưu lợi năng lực lĩnh ngộ, trong miệng Đế Thương vậy mà đáng ngưỡng mộ như thế. Tiền bối, linh hồn phân liệt có cường đại như thế sao? Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng, kéo tâm thần Đế Thương về. Xa so với người nghĩ đến cường đại hơn nhiều, nhìn thấy Tiêu Phàm ngữ khí bình thản, Đế Thương hận không thể một bàn tay chụp chết Tiêu Phàm. Ngươi hiện tại cũng nên cảm nhận được chỗ tốt linh hồn phân liệt đi, chí ít thời gian ngươi tu luyện liền có thể thêm ra gấp đôi. Nhưng nếu như linh hồn ngươi lại tiếp tục phân liệt, tỉ như, một phân thành hai, sau đó hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, như thế vô hạn tuần hoàn. Ttt nghe nói như thế, Tiêu Phàm cũng không nhịn được hít một hơi lạnh, nếu như có thể vô hạn tuần hoàn, cái kia tự mình tu luyện, tốc độ há không phải gấp người khác vô số lần. Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận, loại năng lực này xác thực rất đáng sợ, chỉ bất quá muốn vô hạn phân liệt, vậy cũng không phải dễ dàng như vậy, chí ít đối với người khác mà nói là không dễ dàng.
nhưng đối với Tiêu Phàm mà nói, đơn giản hơn rất nhiều. Phải biết, Tiêu Phàm là một hồn điêu sư, hắn tâm thần hiện tại không chỉ có thể một phân thành hai, mà là có thể chia thành 10. Ngươi hiện tại rốt cục biết rõ linh hồn phân liệt đáng sợ rồi sao? Đế Thương cắt ngang suy nghĩ Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Ngẫm lại lại nói, đột phá chiến thần cảnh, 8-9 phần 10 người chọn thể tu, chỉ có 1 phần 10 người lựa chọn thần tu, về phần người thần thể song tu lại cực kỳ ít ỏi, mà ngươi có lẽ liền có thể trở thành người thần thể song tu. Điểm này Tiêu Phàm cũng nghĩ đến, bởi vì hắn không ngừng đầy đủ năng lực linh hồn phân liệt, hơn nữa còn là tu la điện chủ. Tu la điện chủ tu la thần thể, thể tu bên trong cũng cực kỳ cường đại. Tiền bối, chiến thần cảnh có phải điểm cuối cùng hay không? Tiêu Phàm hít sâu một cái, cuối cùng vẫn hỏi ra nghi hoặc cảnh giới to lớn nhất. Ngươi trong lòng không phải đã có đáp án sao? Đế Thương cười cười, đương nhiên, nếu như ngươi có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta có thể xác định đáp án trong lòng ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn thấy Đế Thương cười tủm tỉm nhìn bản thân, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân không được tự nhiên, cái lão bất tử chẳng lẽ lại đánh ý định gì? Trước đó hắn đối với bản thân khách khí như thế, có vẻ như cũng không phải chứa đi ra a. Dư quang quét Long Tinh Huyết một cái, Tiêu Phàm vẫn là gật gật đầu nói, tiền bối mời nói, nếu như vãn bối có thể làm, tận lực đáp ứng ngươi. Ta nghĩ ngươi sẽ không cự tuyệt. Đế Thương ý vị thâm trường nói, ta yêu cầu không cao, nếu như ngươi về sau có thể thấy được tộc nhân ta, có năng lực mà nói liền giúp bọn hắn một chút, nếu như không có, cái kia coi như thôi, đương nhiên, ta cũng sẽ không để cho ngươi tay không hỗ trợ. Được. Tiêu Phàm ngẫm lại, vẫn gật đầu, đây cũng không phải là vấn đề gì. Huống chi, Tiêu Phàm hắn hiện tại chỉ là chiến thánh cảnh mà thôi, Đế Thương là thần long trong truyền thuyết, người tộc khác lúc nào đến phiên Tiêu Phàm giúp đỡ sao? Hơn nữa Đế Thương cũng nói như vậy, bản thân có năng lực mới trợ giúp bọn chúng, không có năng lực cũng không trách cứ hắn, Tiêu Phàm nơi nào không có đạo lý đáp ứng. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm liền vểnh tai, muốn nghe được đáp án trong lòng hắn. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, chiến thần cảnh không phải điểm cuối cùng. Đế Thương thập phần khẳng định gật gật đầu nói. Tiêu Phàm có loại xúc động chửi mẹ, hắn vừa nãy còn nghĩ minh bạch phía trên chiến thần cảnh cụ thể là cái gì đây, nơi nào sẽ nghĩ đến Đế Thương vậy mà nói câu nói này. Cái này nói cùng không nói có cái gì khác biệt đâu. Đế Thương cũng không tức giận, cười nói, có chút đồ vật biết rõ ngược lại không phải là chuyện tốt. Mơ tưởng xa vời đây là tính chung của tu sĩ, người hiện tại chỉ là chiến thánh cảnh sơ kỳ mà thôi, biết rõ thì như thế nào đây? Tiền bối giáo huấn đúng. Tiêu Phàm gật đầu, chậm rãi bình tĩnh suy nghĩ, Đế Thương nói không phải không có lý. Hắn hiện tại chỉ là chiến thánh cảnh mà thôi, cách chiến thần cảnh đều có đường rất dài phải đi, muốn đột phá chiến thần cảnh đều không biết năm nào tháng nào đây, hiện tại biết rõ thì như thế nào? Mặt khác, ta có một sự tình. Muốn trưng cầu tu la điện chủ đồng ý. Đế Thương đột nhiên lại mở miệng nói, thần sắc đột nhiên trịnh trọng vô cùng. Chuyện gì? Tiêu Phàm trong lòng mặc dù hơi không kiên nhẫn, lão gia hỏa còn có yên hay không, nhưng ngoài mặt vẫn là thập phần bình tĩnh. Bạn ngươi hẳn là một đầu hoàng kim thánh sư cùng một đầu ám dạ minh chuẩn. Đế Thương cười nói, ta muốn lựa chọn một trong bọn chúng kế thừa y bát ta. Tiền bối gặp qua bọn hắn. Tiêu Phàm kinh hỉ nói, hoàn toàn xem nhẹ câu nói Đế Thương phía sau kia, sau nửa ngày mới đột nhiên minh bạch tiền bối ngươi là nói. Không sai, trước đó là ta cứu bọn chúng. Đế Thương gật gật đầu nói. Cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm trong đầu tràn ngập nghi hoặc, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh tại sao đột nhiên chạy đến nơi đây? Sự tình là như thế này. Đế Thương cũng không nóng nảy, tinh tế cùng Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm lặng lặng nghe. Không có quấy rầy. Tất cả những thứ này còn được Đế Thương giả nói lên, Đế Thương sau khi chết, tàn niệm hắn cũng lâm vào yên lặng, nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, bởi vì nhục thân huyết khí dồi dào, rốt cuộc lại sinh ra một cái linh hồn mới, linh hồn này chính là Đế Thương giả. Đế Thương giả vẫn muốn khống chế nhục thân Đế Thương, đáng tiếc có tàn niệm Đế Thương tồn tại, một mực không thành công. Mấy ngày trước đó, Đế Thương giả muốn điều khiển nhục thân Đế Thương rời đi. Lại bị Đế Thương ngăn cản, hai người tranh đoạt lẫn nhau, khống chế thân thể, tiếng long ngâm linh hồn vang vọng chính là lúc này phát ra.
Tiểu Kim cùng Tiểu Minh nghe tiếng long ngâm liền không chút do dự phóng tới cốt vực, nói cho đúng là phóng tới nơi này. Chỉ là còn không có tới nơi này, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh liền bị Phục Nhất Tiếu phát hiện, Phục Nhất Tiếu muốn giết chết bọn chúng, cũng may lúc này đế thương xuất thủ cứu Tiểu Kim cùng Tiểu Minh. Cũng chính là bởi vì hắn xuất thủ cứu Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, đế thương mới bị đế thương giả đánh lén thành công, hơn nữa kém một chút liền bị đế thương giả giết chết, lúc này Tiêu Phàm chạy tới. Chờ đã, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh vì cái gì lúc ấy sẽ phát cuồng, đây là có chuyện gì? Phục Nhất Tiếu tại sao lại muốn bọn hắn? Tiêu Phàm hỏi, hắn nhớ kỹ Phong Lang bọn hắn nói qua, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh lúc ấy điên cuồng vô cùng, bọn hắn truy đều truy không kịp. Bởi vì bọn hắn bị thần long huyết mạch ảnh hưởng, hơn nữa, bọn chúng thể nội cũng có một tia chân long huyết mạch. Đế thương giải thích nói, về phần Phục Nhất Tiếu vì sao muốn bắt bọn hắn, nghĩ đến ngươi nên biết rõ thân phận Phục Nhất Tiếu. Phục Nhất Tiếu đã từng là long tộc. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, ngươi nói Tiểu Kim cùng Tiểu Minh thể nội cũng có chân long huyết mạch. Phục Nhất Tiếu chẳng lẽ là muốn đoạt xá bọn chúng? Không phải. Nếu như ta nói cho ngươi biết chân tướng, ngươi tuyệt đối sẽ không tin tưởng, trên đời này vậy mà sẽ có sự tình trùng hợp như vậy. Đế thương lắc đầu, trên mặt hiện lên ý cười. Tiêu Phàm hận không thể đem cái lão gia hỏa dâu ria này lột sạch, lại còn chơi úp mở, đáng tiếc hắn chỉ là một sợi tàn niệm, tương đương với trạng thái linh hồn mà thôi. Đế thương sợ Tiêu Phàm tức giận, vội vàng nói, đột phá chiến thần cảnh liền sẽ ngưng tụ ra thần lực chi tinh, ngươi hẳn biết chứ. Tiêu Phàm đờ đẫn gật gật đầu, thần lực chi tinh hắn cũng đã được nghe nói, bề ngoài nhìn qua giống như thạch đầu phát sáng. Hắn đột nhiên cảm giác bản thân bắt được một tia gì, nhưng lại nhớ không nổi. Phục Nhất Tiếu không phải long tộc phổ thông, mà là băng hỏa thiên long. Hắn ngưng tụ hai mai thần lực chi tinh, Phục Nhất Tiếu năm đó bị Tu La Điện chủ đời trước chém giết, hai mai thần lực chi tinh là thất lạc ở ngoại giới. Đế thương tiếp tục nói. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngươi là nói Tiểu Kim cùng Tiểu Minh nuốt thần lực chi tinh. Tiêu Phàm kinh ngạc nói, trong đầu đột nhiên hiện ra một bức họa. Chính là lúc trước Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim còn có ảnh phong thông qua thương mang cốc nuốt một khỏa bạch sắc tinh thể, về sau Tiểu Kim đột nhiên phát sinh biến dị lần thứ hai, sau đó liền có thể thi triển hỏa diễm chi lực. Lúc trước Tiêu Phàm có phỏng đoán, tinh thể có thể là một đầu cửu giai hồn thú hồn tinh. Nơi nào sẽ nghĩ đến đó lại là thần lực chi tinh trong truyền thuyết. Coi như Tiểu Kim nuốt hỏa thuộc tính thần lực chi tinh của Phục Nhất Tiếu, mặt khác một khỏa băng thuộc tính thần lực chi tinh đây chẳng lẽ trên người Tiểu Minh. Hồi tưởng lại lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Minh, nó vẫn chỉ là một cái trứng đen thui, lúc trước Tiểu Minh bốn phía chất đống vô số hồn tinh. Hiện tại hồi tưởng một cái, Tiểu Minh cũng nhất định là nuốt viên băng thuộc tính hồn lực tinh cho nên mới có thể chuẩn bị như thế, thuế biến thành cửu phẩm hồn thú. Hiện tại ngươi có phải cũng cảm thấy rất khéo hay không? Đế thương cười nói. Tiêu Phàm đần độn gật đầu, nếu quả thật là như thế này, cái kia xác thực quá khéo, bản thân hai mai thần lực chi tinh đồng thời đưa ra, đoán chừng lúc ấy Phục Nhất Tiếu cũng cười không ngậm miệng được. Phục Nhất Tiếu nếu như đoạt hoặc là luyện hóa bọn chúng. Vô cùng có khả năng đột phá chiến thần cảnh, đến lúc đó hắn là không có khả năng buông tha ta, cho nên ta liền xuất thủ cứu bọn chúng, chỉ là không nghĩ tới ta cũng bị đánh lén. Đế thương nói ra, hắn muốn truyền đạt cho Tiêu Phàm một cái tin tức là, hắn làm như thế cũng chỉ là vì tự vệ. Tiền bối chờ nhiều năm như vậy đều không có tìm ra người phù hợp y bát thừa kế sao? Tiêu Phàm hỏi, đế thương như thế nào không biết ý tứ Tiêu Phàm? Người sao nhiều năm đều không tìm ra người thừa kế, tại sao phải truyền cho bạn ta? Đế thương hít sâu một cái, thần sắc có chút mê mang, trước đó chém giết, ta đây sợi tàn niệm bị trọng thương, ta cũng không đủ thời gian. Tiêu Phàm nhìn chăm chú đế thương, hắn từ trong con ngươi đế thương nhìn thấy chỉ có cô đơn cùng không cam lòng, trong lòng hắn, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh cũng không phải người thừa kế y bát tốt nhất. Nhưng hắn lại không thể làm gì, ai bảo hắn thời gian không nhiều. Không thể để bản thân truyền thừa liền đoạn đi, có dù sao cũng so không có còn tốt hơn. Cái sự tình này, ta có thể thay Tiểu Kim đáp ứng ngươi. Tiêu Phàm nhìn qua có chút không đành lòng nói, nhưng hắn nhưng trong lòng đã vui nở hoa, thần long truyền thừa đó, không đáp ứng mới là người ngu. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm ở bên ngoài tìm Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, đột nhiên, hư không một trận chấn động,
Tiêu Phàm vội vàng lui lại mấy bước. Khiến hắn kinh ngạc là, hai đạo thân ảnh từ giữa rơi xuống, trừ Tiểu Kim cùng Tiểu Minh còn có thể là ai. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm tâm thần đột nhiên có liên hệ, rất nhanh liền dung hợp tất cả tin tức. Giống cứu Tiểu Kim cùng Tiểu Minh nhìn thấy Tiêu Phàm, lập tức kêu nhỏ, lách mình xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, dùng đầu thân mật ma sát đầu Tiêu Phàm. Tiểu Kim, Tiểu Minh, đi theo ta, cho các ngươi một cái kinh hỉ lớn. Tiêu Phàm cười nói, mang theo hai thú nhanh chóng hướng vị trí long đầu đi. Tiêu Phàm xuất hiện ở đó một khắc, một vệt sáng trong nháy mắt bắn vào bên trong não hải Tiêu Phàm, đồng thời, tàn niệm đế thương bốc lên đi ra. Đa tạ tiền bối thành toàn. Tiêu Phàm hướng về phía đế thương hơi hơi thi lễ. Hẳn là đa tạ Tu La Điện chủ thành toàn mới đúng. Đế thương cười nói, vì đền đáp điện chủ, lão hủ còn có chút đồ vật tặng cho ngươi. Dứt lời, Tu La Điện chủ một chỉ bắn ra, một đạo huyết sắc lưu quang chui vào thể nội Tiêu Phàm. Sau một khắc, Tiêu Phàm huyết mạch đột nhiên sôi trào lên, bên ngoài thân phóng quang mang màu vàng kim nhạt. Tiêu Phàm cảm giác thân thể muốn nổ tung, vô tận chi hỏa không ngừng đốt cháy lên, kinh mạch và mạch máu truyền đến một loại kịch liệt đau nhói. Hy vọng tinh huyết có thể đối với điện chủ có chút tác dụng. Đế thương thản nhiên nói. Đa tạ tiền bối. Tiêu Phàm trong lòng vui vẻ, bất quá bây giờ lại không phải thời điểm kích động, hắn đem sự tình đế thương đơn giản cùng Tiểu Minh, Tiểu Kim nói một lần. Tiêu Phàm mặc dù tin tưởng đế thương nói, nhưng cũng không có hoàn toàn tin tưởng, âm thầm cho Tiểu Kim cùng Tiểu Minh tỉnh, bọn chúng hiểu ý, liền đi theo đế thương rời đi. Tiêu Phàm được thần long tinh huyết, cũng chuẩn bị bắt đầu luyện hóa, hắn trực tiếp tiến vào bên trong vị trí không gian bí cảnh Tu La Điện. Lúc Tiêu Phàm xuất hiện, Ảnh Phong cùng Phong Lang bọn hắn tất cả đều chào đón. Phong Lang, Ảnh Phong, các ngươi chuẩn bị bế quan đi, tận khả năng đột phá chiến thánh cảnh, trong này là một chút âm linh thiên thủy, bản thân hảo hảo lợi dụng. Tiêu Phàm đơn giản bàn giao một cái, liền tiến vào Tu La Điện bế quan. Ảnh Phong mấy người trong tay đều chiếm được một cái bình ngọc, trong mắt đều là vẻ khó tin, âm linh thiên thủy, bọn hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói. Đây chính là tương đương với thần phẩm linh dược. Có đồ vật này, hy vọng mấy người đột phá chiến thánh cảnh cũng lớn hơn rất nhiều. Chỉ có Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai có chút thất lạc, đáng tiếc bọn hắn ngay từ đầu không có lựa chọn Tiêu Phàm, hiện tại cũng không có ý tứ mở miệng. Tiêu Phàm cũng không có quan tâm tâm tư hai người, hắn đã áp chế không được lực lượng thể nội cuồng bạo, thể nội Tu La huyết mạch cùng thần long tinh huyết đang điên cuồng đụng chạm. Cả hai ai cũng không làm gì được ai, Tiêu Phàm có loại cảm giác bạo thể mà chết. Hắn không chút do dự vận chuyển cửu trọng vô tận chiến quyết, vô tận chi hỏa cháy hừng hực, u linh chiến hồn cũng nhanh chóng thôn phệ tinh hoa ẩn chứa bên trong thần long tinh huyết. Tiêu Phàm phát hiện, hắn vẫn quá khinh thường thần long tinh huyết cường đại, mặc dù có vô tận chiến hồn cùng u linh chiến hồn tham dự, vẫn không cách nào áp chế nó cuồng bạo. Đế thương đem thần long tinh huyết đều cho ta. Không phải là cố ý muốn chỉnh ta chứ? Tiêu Phàm mắng thầm, nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng đã sớm bạo thể mà chết. Bất quá Tiêu Phàm lại mạnh mẽ kiên trì xuống, hắn bên ngoài thân vỡ ra từng đạo lỗ hổng, máu tươi thẩm thấu mà ra, vẻn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền biến thành một huyết nhân. Bất Hủ Thánh Vực vận chuyển, khôi phục nhanh chóng thân thể, sau đó tốc độ khôi phục xa xa so với trước phá hư tốc độ. Ta còn có Bạch Thạch. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, sắc mặt hơi trắng bệch, hắn vội vàng dẫn ra lực lượng bạch thạch. Từng đạo ánh sáng màu trắng từ trên người hắn tản ra, năng lượng nhu hòa ba động dung nhập bên trong huyết mạch Tiêu Phàm, giống như một hoa thanh tuyền, Tiêu Phàm cảm giác vô cùng sảng khoái. Thần long huyết mạch bạo tạc tính chất lực lượng cũng rốt cục xem như bình tĩnh lại, tốc độ thân thể phá hư cùng tốc độ khôi phục cũng đạt tới một điểm thăng bằng. Luyện hóa. Tiêu Phàm kêu to. Trên mặt lộ ra vẻ hung ác, vô tận chi hỏa điên cuồng bốc cháy lên. Bên trong một tòa sơn mạch Tu La bí cảnh, có ba đạo thân ảnh nhanh chóng ghé qua, sau nửa ngày, mấy người rốt cục dừng lại. Lạc thiếu, nơi này đã đủ xa, Tiêu Phàm hẳn truy không kịp. Mở miệng là một hỏa hồng bào thanh niên, chính là Chiến Bách Dương. Bên cạnh hai người dĩ nhiên chính là Lạc Vũ Lạc cùng Chiến Vũ Yến, chỗ sâu đáy mắt Lạc Vũ Lạc có một ý cười. Trong lòng gần như kêu gào, ha ha, Tư Không Tàng Kiếm, người rốt cục chết,
về sau rốt cuộc không ai có thể ngăn cản bước chân ta, cũng rốt cuộc không ai có tư cách để cho ta đứng sau lưng hắn. Cho tới nay, Lạc Vũ Lạc đều bị Tư Không Tàng Kiếm áp chế, luận thực lực, luận thiên phú, hắn đều không thể kém hơn Tư Không Tàng Kiếm, kém duy nhất chính là Tư Không Tàng Kiếm có phụ thân. Mà hiện tại, Tư Không Tàng Kiếm chết, về sau hắn rốt cuộc không cần cho Tư Không Tàng Kiếm sắc mặt, hơn nữa địa vị hắn cũng sẽ kịch liệt leo lên, cái này khiến hắn như thế nào mất hứng đây. Lạc Thiếu, nhìn thấy Lạc Vũ Lạc có chút thất thần, Chiến Bách Dương lại liên tục kêu vài câu. Lạc Vũ Lạc lấy lại tinh thần, áp chế tâm tình mình, trên mặt lộ ra vẻ băng lãnh, phẫn nộ nói, Tiêu Phàm vậy mà giết sư huynh, sư tôn sẽ không bỏ qua cho hắn. Chiến Bách Dương cùng Chiến Vũ Yến nhìn ra Lạc Vũ Lạc rất muốn Tư Không Tàng Kiếm chết, bằng không mà nói, hắn trước đó đã sớm xuất thủ cứu Tư Không Tàng Kiếm. Chỉ là, hai người là tuyệt đối không dám nói ra, nếu nói ra, hai người tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Tiêu Phàm đáng chết. Chiến Bách Dương hết sức phối hợp phụ họa nói. Đi thôi, trước hết nghĩ biện pháp rời nơi này. Lạc Vũ Lạc không có nói thêm cái gì, cho hai người một cái ánh mắt, ra hiệu hai người đi ở phía trước. Lạc Thiếu đi trước. Chiến Bách Dương cung kính nói. Hắn chỗ nào không biết ý nghĩ Lạc Vũ Lạc, bọn hắn đi ở phía trước, nếu như Lạc Vũ Lạc đánh lén mà nói, bọn hắn hẳn phải chết là không nghi ngờ, huống chi trước đó Lạc Vũ Lạc đối với bọn hắn đã động nhiều lần sát cơ. Chỉ là do dự mà thôi. Ta bảo ngươi đi trước, ngươi không nghe thấy sao? Sắc mặt Lạc Vũ Lạc lạnh lùng. Tư Không trưởng lão, Chiến Bách Dương đột nhiên trợn to hai mắt nhìn xem không trung. Lạc Vũ Lạc cười lạnh không thôi, điểm ấy thủ đoạn nhỏ cũng muốn gạt ta, coi như vậy thì tránh thoát sao? Các ngươi làm sao lại ở chỗ này? Đang lúc Lạc Vũ Lạc chuẩn bị động thủ, đột nhiên một đạo thanh âm băng lãnh vang lên, Lạc Vũ Lạc trên mặt đột nhiên cứng đờ. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Nơi xa, một đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới, rất nhanh liền xuất hiện ở gần bọn hắn, chính là Tư Không Vũ. Bất quá hắn giờ phút này tóc tai bù xù, nhìn qua thập phần chật vật, trên mặt hắn còn có hai dấu năm ngón tay. Sư tôn, Lạc Vũ Lạc vội vàng cung kính nói, hắn trong lòng cảm giác khó chịu, may mắn vừa nãy không có giết Chiến Bách Dương, bằng không mà nói, không may là hắn. Tàng kiếm chết, tại sao các ngươi không chết? Tư Không Vũ lạnh như băng nhìn Lạc Vũ Lạc ba người nói, trong con ngươi hàn quang bắn ra bốn phía. Tàng kiếm chết, tại sao các ngươi không chết? Lời nói Tư Không Vũ băng lãnh quanh quẩn bên tai mấy người, Lạc Vũ Lạc mấy người toàn thân run một cái, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cái trán kề sát mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Sư tôn, chúng ta xác thực đáng chết, nếu như không phải sư huynh có đức độ. Tại thời điểm mấu chốt cứu chúng ta, bằng không chúng ta hiện tại cũng không nhìn thấy sư tôn. Cái mạng này của chúng ta là sư huynh cứu. Lạc Vũ Lạc vội vàng mở miệng nói. Đại nhân, Tư Không Thiếu gia trước khi chết bảo chúng ta nhất định phải nói cho ngươi là ai giết hắn, lúc này mới bảo hộ chúng ta rời đi. Đại nhân, Tư Không Thiếu gia chết thật thê thảm, ngài nhất định phải thay hắn báo thù, không thể để cho Tư Không Thiếu gia uổng mạng a. Chiến Bách Dương tê tâm liệt phế kêu to, thanh âm có chút nức nở. Một bên Chiến Vũ Yến trầm mặc không nói, cũng quỳ trên mặt đất cúi đầu, trong lòng cũng bị sự vô sỉ của Lạc Vũ Lạc cùng Chiến Bách Dương làm cho chấn kinh. Lạc Vũ Lạc rõ ràng cho tới bây giờ không có ý tứ xuất thủ cứu Tư Không Vũ, bây giờ lại nói là Tư Không Tàng Kiếm cứu bọn hắn, ngôn ngữ đối với Tư Không Tàng Kiếm tràn ngập cảm kích. Không thể không nói, một chiêu này rất có hiệu quả. Cỗ khí thế đáng sợ kia chậm rãi biến mất. Sư tôn, sư huynh là bị Tiêu Phàm giết chết, trước khi chết bị Tiêu Phàm tra tấn, cuối cùng bị Tiêu Phàm một cước mạnh mẽ đạp chết. Đáng tiếc ta thực lực không bằng sư huynh bảo ta nói cho sư tôn, nhất định giết Tiêu Phàm, thay hắn báo thù. Lạc Vũ Lạc có thể cảm thụ sát ý trên người Tư Không Vũ chậm rãi trở thành nhạt, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói, nếu như hiện tại không thể thuyết phục Tư Không Vũ. Bọn hắn tuyệt đối không có khả năng sống sót rời Tu La bí cảnh. Tư Không Vũ cau mày một cái, hắn sớm liền biết là Tiêu Phàm giết con trai của hắn, hơn nữa hắn còn cùng Tiêu Phàm giao thủ qua. Chỉ là âm thầm có người bảo hộ Tiêu Phàm, hắn không thể giết chết Tiêu Phàm, hơn nữa kết quả là Tiêu Phàm không giết chết cũng liền thôi, hắn chính mình cũng kém chút lưu ở nơi nào, hơn nữa còn mất đi hư không cổ kính. Tư Không Vũ hiện tại buồn bực nhất đã không phải Tư Không Tàng Kiếm tử vong,
mà là hư không cổ kính mất đi, nếu như trở lại chiến thần điện, không mang về hư không cổ kính, chiến thần điện chủ khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Tiêu Phàm, bản tọa nhất định phải giết. Tư Không Vũ lạnh giọng nói, còn người băng lãnh liếc nhìn lấy Lạc Vũ Lạc ba người, lại nói ra, nếu là tàng kiếm cứu các ngươi, bản tọa cũng có thể tha các ngươi không chết, bất quá, các ngươi đến thay bản tọa làm một việc. Núi đao biển lửa, Đồ Nhi muôn lần chết không chối từ. Lạc Vũ Lạc không chút do dự nói, Chiến Bách Dương cùng Chiến Vũ Yến cũng gật gật đầu, hiện tại không phải thời điểm phản kháng Tư Không Vũ. Lấy thực lực bọn hắn, coi như ba người cộng lại cũng không thể nào là đối thủ Tư Không Vũ. Không có nghiêm trọng như thế, trước cùng bản tọa rời nơi này lại nói. Tư Không Vũ mị mị hai mắt, ngẩng đầu nhìn về chân trời cuối cùng, trong mắt đều là kiêng kỵ cùng băng lãnh. Ngay sau đó, Tư Không Vũ đưa tay vung lên, bốn người đột nhiên biến mất tại chỗ, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, vị trí hẻm núi hẹp dài Huyết Long Quật, Phục Nhất Tiếu dẫn theo vô số thực cốt trùng trông coi đối diện, chờ đợi Tiêu Phàm xuất hiện. Cái cửa ra khác Huyết Long Quật sớm đã bị hắn phong bế, nơi này là thông đạo duy nhất rời khỏi Huyết Long Quật. Thời gian đi qua đã lâu, tiểu tử kia sẽ không bị lão đồ vật làm thịt rồi chứ. Phục Nhất Tiếu tại vách núi bên bờ dạo bước, trong miệng tự lẩm bẩm. Cái bộ dáng kia nhìn qua thập phần buồn cười, áo bào đen bó chặt, rõ ràng là một đầu trùng lại tựa như một người. Không thể không nói, hắn kiên nhẫn vô cùng tốt, ở chỗ này dòng dã thủ hộ thời gian nửa năm, đáng tiếc Tiêu Phàm vẫn không có xuất hiện. Không biết, cho dù lão đồ vật muốn giết hắn, nhục thể sinh ra linh hồn cũng sẽ không nguyện ý, đây chính là cơ hội tốt hắn thoát ly nơi đây. Hơn nữa tàn niệm lão đồ vật ngày giờ không nhiều. Đến lúc đó ta cho dù không chiếm được thần lực chi tinh cũng có thể luyện hóa nhục thân lão đồ vật, dù sao nhục thân lão đồ vật là bảo tồn thập phần hoàn hảo. Phục Nhất Tiếu âm thầm trầm ngâm. Mỗi lần nghĩ đến mình có thể trở lại đỉnh phong, trong lòng Phục Nhất Tiếu liền vô cùng kích động, giờ khắc này hắn đã chờ đợi mấy chục năm. Ngang đột nhiên, một tiếng rồng gầm rung trời từ trong thông đạo đối diện truyền ra. Tiếng gầm đáng sợ sôi trào mãnh liệt, hóa thành thực chất sóng ánh sáng cuồn cuộn mà tới. Mau lui lại, thần sắc Phục Nhất Tiếu đại biến, quát to một tiếng, nhanh chóng hướng về trong thông đạo phía sau dũng mãnh lao tới. Phía dưới hẻm núi, kim sắc dung nham sôi trào lên, không ngừng đánh vào vách núi, đất đá lăn xuống, tóe lên sóng lớn dung nham cao mấy trượng. Thực cốt trùng bị sóng âm đánh giết, thanh âm bạo tạc thỉnh thoảng vang lên. Chất lỏng ăn mòn che kín vách đá bốn phía. Nhìn thấy một màn này, lòng Phục Nhất Tiếu đang rỉ máu, thực cốt trùng thủ hộ ở chỗ này cũng đều là bát giai trở lên, thậm chí còn có không ít cửu giai, lại bị tiếng sóng trong nháy mắt đánh giết. Huyết thần long to lớn trong không gian chậm rãi khô quắt, huyết khí đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Vừa nãy chính là huyết thần long hét giận dữ, giết Phục Nhất Tiếu một cái trở tay không kịp. Cũng đúng lúc này, bên trong Tu La Điện, thể nội Tiêu Phàm phát ra một tiếng thanh âm long ngâm, quanh người hắn hiện ra quang mang huyết kim, xa xa nhìn lại, quanh thân Tiêu Phàm tựa như nằm dài một đầu huyết thần long. Hắn thể nội máu tươi sôi trào không thôi, sau nửa ngày mới khôi phục bình tĩnh, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt bắn ra hai vệt thần quang. Nhìn kỹ, có thể phát hiện, trong con mắt Tiêu Phàm du đãng hai đầu huyết sắc thần long. Thần long huyết mạch thật bá đạo. Tại sao ta cảm giác không kém gì Tu La huyết mạch? Tiêu Phàm kinh dị cảm thụ được bản thân biến hóa, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Luyện hóa thần long tinh huyết dài đằng đẵng, Tiêu Phàm cũng tiếp nhận thống khổ không thể tưởng tượng. Nhưng hắn được chỗ tốt không thể nghi ngờ cũng là to lớn, vừa mới đột phá chiến thánh sơ kỳ, tu vi đã triệt để ổn định, chỉ có tiếp tục lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng liền có thể đột phá chiến thánh trung kỳ. Giờ phút này, Tiêu Phàm cảm giác nhục thân cường đại đến mức cực hạn, dù là cửu phẩm hồn binh hắn cũng có thể tay không đối cứng, thậm chí xé nát. Đồng thời, linh hồn Tiêu Phàm cũng tăng cường rất nhiều, chỉ ít đối mặt Phục Nhất Tiếu, Tiêu Phàm đã có 10 phần nắm chắc. Đương nhiên, những cái này đều không tính là gì, chỗ tốt đẹp nhất là Tiêu Phàm lại thức tỉnh một loại tân huyết mạch chi lực, cái kia chính là thần long huyết mạch, loại huyết mạch thập phần cuồng bá. Tiêu Phàm mặc dù vẫn không có thể dò xét cụ thể năng lực kia, nhưng tuyệt đối không thể yếu hơn Tu La huyết mạch bao nhiêu. Không biết đã qua bao lâu,
Long Vũ cùng Phong Lang bọn hắn đoán chừng cũng chờ không kịp. Tiêu Phàm hít sâu một cái đứng dậy, đẩy cửa điện đi ra ngoài. Hắn phát hiện, Long Vũ cùng Phong Lang bọn hắn đều bên ngoài đại điện chờ lấy, hiển nhiên là động tĩnh vừa nãy trên người hắn tạo thành đem bọn hắn hấp dẫn tới. Công tử, người rốt cục đi ra. Phong Lang trước tiên mở miệng nói. Đột phá chiến thánh cảnh, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Phong Lang, sau đó ánh mắt đảo qua những người khác, lại phát hiện, ở đây tất cả mọi người vậy mà đều đột phá đến chiến thánh cảnh. Chẳng lẽ đột phá chiến thánh cảnh dễ dàng như vậy? Công tử, đã qua thời gian nửa năm, chúng ta nếu như còn không đột phá, vậy liền làm phế vật rồi. Ảnh Phong cười nói. Đã qua nửa năm, Tiêu Phàm kêu lên sợ hãi, trong mắt đều là vẻ khó tin. Ta còn tưởng rằng nhiều nhất đi qua mấy ngày, vậy mà đã qua nửa năm. Thời gian thực sự quá vượt qua hắn dự liệu, hắn lúc này mới minh bạch hàm nghĩa câu nói trong núi không nhật nguyệt, trên đời đã ngàn năm này. Đột phá chiến thánh cảnh, có thời điểm một lần bế quan chính là thời gian mấy năm, đây không phải hắn trước kia có thể tưởng tượng. Tiêu Phàm bình phục suy nghĩ, hít sâu một cái nói, đi tới bạo loạn chi hải đã hơn 9 tháng, cũng nên rời khỏi rồi. Vị trí trong không gian huyết thần long, lưu quang lóe lên, đột nhiên xuất hiện tầm 10 đạo thân ảnh. Ánh mắt Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ thấy thi thể huyết thần long to lớn đã biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là một đầu sư tử màu vàng dài mấy chục trượng. Nó chân đạp huyết kim hỏa vân, lớp vảy màu vàng óng, đốt cháy huyết kim sắc khí diễm, bá đạo vô cùng, một cỗ uy áp đáng sợ từ trên người nó tràn ngập khắp nơi, bốn phía không gian đều chấn động mãnh liệt. Miệng nó nhe răng nanh, một đôi con ngươi màu đỏ tươi tràn ngập hờ hững, tựa như ở trong mắt nó hết thảy đều là sâu kiến, đây là ánh mắt thuộc về thượng vị giả độc hữu. Đây là, Phong Lang trợn to hai mắt nhìn phía trước, hắn từ trên người huyết kim sư tử cảm thụ một cỗ khí tức quen thuộc, nhưng lại không dám xác nhận. Tiểu Kim, Ảnh Phong thập phần khẳng định nói, mặc dù Tiểu Kim bề ngoài phát sinh biến hóa rất lớn nhưng hắn có thể thập phần khẳng định. Cứu lúc này. Một tiếng kêu to từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó một vệt sáng rơi vào trên bờ vai Ảnh Phong, Ảnh Phong kém chút bị giật mình, chẳng qua là khi hắn thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia mới buông lỏng một hơi. Tiểu Minh, người đột phá cửu giai, Ảnh Phong hơi kinh hãi nói. Không sai, trên vai hắn chính là Tiểu Minh, khí thế so với trước đó không biết cường đại gấp bao nhiêu lần, hơn nữa, Ảnh Phong cảm giác nó cùng trước đó có chút biến hóa. Về phần chỗ nào biến hóa? Hắn lại nói không được. Tiểu Minh đoán chừng hiện tại đã không phải ám dạ minh chuẩn. Tiêu Phàm mị mị hai mắt nói, hắn có thể cảm giác được thể nội Tiểu Minh cũng ẩn chứa long chi huyết mạch, hơn nữa lông vũ màu đen còn hiện ra một loại quang trạch màu vàng kim nhạt. Xem ra đế thương cuối cùng vẫn lựa chọn Tiểu Kim, đoán chừng viên thần lực chi tinh của Phục Nhất Tiếu trong thể nội Tiểu Kim cũng bị đế thương rút ra cho Tiểu Minh luyện hóa. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Đế thương muốn Tiểu Kim kế thừa y bát, khẳng định sẽ không để cho thể nội Tiểu Kim tồn tại đồ vật Phục Nhất Tiếu cần, dù sao đế thương thời kỳ đỉnh đối với Phục Nhất Tiếu lúc toàn thịnh nhất định là cực kỳ khinh thường. Đồ vật hắn khinh thường làm sao có thể để cho người thừa kế của mình đây? Đám người lặng lặng chờ đợi, Tiểu Kim thuế biến cũng đến thời khắc cuối cùng, không sai biệt lắm sau ba canh giờ thân thể Tiểu Kim mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám người, thân thể Tiểu Kim chậm rãi thu nhỏ, biến thành một con mèo nhỏ, trong mắt mọi người lộ ra vẻ cổ quái. Nếu như không phải tận mắt thấy Tiểu Kim toàn thể, ai có thể tưởng tượng con mèo nhỏ trước mắt này lại là một đầu cửu giai hồn thú đây. Giống giống Tiểu Kim gầm nhẹ, thân mật dùng đầu nhún nhún mắt cá chân Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cưng chiều sờ sờ đầu Tiểu Kim, sau đó thật sâu nhìn không gian cực đại một cái, chậm chạp nói, đi thôi. Đám người gật đầu. Bọn hắn ở chỗ này ngốc thời gian nửa năm cũng rất muốn biết tình huống xảy ra bên ngoài. Hơn nữa, bọn hắn còn rõ ràng nhớ cái nhiệm vụ bản thân, một khi rời Tu La bí cảnh, bọn hắn liền phải đi thực hiện. Xuyên qua từng đầu thông đạo, một nhóm Tiêu Phàm rốt cục xuất hiện ở bên bờ vách núi, dung nham phía dưới hẻm núi vẫn sôi trào như cũ, không ngừng bốc lên bọt khí. Tiểu tử thúi, người rốt cục đi ra, một đạo thanh âm khàn khàn từ hẻm núi đối diện truyền đến. Vừa dứt lời, một đạo thanh âm tất tất tốt tốt vang lên, lít nha lít nhít thực cốt trùng từ đối diện xông ra, có thật nhiều con đã biến ảo thành tu sĩ nhân loại và hồn thú. Đây là,
Ngọc Diện vô tình nhìn đội hình đối diện, không khỏi nuốt nước miếng. Nguyên bản hắn coi là bản thân đột phá chiến thánh cảnh liền có thể tiếu ngạo tứ phương, nhưng hiện tại nhìn đến cũng không gì hơn cái này. Chí ít trước mắt có không ít thực cốt trùng phát ra khí tức mạnh hơn hắn, thậm chí có tốt nhiều cỗ khí tức làm hắn còn cảm thụ đến uy hiếp tính mạng. Lão kia giao cho ta, thực cốt trùng khác giao cho các ngươi, mọi người cẩn thận một chút. Tiêu Phàm thản nhiên nói, dẫn đầu hướng về Phục Nhất Tiếu phóng đi. Đám người biết rõ đây cũng là Tiêu Phàm khảo nghiệm đối với bọn hắn, nếu như ngay cả nơi này xông không qua, vậy cũng không xứng đảm nhiệm vị trí Diêm La Tu La Điện. Giết, Ảnh Phong gầm thét một tiếng, đạp chân xuống hóa thành một trận gió, lần nữa xuất hiện đã là tại bờ bên kia. Giết, đám người thấy thế cũng không chút do dự giết tới, thực cốt trùng thì như thế nào, hiện tại bọn hắn đều là chiến thánh cường giả, há lại sẽ sợ những xúc sinh này. Về phần Tiêu Phàm đã vào tới trước người Phục Nhất Tiếu, đưa tay chém ra một kiếm diệt thần, Phục Nhất Tiếu không dám chính diện giao phong. Hắn mặc dù là chiến thánh đỉnh phong nhưng hắn am hiểu nhất là linh hồn công kích, một kiếm Tiêu Phàm trước đó làm nó bị ăn phải thiệt thòi lớn, hắn làm sao có thể không nhìn đâu. Tránh thoát một kiếm của Tiêu Phàm, một đạo linh hồn ba động đáng sợ xông thẳng đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bất vi sở động, mặc cho linh hồn công kích kia xông vào trong đầu. Hắn cảm giác một đạo lợi kiếm đâm tới linh hồn mình, nhưng mà Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo linh hồn ba động dập dờn ra trực tiếp ngăn trở công kích của Phục Nhất Tiếu. Không có khả năng, mới nửa năm mà thôi, linh hồn ngươi làm sao mạnh như vậy? Phục Nhất Tiếu kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Còn rất nhiều là ngươi nghĩ không ra đâu. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, Tu La thần dực thoáng hiện. Trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Phục Nhất Tiếu, Tu La kiếm rung động, vô tận kiếm khí rảo sát chém ra. Tốc độ Phục Nhất Tiếu cũng rất nhanh, lách mình ra vòng vây kiếm khí, mở ra miệng cực đại, răng cưa sắc bén tản ra u quang, oán hận cắn một cái hướng đầu vai Tiêu Phàm. Không thể không nói, Phục Nhất Tiếu mặc dù bây giờ biến thành một đầu thực não huyết trùng nhưng tốc độ cùng kinh nghiệm chiến đấu vẫn không phải là người bình thường có thể so sánh. Tiêu Phàm muốn trốn tránh nhưng mà Phục Nhất Tiếu thập phần xảo trá, hắn căn bản không tránh thoát. Hắn đầu vai cảm thụ một cỗ ý lạnh, Tiêu Phàm không chút do dự thúc giục Tu La thần thể cùng thần long huyết mạch. Công tử cẩn thận, nơi xa Phong Lang kêu to, những người khác cũng lộ ra vẻ lo lắng, nhanh chóng hướng về vị trí Tiêu Phàm, nếu như Phục Nhất Tiếu nuốt ăn huyết nhục Tiêu Phàm, sự tình kia liền phiền phức. Phục Nhất Tiếu thập phần khinh thường. Trừ chiến thần trong thời gian ngắn hắn cắn không được, những người khác còn không phải dễ như trở bàn tay. Chờ ta biến ảo thành ngươi, lại hảo hảo đùa với ngươi. Phục Nhất Tiếu trong lòng cười lạnh nói. Cọt kẹt, ngay lúc đó, nó cắn đầu vai Tiêu Phàm một cái, từng tiếng giòn vang truyền ra, Phục Nhất Tiếu trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, cả người hoàn toàn cứng lại ở đó. Cái răng cưa của nó vỡ nát mấy khỏa, răng kẹp theo tơ máu bắn ra. Cái này, Phong Lang bọn hắn trong nháy mắt cứng ngắc ở nơi đó, trên mặt đều là vẻ khó tin, đây chính là thực não huyết trùng đó, nghe đồn không có cái gì là nó không cắn nổi. Cho dù là thân thể chiến thần cảnh nó đều có thể cắn nát, chớ nói chi là chiến thánh cảnh. Nhưng mà đám người không nghĩ tới, thân thể Tiêu Phàm vậy mà làm vỡ nát răng thực não huyết trùng, đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Đám người không khỏi xoa xoa con mắt, còn tưởng là mình đang nằm mơ. Ta mới vừa nói còn rất nhiều thứ ngươi nghĩ không ra, nói cho ngươi biết lại không tin, lại đến. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, hắn kỳ thật cũng không nghĩ đến nhục thân mình cường đại như thế, vậy mà trực tiếp làm răng Phục Nhất Tiếu vỡ nát. Lại đến, khóe miệng Phục Nhất Tiếu giật một cái tựa như nhận đả kích nghiêm trọng, răng nó vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, nhưng mà bây giờ lại không làm gì được một chiến thánh cảnh sơ kỳ trẻ tuổi, nó làm sao có thể cam tâm. Phục Nhất Tiếu hung dữ nhìn Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi, sau đó khóe miệng đột nhiên hơi hơi nhếch lên, lộ ra một tia cười tà. Nhục thân cũng không tệ, nhục thân của ngươi, ta muốn. Con người Phục Nhất Tiếu vô cùng băng lãnh, khuôn mặt xấu xí nhìn qua càng thêm dữ tợn, chỉ một thoáng, cái răng vỡ nát trong miệng nó đột nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ. Ha, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Phục Nhất Tiếu. Hắn thật đúng là chưa nghe nói qua thực não huyết trùng lại có năng lực tái sinh cường đại như thế. Ta liền không tin nhục thân ngươi có thể một mực mạnh như vậy.
Phục Nhất Tiếu nhe răng cười một tiếng, lần nữa hướng về Tiêu Phàm vào tới. Trước đó đế thương giả cũng là nói như vậy, người biết rõ hắn cuối cùng như thế nào không? Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, chân đạp kiếm bộ cấp tốc lui lại. Phục Nhất Tiếu nói không sai, nhục thân hắn không có khả năng thời gian dài duy trì cường độ lớn như vậy, mới vừa rồi là bởi vì đồng thời thi triển tu la thần thể cùng thần long huyết mạch mới có thể làm vỡ nát răng nó. Hai loại thể chất đặc thù đối với hắn tiêu hao cực lớn, huống chi, Phục Nhất Tiếu lại như thế nào không chịu nổi, cũng là chiến thánh cảnh đỉnh phong, nếu như thời gian dài kiên trì, Tiêu Phàm cũng không chiếm được chỗ tốt. Ngươi đừng nói cho ta biết, hắn bị ngươi giết. Phục Nhất Tiếu mặt coi thường, đối với thực lực đế thương giả nó rất rõ ràng, lúc trước còn trong tay đế thương giả bị thua thiệt qua. Cũng chính là bởi vì như thế Phục Nhất Tiếu mới không dám tự tiện xông vào đối diện. Nếu như không phải đế thương giả mà nói, Phục Nhất Tiếu đã sớm luyện hóa thi thể huyết thần long, cũng không cần đến hiện tại vẫn là một thực não huyết trùng. Chúc mừng ngươi, đoán đúng. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Ngươi thật đúng là coi mình quá cao, chỉ bằng ngươi cũng có thể giết chết nó, cho dù là ta cũng không nhất định có thể làm được. Phục Nhất Tiếu khịt mũi coi thường. Linh hồn Tiêu Phàm cường đại hơn nhiều, nhưng hắn thấy vẫn không có tư cách cùng đế thương giả chống lại. Muốn giết chết đế thương giả, trừ phi cường độ linh hồn đến gần vô hạn thần giai. Phục Nhất Tiếu tự nhiên là không biết, giết chết đế thương cũng không phải là Tiêu Phàm, mà là U Linh chiến hồn. Hơn nữa bởi vì cùng tàn niệm đế thương tranh đoạt bị thương không nhẹ, thực lực sớm đã không còn ở đỉnh phong. Ta sẽ để cho ngươi biết rõ. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, bỗng nhiên, một cỗ khí thế đáng sợ từ trên người hắn bộc phát ra. Chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện một đầu huyết sắc thần long. Hồn lực cường đại ba động từ trên người Tiêu Phàm dập dần ra, hắn một lần sử dụng 5 giọt tu la thần lực, khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong, xông thẳng chiến thánh trung kỳ. Ngang một tiếng gầm thét ngập trời, chỉ thấy hư ảnh huyết sắc thần long quanh thân Tiêu Phàm là đột nhiên hé mồm máu ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Từng đạo huyết sắc sóng ánh sáng từ trên người Tiêu Phàm chấn động mà ra. Hư không rung động kịch liệt, xuất hiện từng đạo liệt phùng. Thần long ngâm, con người Phục Nhất Tiếu run rẩy kịch liệt một cái, dưới cỗ ba động bàng bạc, bộ mặt nó cũng bắt đầu vặn vẹo, toàn thân vẩy ra chất lỏng, lít nha lít nhít vết nứt xuất hiện ở trên người. Cùng lúc đó, vô số thực cốt trùng nơi xa nhau nhau nổ tung, tiếng khóc vang vọng thật lâu toàn bộ hư không. Nhất là những thực cốt trùng biến ảo thành huyết long, tất cả đều tại hư không bốc lên không thôi. Thanh âm bên trong ẩn chứa một cỗ long uy, đối với long tộc mà nói, hiệu quả càng thêm rõ rệt. Bọn chúng kiên trì thời gian một hai cái hô hấp, cuối cùng nhao nhao nổ tung, hóa thành một màn mưa máu tràn ngập hư không. Long vũ, ảnh phong bọn hắn tất cả đều bị cỗ tiếng hét lớn đáng sợ chấn động đến toàn thân run lên, thân thể rung động kịch liệt. Sóng âm này thực sự quá kinh khủng, nó trực tiếp công kích linh hồn một người, lấy cường độ linh hồn Tiêu Phàm bây giờ. Đừng nói chiến thánh cảnh sơ kỳ, dù là chiến thánh cảnh hậu kỳ cũng chưa chắc có thể chịu được một hống. Nếu như không phải Tiêu Phàm không muốn cùng Phục Nhất Tiếu dây dưa, hắn cũng sẽ không thi triển một kích này, dù sao một kích này không khác công kích diện rộng. Bọn Long Vũ tất cả đều bị chấn động đến thất điên bát đảo, cũng may Tiêu Phàm không phải cố ý công kích bọn hắn, hơn nữa còn có ý né qua bọn hắn, bằng không mà nói, đoán chừng bọn hắn cũng hẳn phải chết là không nghi ngờ. Sau một lát, hư ảnh huyết thần long chậm rãi biến mất, mảnh không gian này cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đều chết, đám phong lang lấy lại tinh thần, đung đưa đầu nhìn bốn phía, con người kịch liệt co vào nhiều lần. Thực cốt trùng lấy ngàn mà tính, trong đó càng không thiếu tồn tại cửu giai, vậy mà Tiêu Phàm vừa hô, tất cả đều chết, điều này bảo bọn họ làm sao mà tin đây. Nhìn thi thể thực cốt trùng rơi xuống, đám người hãi hùng khiếp vía một trận. Tất cả đều bị thực lực Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Nguyên bản bọn hắn coi là bản thân đột phá chiến thánh cảnh, cùng Tiêu Phàm chênh lệch sẽ không quá lớn, nhưng hiện tại nhìn đến, ý nghĩ bọn hắn là buồn cười biết bao. Cho dù là đột phá chiến thánh cảnh, Tiêu Phàm vẫn là người nổi bật bên trong cùng giai, mà bọn hắn chênh lệch cùng Tiêu Phàm chỉ có thể càng ngày càng lớn. Khó trách đế thương nói, sau khi đột phá chiến thần cảnh, người tu linh hồn mặc dù rất ít nhưng địa vị rõ ràng so với tu nhục thân cao hơn, uy lực thần long ngâm này quá là đáng sợ. Tiêu Phàm cũng bị một hống chỉ uy làm cho chấn kinh.
hắn cũng không nghĩ tới mình trong quá trình thức tỉnh thần long huyết mạch đã lĩnh ngộ linh hồn công kích vậy mà cường đại như thế, trực tiếp miểu sát lấy ngàn thứ cốt trùng. Phục Nhất Tiếu đâu? Tiêu Phàm từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lại phát hiện Phục Nhất Tiếu không thấy tăm hơi. Vừa mới một kích mặc dù đầy đủ cường đại nhưng Tiêu Phàm biết rõ, chỉ dựa một kích này là không có khả năng giết chết Phục Nhất Tiếu. Khắc khắc, người trẻ tuổi, người thật đúng là vượt qua ngoài ý muốn ta, đế thương lại đem tinh huyết cho ngươi, để ngươi thức tỉnh thần long huyết mạch, còn lĩnh ngộ thần long ngâm. Đột nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Tiêu Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trên người Long Vũ. Long Vũ đứng lơ lửng trên không, trên cổ trắng nõn mang lấy một chuôi băng tinh chi kiếm. Một kẻ xấu xí từ phía sau vai nàng lộ đi ra, phun ra nuốt vào đầu lưỡi đỏ chét, răng cưa bắn ra hàn quang bốn phía. Thả Long Vũ ra, thần sắc Tiêu Phàm đại biến, hung dữ nhìn Phục Nhất Tiếu, ngữ khí lạnh như băng nói, nàng nếu mất một sợi lông, ta cho ngươi sống không bằng chết. Tiêu Phàm mặc dù không coi Long Vũ là nữ nhân bản thân, nhưng lại coi nàng là thành một trong bằng hữu trọng yếu nhất, thật sự là Tiêu Phàm thiếu nàng quá nhiều. Nếu như có thể, Tiêu Phàm tình nguyện hy sinh đổi mệnh Long Vũ. Giờ phút này Long Vũ bị Phục Nhất Tiếu sử dụng kiếm gác trên cổ, Tiêu Phàm rất phẫn nộ. Khặc khặc, trong ký ức của ta, Tu La Điện Chủ đều là lãnh huyết vô tình, không nghĩ tới Tu La Điện Chủ thế hệ này lại còn có tình. Phục Nhất Tiếu tà tà cười một tiếng, liếc nhìn ảnh phong bọn họ nói, cho ngươi một cơ hội cứu tiểu tình nhân, chỉ cần giết bọn hắn, ta liền thả tiểu tình nhân, như thế nào? Tiêu Phàm, không cần phải để ý đến ta, giết con dẹp buồn nôn này đi. Long Vũ hét lớn, câm miệng cho ta, sắc mặt Phục Nhất Tiếu lạnh lẽo, băng tinh chi kiếm cắt vỡ cổ Long Vũ, từng tia máu tươi thẩm thấu mà ra. Dừng tay, hai mắt Tiêu Phàm đỏ bừng, thần sắc khó coi vô cùng. Để hắn giết Phong Lang bọn hắn đi đổi mệnh Long Vũ, cái kia là không có khả năng. Nhưng hắn cũng không muốn nhìn Long Vũ chết, hít sâu một cái nói, ngươi chẳng phải muốn ta chết à, ta dùng mệnh ta để đổi mệnh nàng. Phục Nhất Tiếu cũng bị lời nói Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, lập tức cười lạnh nói, khặc khặc, quả nhiên là tình trùng, xem ngươi là Tu La Điện Chủ, ta có thể đáp ứng ngươi. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, chậm rãi giơ Tu La kiếm. Chuẩn bị hướng về trên cổ. Công tử sư đệ không? Phong Lang cùng ảnh phong nhao nhao kêu to, bọn hắn đều rõ ràng Tiêu Phàm làm người, Long Vũ đã cứu mạng hắn, lấy tính cách trọng tình trọng nghĩa của Tiêu Phàm, hắn nhất định nguyện ý lấy mạng đổi mạng. Nhìn thấy Tiêu Phàm giơ kiếm trong tay, ánh mắt Phục Nhất Tiếu sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trên mặt đều là vẻ khinh thường, khuôn mặt xấu xí nhìn qua càng đáng sợ hơn. Mà Long Vũ trên dung nhan tuyệt thế lại lộ ra nụ cười hạnh phúc, nguyên lai trên đời này còn có một nam nhân nguyện ý vì nàng mà chết. Dù nàng biết Tiêu Phàm đối với nàng có lẽ không phải tình yêu nam nữ, nhưng trong lòng Long Vũ, như vậy đã đủ rồi. Tiêu Phàm, nhớ kỹ đã từng có một nữ nhân một mực yêu ngươi, nàng tên Long Vũ. Mắt thấy kiếm trong tay Tiêu Phàm sắp chạm tới cổ, Long Vũ đột nhiên quát to một tiếng, thân thể nhanh chóng hướng phía trước, Phục Nhất Tiếu vừa định rút trường kiếm. Nhưng Long Vũ tốc độ càng nhanh mấy phần. Phốc, băng tinh chi kiếm trong nháy mắt bị huyết dịch nhuộm đỏ, sinh cơ bên trong cơ thể Long Vũ nhanh chóng trôi qua, nàng trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười hạnh phúc, tựa như tử vong đối với nàng mà nói chỉ là một loại kết cục. Đám người trợn to hai mắt, một mặt kinh ngạc nhìn Long Vũ, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới Long Vũ vậy mà sẽ tự sát. Phục Nhất Tiếu cũng không nghĩ vậy, nó một mặt kinh ngạc nhìn Long Vũ, không có khả năng. Người tự tử ư, làm sao có thể vì người khác đi chết? Phục Nhất Tiếu, ta muốn lột da ngươi. Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng thương khung, Tiêu Phàm toàn thân khí diễm phóng đại, khí lãng đáng sợ, thân thể hắn nhanh chóng biến hóa trực tiếp biến thành Tu La toàn thể. Nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng này, Lãnh Tiếu Nhận bị dọa cho phát sợ, lúc trước một màn Tiêu Phàm đồ sát lục đại gia tộc Vô Song Thánh Thành cùng Chiến Thần Điện còn rõ mồn một trước mắt hắn. Lần trước là tiểu ma nữ đánh thức hắn, hiện tại biến thành Tu La hoàn toàn thể, ai có thể đánh thức hắn đây? Hắn không biết là Tiêu Phàm hiện tại chỉ bất quá là thi triển ra Tu La thần thể, trạng thái hiện tại cùng chân chính Tu La toàn thể là không giống. Chỉ ít, con người Tiêu Phàm chỉ là hiện ra huyết quang nhàn nhạt, không có bị cừu hận che đậy biến thành màu đỏ tươi, hơn nữa khí thế trên người hắn cũng không có đáng sợ như Tu La toàn thể.
Tu La thần thể, Phục Nhất Tiếu thấy thế, không chút do dự vứt bỏ Long Vũ trong tay, quay người chuẩn bị chạy trốn. Oanh long long, cũng đúng lúc này, hư không mãnh liệt rung rung, không trung phía trên đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, một cỗ khí thế không thể địch nổi bên trong vòng xoáy truyền ra. Phục Nhất Tiếu vừa chuẩn bị chạy trốn bị cỗ khí thế đáng sợ đánh bay, đập ầm ầm trên vách đá dựng đứng, trong miệng máu tươi cuồng phún, thân thể cũng vô pháp động đậy. Đám Ảnh Phong cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn hắn cách Long Vũ tương đối gần, mà vòng xoáy khổng lồ phía trên đỉnh đầu Long Vũ, bọn hắn cũng gặp tai bay vạ gió. Đám người Lục Phủ Ngũ Tạng kém chút chấn vỡ, thân thể cũng tiếp nhận không được cỗ uy áp to lớn kia, kém chút vỡ nát. Bất quá tại thời điểm mấu chốt, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh bọn họ, sau đó một vệt sáng bao phủ bọn hắn, đám người Ảnh Phong trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Rất hiển nhiên, bọn họ đều bị Tiêu Phàm đưa vào bí cảnh không gian Tu La Điện. Chỉ có Tiêu Phàm bất phi sở động, hắn lấy áp lực thật lớn, từng bước một hướng về Phục Nhất Tiếu lăng không đạp đi, chỉ bất quá bước chân di chuyển thập phần gian nan, bên ngoài thân hắn tiêu tán ra từng sợi máu tươi. Gân xanh trên đầu kém chút nổ tung. Cảm thụ sinh cơ bên trong cơ thể Long Vũ càng ngày càng ít, sát ý Tiêu Phàm tăng vọt vô hạn. Tiêu Phàm, nhớ kỹ đã từng có một nữ nhân một mực yêu ngươi, nàng tên Long Vũ. Câu nói Long Vũ vẫn quanh quẩn trong đầu hắn, vung đi không được. Cỗ áp lực càng lúc càng lớn, thân thể Tiêu Phàm trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống, thân thể nhiều chỗ nổ tung, máu me đầm đìa. Giống. Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, hắn vẫn như cũ không có từ bỏ, hiện tại hắn chỉ muốn giết chết Phục Nhất Tiếu, ai cũng không thể ngăn cản hắn. Nhưng mà cỗ uy áp đáng sợ kia giống như một tòa ma nhạc trấn áp trên người hắn, hắn căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, thân thể hung hăng nện vào phía trên vách núi. Hắn gian nan ngẩng đầu, hướng về không trung nhìn lại, lại phát hiện thân thể Long Vũ vậy mà không có rơi xuống dưới, vẫn lơ lửng dưới vòng xoáy hồn lực rộng lớn. Bỗng nhiên, một vệt sáng từ bên trong vòng xoáy gào thét mà xuống, áp lực mênh mông lần nữa bạo tăng, bộ mặt Tiêu Phàm có chút vặn vẹo, hắn trợn to hai mắt nhìn bên trong vòng xoáy. Chỉ thấy một bàn tay bạch sắc từ bên trong vòng xoáy mò xuống, dường như xuyên qua thời không, từ một thế giới khác đến. Cái tay kia hoàn mỹ không tì vết, trắng nõn như ngọc, liền như một khối mỹ ngọc tỉ mỉ điêu mài thành dương chi, không có mảy may tạp sắc, lại mềm mại như vậy. Tăng một phân là quá mập, giảm một phân là quá gầy. Bàn tay thon dài trắng nõn chính là hình dung tốt nhất đối với tay này. Bàn tay trắng mò xuống, một bàn tay hướng về vị trí vách đá Phục Nhất Tiếu đánh tới. Vị đại năng nào, ta chính là băng hỏa thiên long nhất tộc. Phục Nhất Tiếu thấy thế, dùng hết toàn lực gào thét, trước mặt cái tay kia, hắn căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Đáng tiếc, cái tay căn bản không có để ý tới. Một bàn tay hung hăng đập xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vách đá đột nhiên nổ tung, vô số đất đá lăn xuống, toái thạch bay vụt, không cần nghĩ cũng biết rõ kết cục Phục Nhất Tiếu, nếu như có thể dưới ngọc thủ sống sót, vậy hắn cũng không cần cưỡng ép Long Vũ đến uy hiếp Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ực ực nuốt vài ngụm nước miếng, cái tay kia cường đại cũng triệt để chấn nhiếp hắn, dù đã từng thấy qua một cái tay Tu La Điện điện chủ đời trước giết chết, cũng không gì hơn cái này. Nhưng mà, cái tay kia sau khi chụp chết Phục Nhất Tiếu, đột nhiên lại hướng về hắn gào thét mà đến, dù là cách nhau mấy trăm trượng, Tiêu Phàm cũng cảm thụ được sự uy hiếp tính mạng. Hắn trước tiên nghĩ đến là trốn vào không gian bí cảnh, nhưng hắn phát hiện, thân thể hắn căn bản không nghe sai khiến, bốn phía không gian cũng đều bị phong tỏa. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm cũng biến thành bản thể, khóe miệng máu tươi cuồng phún, một cái tay ở nơi này. Tiêu Phàm cảm giác bản thân dù là trốn vào không gian bí cảnh cũng khó trốn một kiếp. Ở nơi này dưới một trường, Tiêu Phàm cảm giác thực lực bản thân chiến thánh cảnh sơ kỳ là bất lực cỡ nào, bất quá, hắn không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng hắn có chút không cam lòng, trong lòng tràn ngập khát vọng đối với thực lực. Hô, mắt thấy cái tay kia sắp đánh tới Tiêu Phàm, đột nhiên một đạo thân ảnh ngăn khuất không trung, cái tay ngừng thế công. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy Long Vũ giang hai cánh tay đưa lưng về phía cái tay, nàng nhìn Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã. Bờ môi Long Vũ ngọ nguậy, muốn nói gì đó nhưng mà nàng lại vô lực nói ra. Cũng đúng lúc này,
bàn tay đột nhiên nắm lấy thân thể Long Vũ, hướng về vòng xoáy không gian thối lui, tốc độ nhanh vô cùng. Long Vũ, Tiêu Phàm kêu to, ra sức muốn nhào lên, lúc này một đạo bạch sắc lưu quang gào thét mà tới, hung hăng đánh vào ngực Tiêu Phàm. Thân thể Tiêu Phàm bay ngược ra, trực tiếp đập vào bên trong vách đá, thân thể không thể động đậy, lục phủ ngũ tạng kinh hô vỡ vụn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Vũ bị tay kia bắt đi, bản thân hắn lại không thể làm gì, rất nhanh, Long Vũ liền không thấy tăm hơi, vòng xoáy không gian cũng khôi phục bình tĩnh, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vô luận ngươi là ai, Tiêu Phàm ta thề, nếu như Long Vũ có bất kỳ chuyện gì, dù là cách xa nhau vạn trượng thế giới, ta cũng nhất định phải để ngươi đền tội dưới kiếm ta. Trong lòng Tiêu Phàm gào thét, sau đó mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê. Bên trong bạo loạn chi hải, một chiếc phi độ chiến thuyền xuyên hành chỗ sâu sương mù, hoành hành không sợ, dãy núi cấp tốc lui lại, nếu để cho người khác nhìn thấy nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Dám ở bạo loạn chi hải không kiêng nể gì như thế chỉ có hai loại người, một loại là thực lực ngập trời, không cố kỵ gì, một loại khác là đồ đần không coi ai ra gì. Phía trên phi độ chiến thuyền đứng đấy mười mấy nam nữ trẻ tuổi quần áo ngăn nắp, đại khái 25-26 tuổi. Nam anh tuấn phi phàm, nữ tịnh lệ tuấn tú, xem xét liền không phải hạng đơn giản. Chủ yếu nhất là, trên người bọn hắn phát ra tu vi yếu nhất đều là chiến đế đỉnh phong, trong đó còn có mấy người đột phá đến chiến thánh cảnh. Dạng người trẻ tuổi này cường đại, chí ít không phải nam vực có thể có được, cho dù là tại vô song thánh thành, bọn hắn cũng gọi là tuyệt thế thiên tài. Cũng khó trách bọn hắn hoành hành không sợ, bọn hắn quả thật có dạng vốn liếng này. Chỉ cần không xâm nhập chỗ sâu nhất bạo loạn chi hải, có rất ít cái gì có thể uy hiếp được tính mạng bọn họ. Cầm đầu là một thanh niên bạch sắc phân sam, y phục đón gió mà động, trong tay hắn nắm một chuôi bảo kiếm, cho người ta một loại cảm giác phiêu giật thoải mái, rất có phong phạm kiếm khách. Hắn mày kiếm mắt sáng, tóc đen nhánh choàng trên vai, từng sợi tóc phũ động, con người thâm thúy không chuyển nhìn chằm chằm phía trước, hai chân tựa như đính tại bong thuyền. Những người khác đều theo bản năng cùng hắn cách xa nhau khoảng cách nhất định, còn người nhìn về phía người này đều là vẻ cung kính. Nhị thiếu gia, tin tức này không phải xác thực, nơi chim không thèm ị làm sao có thể có tu la bí cảnh, ta xem chúng ta vẫn là rời đi thôi. Một hắc bào thanh niên đi đến bên cạnh bạch sắc vân sam thanh niên, cung kính mở miệng nói. Đúng vậy nhị thiếu gia, sự tình đã là hơn nửa năm trước. Cho dù chúng ta chạy tới cũng chưa chắc có thể lấy được đồ vật chúng ta muốn. Lại một nữ tử mặc màu hồng váy lụa khuyên. Yên tâm đi, ta đã tìm hiểu qua, chúng ta đi qua nơi này lại không chậm trễ thời gian, chỉ là thuận tiện nhìn xem mà thôi. Các ngươi cũng đừng quên, bạo loạn chi hải là có thể trực tiếp thông hướng vô song thánh thành. Mặt khác một thanh niên ngây ngô cười nói, một bộ đã tính trước. Đám người ngươi một lời ta một câu. Thanh niên bạch sắc phân sam lại hoàn toàn bất phi sở động, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại qua, trên mặt đám người vẫn vui vẻ, tựa như đã sớm quen thuộc thái độ bạch sắc phân sam thanh niên. Đến. Hồi lâu, bạch sắc phân sam thanh niên đột nhiên phun ra một câu. Dừng, hét lớn một tiếng, phi độ chiến thuyền bỗng nhiên đứng ở hư không, đám người hướng về phía dưới nhìn lại, lại là một mảnh rộng lớn biển dung nham. Dù là bọn hắn thân ở không trung cũng có thể cảm thụ một cỗ nhiệt độ cực nóng. Phía trên biển dung nham bạch sắc còn có một đạo kim sắc hồn giới lưu chuyển lên quang mang, rất hiển nhiên đây chính là vị trí tu la bí cảnh. Xuống dưới, bạch sắc vân sam thanh niên thản nhiên nói, ngữ khí không cho phép phủ định, phi độ chiến thuyền lập tức nhanh chóng hướng tới gần nham tương hải. Cũng ngay tại nửa chén trà nhỏ trước đó, Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt tỉnh lại. Thân thể hắn trọng thương đã tự động khôi phục hoàn toàn, chỉ là còn hơi có chút suy yếu. Tiêu Phàm nhìn qua hẻm núi nham tương sụp đổ, con người băng lãnh tới cực điểm, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn thiên không, nơi đó chính là nơi Long Vũ biến mất. Hắn nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, sát khí đáng sợ từ trên người hắn tỏa ra, hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm lách mình hướng về đối diện bay đi, Phục Nhất Tiếu đã chết. Đại bộ phận thực cốt trùng cũng đều hôi phi yên diệt, về phần thực cốt trùng khác, Tiêu Phàm cũng không đặt ở trong lòng. Thời gian mấy chục cái hô hấp, Tiêu Phàm liền đi ra huyết long quật, hắn đứng lơ lửng trên không, quay đầu liếc mắt một cái, liền chuẩn bị hướng phần mộ khổng lồ đi. Những người khác cũng đã rời đi,
người cũng đi thôi, tu la bí cảnh cũng nên phong bế. Lúc này, một đạo thanh âm thăm thẳm vang lên bên tai Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bỗng nhiên ngừng thân hình, nói tiền bối, xin hỏi. Có chút sự tình biết rõ không phải là chuyện tốt, hơn nữa ta cũng chưa hẳn rõ ràng. Không đợi Tiêu Phàm nói xong, Đồ Thiên Thương liền đánh gãy lời nói Tiêu Phàm. Tiêu Phàm biết rõ, muốn từ trong miệng Đồ Thiên Thương biết được chỗ Long Vũ là không có khả năng, có lẽ chính như Đồ Thiên Thương nói, hắn cũng chưa chắc rõ ràng. Vãn bối cáo từ. Tiêu Phàm hướng về phía phần mộ khổng lồ hơi hơi thi lễ, sau đó một chỉ bắn ra, hư không đột nhiên xuất hiện một đường vết rách, hắn một bước bước vào. Nhìn thấy Tiêu Phàm biến mất, hư không lại vang lên một đạo thanh âm thăm thẳm, xem ra chiến hồn đại lục so với ta tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn, thậm chí ngay cả đại nhân vật cấp bậc này đều đem bàn tay tới. Nếu như Tiêu Phàm nghe được nhất định sẽ kinh hãi không thôi, Đồ Thiên Thương có thể là chiến thần cảnh trong truyền thuyết, đại nhân vật trong miệng hắn như thế nào tồn tại đây? Đáng tiếc, Tiêu Phàm không có khả năng biết rõ, hắn bước vào không gian liệt phùng, lần nữa xuất hiện đã là phía trên biển dung nham. Khi hắn quay đầu nhìn lại, kim sắc hồn giới quang mang lóe lên, trong nháy mắt biến mất không ẩn vô tung, phía dưới chỉ có biển dung nham vẫn tản ra quang lãng cực nóng như cũ. Hồn giới làm sao đột nhiên biến mất, các ngươi nhìn, nơi đó có một người, vừa nãy rõ ràng không có, chẳng lẽ ta xem mắt mờ. Là có một người, hẳn là từ bên trong hồn giới đi ra. Tiêu Phàm còn không có lấy lại tinh thần, đột nhiên từng đạo thanh âm từ trên cao truyền đến. Ngay sau đó, tầm 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trước hắn mấy trăm trượng bên ngoài không trung. Người trẻ tuổi, ngươi là từ bên trong hồn giới đi ra. Trong đó một hắc bào thanh niên mở miệng nói, trong giọng nói đều là vẻ chất vấn, hắn từ trên cao quan sát Tiêu Phàm, tựa như nhìn xuống một con kiến hôi. Tiêu Phàm lạnh lùng quét mấy người một cái, quay người liền chuẩn bị rời đi. Tầm 10 người thấy thế, trong mắt đều là vẻ băng lãnh. Nhất là thanh niên áo bào đen kia, sắc mặt khó coi vô cùng, hắn cảm giác quyền uy bản thân bị miệt thị. Thân hình lóe lên, hắc bào thanh niên trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước Tiêu Phàm, ngăn lại đi đường. Ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi không nghe thấy sao? Hắc bào thanh niên lạnh giọng nói, trong mắt lóe qua một đạo sát ý lạnh như băng. Tiêu Phàm cau mày một cái, đám người này còn thực cho rằng bản thân dễ ức hiếp. Không có trả lời hắn một câu. Vậy mà đối với bản thân động sát ý, nhất định phải trả lời ngươi sao? Tiêu Phàm không mặn không nhạt nói, mặc dù đám người này thực lực bất phàm, nhưng Tiêu Phàm không có bất luận sợ hãi, chỉ là hắn hiện tại không muốn động thủ mà thôi. Ha ha, xem ra là kẻ cứng đầu. Sở Nguyên, cho hắn biết thế nào là lễ độ, ngươi sẽ không bị một kẻ nhà quê bị dọa cho phát sợ a. Nơi xa có người cười ha hả. Thần sắc hắc bào thanh niên càng ngày càng âm trầm. Từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến, trên người phóng khí thế như có như không, quát lạnh nói, hôm nay ngươi không trả lời cũng phải trả lời. Ngươi tốt nhất chớ chọc ta. Tiêu Phàm kiên nhẫn là có hạn, lặp đi lặp lại nhiều lần bị người miệt thị, hắn hiện tại cũng động lửa giận. Nha, còn có chút tính tình. Hắc bào thanh niên cũng hứng thú, trên mặt đều là vẻ đăm chiêu, lạnh lẽo nói, ta hôm nay vẫn thật là muốn chọc giận ngươi, ngươi lại có thể đem ta như thế nào. Vừa dứt lời, hắc bào thanh niên đột nhiên một quyền thẳng hướng Tiêu Phàm, tốc độ nhanh như bôn lôi, lóa mắt liền xuất hiện ở gần Tiêu Phàm. Chết đi, hắc bào thanh niên nhìn thấy Tiêu Phàm bất phi sở động, còn tưởng rằng hắn bị dọa sợ, quyền cương lực đạo lại cường đại mấy phần, hắn muốn miểu sát Tiêu Phàm, tìm lại mặt mũi trước đó. Không trung đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường, một người liền dũng khí hoàn thủ đều không có, người như vậy chết cũng liền chết. Căn bản không được bọn hắn đồng tình. Oanh, hắc bào thanh niên nắm đấm hung hăng đánh tới Tiêu Phàm, hồn lực quay cuồng, lực lượng cuồng bạo phóng bốn phương tám hướng. Nơi xa đám người lắc đầu, khi bọn hắn nhìn hắc bào thanh niên một quyền đập xuống, Tiêu Phàm hẳn phải chết là không nghi ngờ, nơi nào còn có cơ hội sống. Nhưng mà, một màn Tiêu Phàm máu tươi huy sái tại chỗ cũng không có xuất hiện, khi hồn lực phong bạo bình tĩnh. Tất cả ánh mắt mọi người đều là vẻ kinh hãi, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Nơi xa, Tiêu Phàm chẳng những không chết, ngược lại duỗi ra một tay nắm lấy nắm đấm hắc bào thanh niên, liền tựa như một người lớn nhẹ nhàng nắm lấy nắm đấm một đứa bé. Đừng nói bọn hắn không tin,
chính là hắc bào thanh niên cũng không tin, hắn là tu sĩ chiến thánh cảnh, lại bị một kẻ nhà quê tùy ý dùng nắm đấm ngăn trở một kích cường đại của bản thân, đây cũng quá quỷ dị. Sở Nguyên, làm sao, người còn không nỡ giết hắn hay sao? Không trung nữ tử váy lụa màu hồng khẽ kêu nói. Không nỡ giết hắn, ta có cái gì không nỡ? Trong lòng hắc bào thanh niên gào thét. Cũng không phải là hắn không muốn giết Tiêu Phàm, mà là rất muốn giết chết Tiêu Phàm, nhưng hắn căn bản giết không nổi, bị Tiêu Phàm bắt lấy nắm đấm, căn bản động đậy không được. Trước mặt Tiêu Phàm, hắc bào thanh niên liền cảm giác bản thân chỉ là một đứa bé, liền sức phản kháng đều không có. Ngươi là ai? Hắc bào thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống, hắn biết rõ, bản thân đá trúng thiết bản. Ta là ai có quan trọng không? Ta chỉ bất quá là không có trả lời ngươi mà thôi, nhưng ngươi động sát niệm đối với ta. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Ngay lúc đó, Tiêu Phàm trong mắt bắn ra hai đạo sát mang, khí thế đáng sợ từ trên người hắn nở rộ mà ra. Ngươi muốn làm gì? Hắc bào thanh niên quát lên, hắn muốn tránh thoát bàn tay Tiêu Phàm, nhưng lại phát hiện thân thể không nghe sai khiến. Thả Sở Nguyên ra, nơi xa. Bạn hắc bào thanh niên cũng phát hiện sự tình tựa như có chút không thích hợp, mấy người nhao nhao hướng về bên này bay tới. Trước đó hảo tâm nhắc nhở ngươi tốt nhất chớ chọc ta, ngươi không tin, bây giờ hối hận. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, một cái tay khác nắm lấy cánh tay hắc bào thanh niên, dùng sức kéo một cái. Phốc một tiếng, hư không huyết vũ bay vụt, thanh niên áo bào đen kia liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra một tiếng. Liền chết không thể lại chết. Đường đường chiến thánh cảnh cường giả lại bị Tiêu Phàm xé nát. Nơi xa bay tới mấy người vội vàng ngừng thân hình, tất cả đều bị một màn này làm cho chấn kinh, bọn hắn cũng từng giết không ít người, nhưng chưa từng thấy người dùng man lực xé xác chiến thánh cảnh. Đại lực cỡ nào đây, cho dù chiến thánh trung kỳ, thậm chí chiến thánh hậu kỳ cũng chưa chắc có thể tay không xé nát hắc bào thanh niên chiến thánh cảnh sơ kỳ. Tiêu Phàm ném tàn chi trong tay đi, khóe miệng cong thành một đạo độ cung, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người trên bầu trời, tựa như làm một việc không có ý nghĩa. Đám người lúc này mới phát hiện, ánh mắt bọn hắn trước đó nhìn về phía Tiêu Phàm tựa như nhìn một con kiến hôi, mà hiện tại, ánh mắt Tiêu Phàm nhìn bọn hắn lại làm sao không phải lại nhìn một bầy kiến hôi đây. Tiêu Phàm không động, những người đối diện kia cũng không dám động, thật sự là bị thủ đoạn Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Những người này Tiêu Phàm thật đúng là không để ở trong mắt, lấy thực lực hắn hiện tại, cho dù là chiến thánh trung kỳ cũng có thể chính diện ngạnh kháng, huống chi một chút tu sĩ phía dưới chiến thánh cảnh tiền kỳ đây. Làm sao, hiện tại không nói lời nào, các ngươi cao cao tại thượng quen, tự cho là có thể nhìn xuống bất luận kẻ nào sao. Tiêu Phàm đạm mạc nhìn mấy người không chung, thần sắc băng lãnh tới cực điểm. Tiêu Phàm rất không thích loại cảm giác ngưỡng mộ. Chiến hồn đại lục cùng tuổi một đời có lẽ có người khiến Tiêu Phàm hắn ngưỡng mộ, nhưng chí ít không phải những người này. Đám người nghe vậy, toàn thân khẽ run lên, Tiêu Phàm cường đại đã xâm nhập lòng người. Có ít người, chỉ cần một chiêu, liền có thể trấn nhiếp người khác, rất hiển nhiên, Tiêu Phàm chính là người như vậy. Chiến thánh sơ kỳ, Nam vực không nghĩ tới còn có các hạ. Đang lúc đám người không biết vì sao, một đạo thanh âm thập phần có tự tính vang lên. Chỉ thấy bạch sắc vân sam thanh niên đột nhiên từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới. Bất quá hắn vẫn là bộ dáng cao cao tại thượng, đạm mạc nhìn Tiêu Phàm, cũng không có quá mức coi trọng. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, người này tu vi cũng không tệ lắm, vậy mà đã là chiến thánh sơ kỳ, hơn nữa cách chiến thánh trung kỳ cũng chỉ có cách một bước. Nhìn thấy bản thân tay không xé một chiến thánh cảnh sơ kỳ, lại còn dám đối đãi bản thân như vậy, xem ra còn có mấy phần thực lực. Ta gọi Sở Vân Bắc, chính là đệ tử dòng chính cổ tộc Sở gia, ngươi nếu quy thuận ta, ta liền cho ngươi một trận tạo hóa. Nhìn thấy Tiêu Phàm không nói, bạch sắc vân sam thanh niên lần nữa mở miệng nói. Ngươi là đệ tử cổ tộc Sở gia dòng chính, còn ngươi Tiêu Phàm hơi hơi co rụt lại, mới nghe được hai chữ Sở Nguyên, hắn còn không có đặt ở trong lòng, thẳng đến hiện tại mới hồi phục tinh thần. Chính là, nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng run rẩy. Sở Vân Bắc gật gật đầu, trên mặt lóe qua một tia đắc ý. Tựa như hắn đã sớm đoán được một màn này, thân phận cổ tộc Sở gia, cho dù điện chủ chiến thần điện đều phải cho mặt mũi, huống chi một tán tu.
những người khác thấy thế cũng buông lỏng một hơi, có mấy người lại khôi phục vẻ cao ngạo trước đó. Nhị thiếu gia hảo tâm cho ngươi cơ hội, cái này là cơ duyên lớn. Chính là về sau đi theo nhị thiếu gia, cam đoan ngươi ăn ngon uống đã, cổ tộc tài nguyên tu luyện không phải đất nghèo các ngươi có thể so sánh. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thật đúng là vận khí thật lớn, nhị thiếu gia vậy mà coi trọng ngươi, ngươi có biết ta lúc ấy phí thật lớn khí lực mới làm cho nhị thiếu gia tán thành a. Đám người ngươi một lời ta một câu, tựa như Sở Vân Bắc nguyện ý thu lưu Tiêu Phàm là Tiêu Phàm đời này may mắn nhất, bọn hắn tựa như đã thấy một màn Tiêu Phàm bái phục dưới chân Sở Vân Bắc. Các ngươi đều là cổ tộc Sở gia. Tiêu Phàm nhịp tim có chút gia tốc, hắn nguyên bản là chuẩn bị đi thiên vực tìm hiểu tin tức cổ tộc Sở gia, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này gặp gỡ, cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh. Nhưng mà, Sở Vân Bắc bọn hắn nhìn đến, tâm tình Tiêu Phàm khẳng định vô cùng kích động, Tiêu Phàm xác thực vô cùng kích động, chỉ là hắn không phải vì có thể đủ quy thuận Sở Vân Bắc, mà là rốt cục tìm tới Sở gia không sai, chúng ta đều là Sở gia, chỉ là chúng ta đều là đệ tử Sở gia dòng thứ. Thân phận không thể cùng nhị thiếu gia so sánh, có thể đi theo nhị thiếu gia đã là phúc phận 10 đời tu luyện chúng ta. Trong đó một cái áo bào xanh thanh niên một mặt ngạo nghễ, thỉnh thoảng còn đập vuốt mông ngựa Sở Vân Bắc. Rất tốt, nguyên bản ta còn muốn đi tìm các ngươi, hiện tại nhìn đến, có thể thay ta tiết kiệm không ít thời gian. Tiêu Phàm đột nhiên tà tà cười một tiếng, quanh thân khí thế tăng vọt, sát khí đáng sợ từ trên người hắn bạo phát ra. Chỉ một thoáng. Nhiệt độ bốn phía hạ thấp mấy độ, biến hóa bất thình lình làm sắc mặt đám người Sở Vân Bắc hoàn toàn thay đổi. Đám người Sở gia coi là Tiêu Phàm nhất định sẽ quỳ sát trước mặt Sở Vân Bắc, dập đầu khẩn cầu Sở Vân Bắc, đâu nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà động sát ý không che giấu chút nào. Phải biết bọn hắn là người Sở gia cổ tộc, tìm khắp chiến hồn đại lục, có mấy người dám quang minh chính đại là địch với cổ tộc Sở gia. Không đợi đám người Sở gia lấy lại tinh thần. Tiêu Phàm rốt cục cử động, đưa tay chộp tới Sở Vân Bắc đang ở gần nhất. Sở Vân Bắc dòng chính Sở gia, chỉ cần bắt được hắn có lẽ có thể biết được tin tức cha mẹ cùng muội muội hắn đang ở đâu, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tốc độ Tiêu Phàm rất nhanh, nhanh đến mức tất cả mọi người không kịp phản ứng, thấy tay Tiêu Phàm tới gần cách Sở Vân Bắc chỉ còn mấy trượng, hai đạo lưu quang đột nhiên đánh giết về hướng Tiêu Phàm. Không. Nói cho đúng là Sở Vân Bắc đạp hai người đứng phía trước ra làm bia đỡ đạn cho hắn. Giết hắn, Sở Vân Bắc quát khẽ, một tu sĩ chiến thánh cảnh sơ kỳ mà thôi, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên hay sao? Nhìn thấy hai người kia đánh giết tới, trong tay Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm huyết sắc, lúc trường kiếm rung động, hai đạo kiếm mang phá vỡ hư không, trực tiếp đánh giết chặn ngang chặt đứt hai người. Kiếm khí cuồng bạo lập tức phá tan hai người thành từng mảnh. Huyết phụ huy sái trời cao. Người Sở gia thật đúng là âm hiểm. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, hắn cũng không nghĩ đến Sở Vân Bắc vậy mà lấy thân thể chính người của mình làm bia đỡ đạn. Đáng tiếc, đối với người Sở gia, Tiêu Phàm không nhân từ nương tay chút nào, nhìn thấy liền giết. Huống chi là bọn Sở Vân Bắc muốn giết mình trước, Tiêu Phàm càng không có lý do buông tha bọn hắn. Giết, Sở Vân Bắc ra lệnh một tiếng, bọn hắn đâu còn dám do dự. Ngoài Sở Vân Bắc ra, bảy người còn lại không chút do dự xuất thủ. Một đám người ô hợp, cổ tộc chỉ có thực lực như vậy sao? Tiêu Phàm mặt coi thường, một kiếm giết một người, hắn liên tục xuất ra ba kiếm, trực tiếp làm thịt ba người. Trong lúc nhất thời, cộng cả Sở Vân Bắc cũng chỉ còn lại năm người, có điều năm người này đều là tu vi chiến thánh cảnh. Bốn người khác cũng đã thối lui đến trước người Sở Vân Bắc, đề phòng nhìn Tiêu Phàm. Trên mặt mấy người đều là vẻ mặt ngưng trọng, thực lực Tiêu Phàm bọn hắn xem như đã từng lĩnh giáo, không thể nói là không mạnh. Chí ít, với thực lực bọn hắn không thể nào làm được nhẹ nhàng thoải mái như thế, trong khi giao thủ cùng mấy cường giả chiến thánh cảnh lại còn có thể nhẹ nhõm giết mấy tu sĩ chiến đế cảnh. Tiểu tử, ngươi phải biết rõ, chúng ta còn tận năm chiến thánh sơ kỳ, giết một mình ngươi cũng không phải chuyện quá khó khăn, nhiều nhất cũng chỉ bỏ ra một chút đại giới mà thôi. Sở Vân Bắc uy hiếp nói, thân là đệ tử dòng chính Sở gia, bình thường hắn chưa từng để những người khác vào mắt, cho dù là đệ tử dòng thứ Sở gia hắn cũng chỉ xem như nô tài để sai bảo. Bình thường đi tới đâu cũng sẽ được đám người nâng niu, nhưng hắn không nghĩ tới, tới Nam vực vẫn còn có người dám giết hắn. Đây là chuyện chưa bao giờ có,
dù là thực lực Sở Vân Bắc không yếu cũng vẫn có chút bận tâm. Đóa hoa bên trong nhà kính mà thôi. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, nếu hắn uy hiếp được Tiêu Phàm vừa rồi cũng không xuất thủ. Hiện tại nếu như đã xuất thủ, vậy sẽ không có chuyện nương tay. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Mấy người Sở Vân Bắc bị Tiêu Phàm nói cho mặt đỏ tới mang tai, so với những tu sĩ tầng dưới chót, bọn hắn đúng là đóa hoa trong nhà kính, căn bản chịu không được sự tàn phá từ bên ngoài. Các đại cổ tộc ẩn thế có rất ít người đi ra thế giới bên ngoài, chỉ có Sở gia khá là đặc thù, do nguyên nhân thế gia luyện dược ngàn năm nên thường xuyên đi lại tại chiến hồn đại lục. Nhưng mà so với tu sĩ phổ thông, phương diện chịu khổ và nghị lực của bọn quả thực còn thua xa. Đương nhiên, bọn hắn cũng có những thứ người khác vĩnh viễn không so được, chính là công pháp và tài nguyên tu luyện. Chưa nói đến công pháp và chiến kỹ, chỉ nói đến tài nguyên tu luyện. Tài nguyên tu luyện của cửu vực chiến hồn đại lục cho dù cộng lại đoán chừng cũng không bằng của một hai cổ tộc. Tựa như thần dược các Sở gia, tài nguyên cuối cùng đều là cung cấp cho cổ tộc Sở gia, những thứ còn sót lại sau khi bọn hắn chọn lựa mới có thể đi qua thần dược các, giống như bố thí cho tu sĩ cửu vực. Tu sĩ cổ tộc vĩnh viễn cũng không thèm để tu sĩ tầng dưới chót vào mắt, tương tự, tu sĩ tầng dưới chót cũng khinh thường người cổ tộc. Ta thừa nhận thực lực của ngươi không tệ. Nhưng ở trong thế hệ trẻ tuổi của cổ tộc, cũng chỉ là một người trong tầng lớp thượng đẳng mà thôi, giết chết chiến đế cảnh cũng chưa là gì. Thần sắc Sở Vân Bắc lạnh lùng, nói, việc này đến đây là thôi, năm người bọn ta cũng không muốn lấy nhiều khi dễ ít. À, nếu theo như lời ngươi nói, ta còn phải đa tạ ngươi thủ hạ lưu tình đúng không? Tiêu Phàm bị Sở Vân Bắc chọc cho cười, chẳng lẽ người Sở gia đều sợ chết như thế sao? Bốn người khác của Sở gia sắc mặt đỏ bừng. Bọn hắn làm sao không biết là Sở Vân Bắc sợ chứ, chỉ là ngoài miệng hắn không nguyện ý chịu thua mà thôi. Tất nhiên, Sở Vân Bắc thấy thế, còn tưởng rằng Tiêu Phàm thực sự sợ bọn hắn. Yên tâm, ta sẽ không để các ngươi lấy nhiều khi dễ ít. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, phất tay, tại chỗ đột nhiên xuất hiện 10 thân ảnh, trên người 10 thân ảnh đều tản ra khí tức cuồng bạo. Trong đó có một sư tử cùng một hắc ưng. Có thể là vì vừa mới đột phá nên khí tức trên người không ổn định lắm. 10 chiến thánh cảnh, một người Sở gia trong đó ực ực nuốt vài ngụm nước miếng, mặt xám như tro. Hai chân Sở Vân Bắc như nhũn ra, thiếu chút nữa thì không đứng vững, toàn thân run rẩy kịch liệt. 10 chiến thánh cảnh, cộng thêm Tiêu Phàm chính là 11 người, bọn hắn làm sao có thể địch. Nghĩ đến vừa rồi còn châm chọc Tiêu Phàm, Sở Vân Bắc phát hiện mình thật buồn cười biết bao. Lấy nhiều khi dễ ít. Chỉ là đối phương không muốn lấy nhiều khi ít mà thôi. Sở Vân Bắc hận không thể tát hai cái vào mặt, sớm biết rõ thì bản thân liền hạ nước, nhận sai cùng Tiêu Phàm, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Hiện tại, cơ hội này có lẽ đã xa vời, dù sao, át chủ bài lớn nhất của hắn chính là thân phận, cổ tộc Sở gia, nếu là người bình thường đoán chừng còn cân nhắc một chút. Nhưng tiểu tử trước mặt này lại bởi vì mình báo ra thân phận cổ tộc Sở gia mới khiến hắn động sát ý, gia hỏa này rõ ràng có thù cùng cổ tộc Sở gia. Công tử, những người này là ai, làm sao bọn hắn lại phát run? Ảnh Phong cổ quái nhìn mấy người Sở Vân Bắc nói. Sở Vân Bắc cùng bốn chiến thánh cảnh khác thân thể quả thực run rẩy không tự chủ được, hiện tại đến dũng khí liều mạng cũng không có. Sở Vân Bắc đâu còn khí chất phong khinh vân đạm, siêu nhiên như tiên nữa. Hiện tại chỉ là một người bình thường sợ chết mà thôi. Nhìn trang phục bọn hắn, hẳn là cổ tộc Sở gia. Phong Lang đột nhiên mở miệng nói. Những người khác cũng vô cùng không hiểu, tại sao Tiêu Phàm lại đánh ngang được với cổ tộc Sở gia, đây chính là cổ tộc đó, Tu La Điện hiện tại khó có thể địch được. Để lại người này, những người khác các ngươi mang đi từ từ mà đàm đạo. Tiêu Phàm chỉ Sở Vân Bắc nói. Vâng, công tử. Đám người Ảnh Phong gật đầu, sau đó nhìn về phía bốn chiến thánh cảnh kia nói, thế nào, còn cần chúng ta mời các ngươi à? Không dám, bốn người sắc mặt khó coi, nhưng lại không dám phản kháng, nếu như bọn hắn muốn chạy, quả thật có khả năng chạy, nhưng Sở Vân Bắc thì chưa chắc. Nếu 10 người bọn Tiêu Phàm vây công Sở Vân Bắc nhất định sẽ phải chết. Mà dựa theo quy củ Sở gia, nếu như Sở Vân Bắc chết, bọn hắn cũng không sống được. Nghĩ vậy, bọn hắn chỉ có thể thành thật đi theo bọn Ảnh Phong, ai cũng biết rõ,
Tiêu Phàm có mấy lời muốn hỏi riêng Sở Vân Bắc. Vị huynh đệ à? Sở Vân Bắc khiếp đảm mở miệng, lời nói còn chưa dứt, thanh âm Tiêu Phàm truyền đến, ngươi tên là gì? Sở Vân Bắc, Sở Vân Bắc nói. Tiêu Phàm gật đầu, trực tiếp nói, ngươi có từng nghe nói về người tên Sở Lăng Vi không? Sở Lăng Vi, con ngươi Sở Vân Bắc hơi rung động một cái, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, nói, ngươi là ai, sao lại biết Sở Lăng Vi? Xem ra ngươi biết mẹ ta. Tiêu Phàm mỉm cười, trong mắt phóng ra tinh quang. Hắn đã từ trong miệng Sở Vân Bắc biết được đáp án bản thân muốn, nếu như Sở Vân Bắc biết, một câu vừa rồi liền cứu một cái mạng cho hắn thì không biết sẽ có vẻ mặt gì. Mẹ ngươi, Sở Vân Bắc cổ quái nhìn Tiêu Phàm, ta đã thấy rất nhiều người muốn bấu víu quan hệ theo Sở gia ta, nhưng kiểu người như ngươi lần đầu tiên ta gặp. Ngươi cảm thấy ta có cần thiết bấu víu quan hệ cùng ngươi sao? Tiêu Phàm mặt coi thường. Sở Vân Bắc hơi hơi kinh ngạc, Tiêu Phàm nói không sai, nếu như Tiêu Phàm muốn bấu víu quan hệ với Sở gia, vừa rồi sao lại ra tay với người của hắn chứ? Phải biết, người khác muốn bấu víu quan hệ với Sở gia thì sẽ thể hiện rõ ra mặt. Nói cho ta biết tất cả những chuyện có liên quan đến mẹ ta, bằng không đừng trách ta xuất thủ vô tình. Tiêu Phàm sát khí nặng nề nói, không hề giống bộ dáng nói đùa chút nào. Ngươi đang nghiêm túc, Sở Vân Bắc kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn thực sự không thể tin được, Tiêu Phàm lại là con trai của Sở Lăng Vi. Ngươi cảm thấy ta đang đùa giỡn với ngươi sao? Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc nói, nhanh lên một chút, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Vậy ngươi có biết? Ta là gì của Sở Lăng Vi không? Sở Vân Bắc cũng không vội, sắc mặt ngày càng quái dị, hắn hoàn toàn không thể tin được chuyện này. Nhưng Tiêu Phàm cứ một câu lại, mẹ ta, không giống như đang đóng giả, nhưng rõ ràng. Ngươi là gì của mẹ ta? Tiêu Phàm không nghĩ ngợi nói, cắt ngang suy nghĩ của Sở Vân Bắc. Cô ta tên Sở Lăng Vi. Sở Vân Bắc ngưng tiếng nói, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, một bộ dáng ta nhìn thấu tâm tư của ngươi. Cái gì? Tiêu Phàm cũng kinh ngạc nhìn Sở Vân Bắc, hắn còn coi là bản thân nghe lầm. Sở Lăng Vi là cô Sở Vân Bắc, vậy mình thanh niên trước mặt mình này, há không phải là anh họ của mình sao? Ta nói, tiểu tử ngươi thật đúng là biết tự biên tự diễn, nếu là người khác đoán chừng thật sự sẽ tin ngươi. Sở Vân Bắc nói, hắn vẫn không tin Tiêu Phàm là con trai của Sở Lăng Vi. Nghe được lời Tiêu Phàm nói, Sở Vân Bắc cũng không còn lo lắng như vậy. Hắn mặc dù không tin Tiêu Phàm là con trai của Sở Lăng Vi, nhưng mà, Tiêu Phàm nếu lừa hắn, thì có lẽ sẽ không gây bất lợi cho hắn. Không cần ngươi tin, nếu như lời ngươi nói là thật, ta liền tha cho ngươi một mạng. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời cũng khó xử, có điều, hắn cảm thấy bản thân nhất định phải tự mình làm rõ ràng một vài chuyện. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm đột nhiên cử động, lách mình liền xuất hiện ở bên người Sở Vân Bắc. Ba đạo lưu quang từ đầu ngón tay Tiêu Phàm bắn ra, chui vào trong cơ thể Sở Vân Bắc, phong bế hồn hải hắn. Ngươi làm cái gì? Sở Vân Bắc kêu sợ hãi, muốn phản kháng, nhưng mà hắn lại phát hiện, bản thân căn bản không động đậy được. Tiêu Phàm lười nhác chẳng thèm để ý tới Sở Vân Bắc, mặc dù Sở Vân Bắc nói là cháu của Sở Lăng Vi, nhưng Tiêu Phàm căn bản không tin. Tiêu Phàm nghĩ, Sở Vân Bắc chỉ là sợ mình giết hắn. Cho nên mới cố ý nói như vậy mà thôi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong mắt bắn ra hai đạo lợi mang, xông thẳng vào trong đầu Sở Vân Bắc, bây giờ cường độ linh hồn Tiêu Phàm tăng đến chiến thánh đỉnh phong, thi triển chủng ma chi thuật khống chế một tu sĩ chiến thánh cảnh sơ kỳ thật sự rất dễ. Theo từng bức ảnh lóe qua trong đầu Tiêu Phàm, trên mặt Tiêu Phàm cũng lộ ra biểu lộ kinh ngạc, không cần nghĩ cũng biết, Sở Vân Bắc không hề lừa hắn. Sở Vân Bắc đúng là đứa cháu của mẹ hắn, hơn nữa trong những hình ảnh kia, Tiêu Phàm rốt cục cũng nhìn thấy khuôn mặt mẹ mình, đó là một nữ tử nhìn qua chỉ chừng 30 tuổi, khuôn mặt gầy gò tiều tụy nhưng vẫn không che đi được vẻ tuyệt diễm của bà. Hình ảnh thay đổi, Tiêu Phàm trong một gian mật thất âm u nhìn thấy một nam tử ôn tồn lễ độ, hào hoa phong nhã, chừng 30 tuổi, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Tiêu Phàm cũng nhớ kỹ khuôn mặt kia. Bởi vì khuôn mặt kia rất giống hắn. Chỉ là có vẻ thành thục hơn mà thôi. Trong lòng Tiêu Phàm rất lâu không thể bình tĩnh, hắn đã đại khái đoán được thân phận nam tử kia, hẳn là cha hắn Tiêu Trường Phong. Chỉ có điều, trên người Tiêu Trường Phong có rất nhiều vết roi, máu tươi thấm ra trường sam rách dưới, huyết nhục bốc lên, nhiều chỗ lộ ra cả xương trắng,
hiển nhiên là đã phải chịu đại hình tra tấn. Nắm đấm Tiêu Phàm bất giác nắm chặt, vốn dĩ hắn còn có chút hối hận vì khống chế tư tưởng Sở Vân Bắc, nhưng hiện tại Tiêu Phàm lại không có bất cứ hối hận gì. Người Sở gia đối đãi với cha hắn như vậy, Tiêu Phàm làm sao có thể buông tha cho bọn họ chứ? Hiện tại chỉ là thu một chút lợi từ Sở Vân Bắc mà thôi. Từ trong ký ức Sở Vân Bắc, Tiêu Phàm cũng biết rõ thân phận Sở Vân Bắc, cha hắn là gia chủ cổ tộc Sở gia Sở Lăng Tiêu, bên trên còn có ca ca tên Sở Vân Phi, chính là một trong 10 đại yêu nghiệt cổ tộc. Mà mẹ Tiêu Phàm lại là muội muội của gia chủ Sở gia Sở Lăng Tiêu, nói cách khác, cha Tiêu Phàm Tiêu Trường Phong chính là em rể gia chủ Sở gia. Nhưng mà Sở Lăng Tiêu thân là gia chủ Sở gia, chẳng những không bảo hộ em rể mình, ngược lại còn dùng cực hình, điều này khiến Tiêu Phàm làm sao không giận. Sở Vân Bắc chính là con trai của Sở Lăng Tiêu, hiện tại Tiêu Phàm khống chế hắn tư tưởng, cũng không có bất cứ cái gì áy náy. Hắn tiếp tục xem ký ức Sở Vân Bắc, từ khi tu luyện chủng ma chi thuật đến nay, Tiêu Phàm còn chưa từng xem xét ký ức một người tỉ mỉ như thế. Sở Linh Nhi, Tiêu Phàm lại nhìn thấy một thân ảnh tịnh lệ, đó là một thiếu nữ mặc váy lụa xanh nhạt, mang trên mặt nụ cười hồn nhiên ngây thơ. Tiêu Phàm nhớ kỹ khuôn mặt này, bởi vì hắn biết rõ, thiếu nữ tên Sở Linh Nhi này rất có thể là người chị em sinh đôi với hắn. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng chỉ phỏng đoán mà thôi, về phần cụ thể thế nào, còn phải tự mình tới Sở gia mới có thể xác nhận. Hồi lâu, Tiêu Phàm mới bình tĩnh lại, từ trong trí nhớ của Sở Vân Bắc, Tiêu Phàm đã đại khái biết về cổ tộc Sở gia, trong lòng trở nên vô cùng nặng nề. Không thể không nói, ký ức Sở Vân Bắc trợ giúp cho Tiêu Phàm rất nhiều, nếu như hắn không chút kiêng dè mà xâm nhập vào cổ tộc Sở gia, đoán chừng tại sao mình chết cũng không biết. Nội tình cổ tộc quả thực còn xa cửu vực mới có thể so sánh, chiến thánh cảnh như Sở Vân Bắc ở trong Sở gia vậy mà cũng không phải là loại người nổi bật nhất. Hắn sở dĩ có thể đến đây, hoàn toàn là bởi vì Sở gia nể mặt Lăng Tiêu cha hắn, đưa một bức thư tới Sở gia mời hắn đến Vô Song Thánh Thành Thần Dược Các. Trên nửa đường bọn hắn nghe được chuyện ở Tu La Bí Cảnh, cho nên liền đổi hướng đi tới Bạo Loạn Chi Hải, đâu nghĩ đến ở đây lại đụng phải Tiêu Phàm. Vạn Thánh Dược Điển, Tiêu Phàm lẩm bẩm mấy chữ, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, vốn dĩ ta cũng chuẩn bị đi Sở gia một chuyến, vừa hay đi xem một chút cái gọi là luyện dược thế gia ngàn năm có trình độ thế nào. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Phàm liền buông Sở Vân Bắc ra, sắc mặt Sở Vân Bắc vô cùng khó coi, hơi trắng bệch. Trán chảy ra không ít mồ hôi, sợ hãi nhìn Tiêu Phàm. Chủng ma chi thuật, người vậy mà thi triển chủng ma chi thuật với ta. Sở Vân Bắc vô cùng kinh hãi, sau đó bỗng nhiên hiểu ra cái gì, hét lớn, người chính là Tu La Điện chủ thế hệ này. Xem ra ngươi cũng không ngốc. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Sở Vân Bắc, thực lực hắn tại Sở gia cũng không ra làm sao, nhưng là mắt nhìn của hắn thì tu sĩ cửu vực khác cũng khó có thể so sánh. Chủng ma chi thuật. Ngoài chiến hồn điện cùng chiến thần điện, đoán chừng có rất ít người biết đây là bí mật bất truyền của Tu La Điện chủ. Tiêu Phàm, ta là anh họ ngươi. Sở Vân Bắc toàn thân bất động, vội vàng treo lên quân bài tình cảm. Anh họ, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, trong mắt đều là vẻ khinh thường, lạnh giọng nói, hiện tại ngươi lại là anh họ ta. Mẹ ta là em của cha ngươi, hắn không phải cũng tra tấn mẹ ta đó sao? Sở Vân Bắc không biết nói gì. Tiêu Phàm thi triển chủng ma chi thuật đối với hắn, hiển nhiên đã đọc được ký ức hắn, tất cả ký ức của hắn đã bại lộ trước mặt Tiêu Phàm. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn biết rõ trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, nói gì đi nữa đều không có ý nghĩa gì. Chẳng biết tại sao, sau khi biết Tiêu Phàm là Tu La Điện chủ, Sở Vân Bắc lại không sợ hãi như vậy. Ngươi nên thấy may mắn, nếu như ngươi và ta không có bất kỳ quan hệ máu mủ gì, hiện tại ngươi đã là một cỗ thi thể. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc nói, hy vọng ngươi có thể hiểu rõ giá trị của bản thân. Nghe vậy, thân thể Sở Vân Bắc run lên, hắn tất nhiên biết rõ, hiện tại Tiêu Phàm sở dĩ chưa giết hắn là bởi vì hắn còn có giá trị lợi dụng. Một khi không còn giá trị lợi dụng, với hiểu biết của hắn với Tu La Điện chủ thì Tiêu Phàm nhất định sẽ không chút do dự giết hắn. Ta giúp ngươi cứu cha mẹ ngươi ra, ngươi giải trừ khống chế đối với ta, thế nào? Sở Vân Bắc hít sâu một hơi. Ngươi thấy ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao? Tiêu Phàm cười lạnh, không phải ta xem thường ngươi, ngươi ngoài chút thân phận đặc thù là người Sở gia gia thì ngươi có cái thá gì?
chỉ bằng ngươi cũng có thể cứu cha mẹ ta ra. Nghe được lời Tiêu Phàm nói, sắc mặt Sở Vân Bác trắng bệch, tự nhủ, ngươi nói không sai, ngoài thân phận đặc thù, ta cái gì cũng không có. Sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm, cắn răng nói, nhưng mà, ta vẫn là Sở gia dòng chính, dù có một vài người thực lực mạnh hơn ta mạnh, bọn hắn cũng không dám đụng đến ta. Nếu vụng trộm cứu cha mẹ ngươi ra, chí ít vẫn có hy vọng. Ta sẽ không đem hy vọng nhỏ bé ký thác vào một tên phế vật. Tiêu Phàm kiên quyết lắc đầu, ngươi nếu không muốn chết liền phối hợp tốt với ta, ngươi cũng biết, nếu ngươi bán đứng ta, dù là cách xa vạn dặm, ta cũng có thể lấy tính mạng ngươi. Tiêu Phàm biết, Sở Vân Bắc là một người sợ chết, vô cùng sợ chết, có điều hắn cũng biết, sâu trong nội tâm Sở Vân Bắc cũng là một người cực kỳ tự ti. Nếu như hắn chỉ là một người tự ti thì cũng thôi, Tiêu Phàm đoán chừng sẽ trực tiếp làm thịt hắn, nhưng hắn còn là một người lòng tự trọng vô cùng lớn. Người có lòng tự trọng cao thường bộc phát ra lực lượng khiến người khác không thể tưởng được. Tiêu Phàm sở dĩ không giết hắn, thứ nhất bởi vì Sở Vân Bắc là anh họ hắn, Sở gia có thể tàn nhẫn ứng phó cha mẹ hắn, nhưng hắn vẫn không xuống tay ứng phó với Sở Vân Bắc được. Nếu cứ như vậy giết Sở Vân Bắc, Tiêu Phàm hắn và người Sở gia có khác gì nhau đâu. Thứ hai, bởi vì hiện tại hắn mới biết chút ít về cổ tộc Sở gia, muốn cứu cha mẹ hắn, có lẽ thật sự phải dựa vào sự hỗ trợ của Sở Vân Bắc. Thi triển chủng ma chi thuật với hắn, Tiêu Phàm cũng không sợ hắn phản bội, nếu như Sở Vân Bắc muốn bán đứng hắn, Tiêu Phàm sẽ cảm nhận được nguy hiểm có thể kịp thời giết chết hắn. Được, chỉ cần ngươi không gây bất lợi cho Sở gia, những việc khác ta đều có thể đáp ứng ngươi. Sở Vân Bắc gật đầu, hắn tất nhiên biết rõ thủ đoạn của Tu La Điện Chủ, nào dám vi phạm. Sở Vân Bắc nói rõ ràng, có điều Tiêu Phàm chỉ liếc hắn một cái, chỉ ít đối mặt với cái chết, tên này lại càng quan tâm sự tồn vong của gia tộc. Ta chỉ muốn cứu cha mẹ ta. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, trong lòng lại bổ sung một câu, còn có người tỉ muội kia của ta nữa. Tiêu Phàm mặc dù không thích Sở gia, nhưng cũng không nghĩ hủy diệt Sở gia, hắn chỉ muốn cứu cha mẹ hắn ra, cũng muốn đòi lại một cái công đạo. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Sở gia cũng không chạm tới ranh giới cuối cùng của Tiêu Phàm, nếu như giết cha mẹ hắn, Tiêu Phàm khẳng định sẽ không tha thứ cho Sở gia. Nói đến đây, ánh mắt Tiêu Phàm nhìn về phía bốn thanh niên nam nữ chiến thánh cảnh phía xa. Ngươi chuẩn bị đối phó bọn hắn thế nào? Nếu như ngươi muốn giết bọn hắn, ta vẫn khuyên ngươi đừng làm, giữ lại bọn hắn, đối với ngươi có sự trợ giúp càng lớn. Sở Vân Bắc sao không biết ý nghĩ của Tiêu Phàm, vội vàng nói. Ngừng lại nói, đương nhiên, nếu như có thể khống chế tư tưởng bọn hắn, đó là không thể tốt hơn. Vậy như ngươi mong muốn. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, bốn thanh niên chiến thánh cảnh kia, giết cũng đáng tiếc. Có điều Tiêu Phàm không giết bọn hắn không phải vì cảm thấy đáng tiếc, mà là nếu như bọn Sở Vân Bắc lần này nhiều người đi như vậy, lại chỉ có một mình Sở Vân Bắc trở về, đến lúc đó nhất định sẽ hoài nghi. Tiêu Phàm không muốn bởi vì vậy lại rước thêm phiền toái. Dưới sự trợ giúp của Sở Vân Bắc, Tiêu Phàm lại vô cùng thuận lợi khống chế tư tưởng mấy người. Lúc bọn hắn biết thân phận Tiêu Phàm là Tu La Điện Chủ, mấy người đều bị dọa cho phát sợ. Cũng may Sở Vân Bắc khá bình tĩnh, lạnh lùng liếc nhìn bốn người nói, ai nếu trở về nói huyên thuyên, bản thiếu gia sẽ tru di cửu tộc. Thuộc hạ không dám, bốn người nghe vậy, bị dọa đến vội vàng quỳ gối xuống, không có bất kỳ phản kháng nào. Bọn họ đều là một vài người nổi bật trong chi thứ của Sở gia, được gia chủ Sở gia coi trọng. Mới có thể để bọn hắn đi theo bên người đệ tử dòng chính, bọn hắn biết rõ lực lượng đệ tử dòng chính thế nào. Tựa như Sở Vân Bắc, hắn muốn hủy diệt một chi thứ nho nhỏ trong Sở gia thì chỉ cần một câu nói, căn bản không cần hắn phải động thủ. Người ở bên ngoài nhìn vào thấy điều này vô cùng tàn nhẫn, đến người gia tộc mình còn không buông tha, huống chi là người ngoài. Chẳng qua nếu như bọn hắn biết trong không gian bí cảnh cổ tộc Sở gia sớm đã kín người hết chỗ. Đoán chừng sẽ không nghĩ như vậy nữa. Huynh đệ, người cứ yên tâm đi. Sở Vân Bắc hài lòng nhìn bốn người, sau đó nhìn Tiêu Phàm cười nói. Huynh đệ, người còn chưa xứng làm huynh đệ ta. Tiêu Phàm khinh thường, huynh đệ của Tiêu Phàm không có ai là tham sống sợ chết, muốn trở thành huynh đệ của Tiêu Phàm thì không phải nói một câu là được, còn phải trải qua khảo nghiệm sinh tử. Sau đó khoát khoát tay. Không kiên nhẫn nói, đi làm chuyện các ngươi nên làm đi.
Tiêu Phàm phát hiện, những người này có vẻ như rất sợ Sở Vân Bắc, trải qua 5 tháng luôn nuôi dưỡng tính cách lấy lòng, khiến bọn hắn dần hình thành một loại nô tính. Cũng chính vì điểm này, Tiêu Phàm cũng yên tâm không ít đối với bọn hắn, chỉ cần bọn hắn không muốn chết, sẽ tuyệt đối không dám bại lộ thân phận hắn. Cáo từ. Sở Vân Bắc biết rõ, Tiêu Phàm nhất định là hận Sở gia, làm sao có thể coi Sở Vân Bắc hắn là huynh đệ chứ? Sở Vân Bắc nhìn Tiêu Phàm một cái thật sâu, sau đó mang theo đám người lái phi độ chiến thuyền rời đi. Lúc này, mấy người Ảnh Phong đi tới, trong mắt cũng lóe qua vẻ kinh ngạc, bọn hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tiêu Phàm lại bỏ qua cho bọn Sở Vân Bắc. Hồi lâu, Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, nhìn đám người nói, sắp tới mọi người có kế hoạch gì không? Công tử, mấy người chúng ta thương lượng một chút, thời gian cấp bách, chúng ta bây giờ chuẩn bị lên đường tiến về Bát Vực. Ảnh Phong mở miệng nói, những người khác cũng gật gật đầu. Bây giờ rời đi, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn mấy người, hiển nhiên là hắn không nghĩ tới. Tiêu Phàm vốn dĩ còn muốn để đám người chuẩn bị một phen rồi mới rời đi, không nghĩ tới bọn hắn muốn rời đi luôn, tình huống này khiến Tiêu Phàm tất nhiên là rất vui. Bởi vì mọi người đã coi mình như một thành viên của Tu La Điện. Công tử, nếu Tu La Điện đã thành lập, chúng ta cũng nên cố gắng. Phong Lang cũng mở miệng nói. Công tử yên tâm, ta đã nói cho mọi người mạng lưới tình báo của ta, về sau có tin tức gì, mọi người có thể trao đổi với nhau. Lãnh Tiếu Nhận nói. Tốt. Tiêu Phàm gật đầu, nhưng trong lòng hắn thì đang suy nghĩ, thông qua mạng lưới tình báo để trao đổi tin tức. Phương thức trao đổi này cũng quá phiền phức. Nếu như có thể xây dựng một loại phương thức có thể thông tin ở cự ly xa, há không phải sẽ thuận tiện rất nhiều. Chỉ là Tiêu Phàm tìm thật lâu bên trong Tu La truyền thừa, cũng chỉ tìm được một loại phương pháp, chính là âm dương tử mẫu ngọc. Dù là cách xa nhau mấy chục vạn dặm, cũng có thể thông qua âm dương tử mẫu ngọc để đối thoại, điều này đúng là thuận tiện hơn rất nhiều. Đáng tiếc, âm dương tử mẫu ngọc quá mức thưa thớt. Rất nhiều đại gia tộc đều không có, thì làm sao có thể phổ cập sử dụng chứ? Vừa vặn chuẩn bị sẽ tới Ly Hỏa Đế Đô một chuyến, lúc đó thỉnh giáo sư phụ một chút, có lẽ có thể tìm được biện pháp. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm. Công tử, bây giờ chúng ta liền đi. Mộ Dung Tuyết lại nói. Chờ đã, Tiêu Phàm vội vàng gọi lại, vung tay lên, cách đó không xa đột nhiên lại xuất hiện hai thân ảnh, chính là Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai. Đa tạ ân cứu mạng của Tiêu công tử Tiêu huynh. Bạch Chỉ khẽ vuốt cằm, mặc dù nàng biết rõ hiện tại gia nhập Tu La Điện không còn thích hợp nữa, nhưng tối thiểu nhất vẫn muốn biểu thị lòng cảm ơn. Nếu như không phải Tiêu Phàm, bọn hắn đoán chừng đã chết bên trong Tu La bí cảnh. Không cần khách khí. Tiêu Phàm khoát khoát tay, nếu như đã xuất thủ cứu bọn hắn, Tiêu Phàm không nghĩ tới chuyện muốn bọn hắn báo đáp, bọn hắn không gia nhập Tu La Điện. Tiêu Phàm cũng có thể hiểu được. Dù sao, sự cường đại của Chiến Thần Điện đã xâm nhập lòng người, Tu La Điện vừa mới thành lập mà thôi, nguy hiểm trùng điệp, ai biết rõ lúc nào liền bị hủy diệt. Công tử, bảo trọng, đám người hơi hơi thi lễ, sau đó liền bay đi về bốn phương tám hướng, Tiểu Minh cũng rời đi theo Ảnh Phong. Sau một lát, chỉ có Tiểu Kim, Bắc Thần Phong cùng Phong Lang chưa rời đi. Tiểu Kim cho tới nay đều theo bên người Tiêu Phàm, tất nhiên sẽ không rời đi, Bắc Thần Phong vốn là phụ trách Nam Vực, cho nên cũng không cần thiết phải rời đi, nhưng mà Phong Lang ở lại là có ý gì? Bắc Thần Phong, người cùng Tiểu Kim đi trước, về Ly Hỏa Đế Đô. Tiêu Phàm mở miệng nói. Vâng, sư thúc. Bắc Thần Phong cười ha ha, lách mình liền xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Kim, hắn biết rõ, Phong Lang khẳng định có vài lời muốn nói với Tiêu Phàm. Nhìn thấy Tiểu Kim cùng Bắc Thần Phong đã đi xa, lúc này Tiêu Phàm mới lên tiếng, Tiểu Lang, có gì có thể nói thẳng. Phong Lang há miệng muốn nói, thân sắc dầu dĩ, tựa như đang nghĩ có nên nói cho Tiêu Phàm hay không. Không cần ép buộc bản thân, nếu như ta có thể giúp, nhất định sẽ không do dự. Tiêu Phàm vỗ vỗ bả vai Phong Lang nói. Công tử! Phong Lang hít sâu một hơi. Cắn răng nói, kỳ thật ta lựa chọn Đông Vực là bởi vì gia tộc Hoàng Phủ chính là ở Đông Vực, mà ta có thù với Hoàng Phủ gia tộc. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì, ngươi yên tâm, kẻ thù của ngươi chính là kẻ thù của ta, ngươi muốn báo thù, đến lúc bảo ta là được. Tiêu Phàm sang sảng nói. Hắn cũng bị thần sắc của Phong Lang dọa cho một cái,
còn tưởng rằng là chuyện lớn gì, khiến cho hắn cũng thấy khẩn trương. Không phải chuyện này, thù này tự ta sẽ báo, ta muốn nói cho công tử, Phong Lang ta vốn chính là người gia tộc Hoàng Phủ, ta vốn tên là Hoàng Phủ Tinh Hồn, Thiên Tàn là đại ca ta, hắn tên Hoàng Phủ Tinh Vân. Phong Lang một hơi nói ra chuyện dầu dĩ trong lòng. Tiêu Phàm nghe vậy, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, điều này hắn còn chưa bao giờ nghĩ tới, vốn dĩ hắn tưởng Phong Lang cùng Thiên Tàn chỉ là tu sĩ bình thường của Ly Hỏa Đế Triều, đâu nghĩ đến, bọn hắn lại là gia tộc Hoàng Phủ cổ tộc. Điều này đối Tiêu Phàm mà nói chính là một tin tức động trời, trong lúc nhất thời có chút tiếp thu không được. Chờ đã, ta nhớ ngươi cũng có một miếng ngọc bội. Tiêu Phàm đột nhiên cau mày một cái, tựa như nhớ ra cái gì. Sau đó từ trên cổ lấy ra một miếng ngọc bội tím, trên ngọc bội in một chữ, sở. Cùng lúc đó, Phong Lang cũng từ trên cổ lấy ra một khối ngọc bội đỏ, trên ngọc bội đỏ in hai chữ, Hoàng Phủ, khiến Tiêu Phàm kinh ngạc là ngọc bội này nhìn qua vậy mà tự nhiên mà thành. Tiêu Phàm rõ ràng nhớ kỹ, ngọc bội trong tay Phong Lang chỉ là một nửa non, trong tay Thiên Tàn mặc dù cũng có một nửa lớn, nhưng hai khối ngọc bội hợp lại, như thế nào cũng sẽ có vết nứt chứ. Nhưng hiện tại, miếng ngọc bội đỏ này căn bản không có bất kỳ vết nứt gì, hơn nữa hoàn toàn nhìn không ra dấu vết đã từng vỡ nứt. Công tử hẳn là đang suy nghĩ ngọc bội kia rõ ràng đã bị vỡ nứt, tại sao lại hoàn hảo không chút tổn hại đúng không? Phong Lang nhìn ra suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm, nói ra. Tiêu Phàm có thể cảm nhận, nhịp tim Phong Lang đang nhanh lên, trong lòng Tiêu Phàm, Phong Lang trước giờ đều là không sợ trời không sợ đất. Làm sao hôm nay lại khẩn trương như thế? Không sai, ngọc bội kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, làm sao lại giống chất liệu của ta, chẳng lẽ ngọc bội kia còn có bí mật gì hay sao? Tiêu Phàm nửa đùa nửa thật nói ra. Kỳ thật trong lòng Tiêu Phàm cũng khẩn trương lên, phụ thân hắn chẳng để lại cho hắn cái gì, chỉ để lại khối ngọc bội này cùng một câu. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để chứng minh ngọc bội kia bất phàm. Chỉ là Tiêu Phàm căn bản tìm không được người để hỏi thăm mà thôi. Công tử đoán đúng, ngọc bội kia quả thật có bí mật lớn. Phong Lang trịnh trọng gật đầu, bởi vì đây là một chìa khóa của kho tàng bí mật, chỉ có ngọc bội mới có tư cách tiến vào trong đó. Chìa khóa, con người Tiêu Phàm hơi hơi co vào một cái, hắn đột nhiên cảm giác khối ngọc bội này chịu nặng, có điều rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nói theo như ngươi nói. Ngọc bội kia khả năng không chỉ có hai miếng này của chúng ta. Không phải khả năng, mà là nhất định, chỉ ít hiện tại ta đã biết thì có bốn miếng, ngoài hai chúng ta ra, còn có trong tay gia tộc Diệp gia cùng Bắc Thần cũng có, hai miếng của bọn hắn theo thứ tự là màu trắng và màu đen. Phong Lang gật đầu nói, ngữ khí vô cùng khẳng định. Gia tộc Diệp gia cùng Bắc Thần, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, không khỏi nhìn Bắc Thần Phong nơi xa một cái, có điều rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Tứ đại gia tộc này đều là cổ tộc, có phải là cổ tộc khác đều có? Việc này ta không biết. Phong Lang lắc đầu, ta chỉ nhớ năm đó phụ thân ta đem chúng ta ra khỏi không gian bí cảnh, bàn giao cho chúng ta, nhất định phải bảo hộ ngọc bội này. Lúc ấy phụ thân ta cắt ngọc bội kia thành hai nửa, để tránh người khác để ý phát hiện. Đến tận về sau, kẻ thù đuổi kịp chúng ta và đại ca bị trọng thương, cuối cùng mới bị người Ninh gia bắt làm nô. Ban đầu ta cũng không biết ngọc bội kia lại có thể tự động khép lại, đến tận sau khi đại ca chết, ta đem hai nửa ngọc bội hợp tại cùng một chỗ, mới phát hiện vậy mà hoàn mỹ không tì vết, ngay từ đầu ta còn hoài nghi lời phụ thân ta, nhưng hiện tại ta tin. Tiêu Phàm gật gật đầu, hiện tại hắn cũng biết rõ ngọc bội kia vô cùng bất phàm, nhìn Phong Lang thật sâu một cái, nhắc nhở, về sau ngươi đi đông vực, nhất định phải cẩn thận bảo quản tốt. Phong Lang lắc đầu. Đột nhiên lấy ngọc bội từ trên cổ xuống, đưa cho Tiêu Phàm nói, ta cảm thấy, ngọc bội đặt ở trong tay công tử an toàn hơn. Ngươi muốn đưa nó cho ta? Tiêu Phàm kinh ngạc một trận nhìn Phong Lang. Tiêu Phàm bị hành động của Phong Lang chấn kinh, ngọc bội kia thế nhưng là chìa khóa của kho báu bí mật nào đó, Phong Lang cứ như vậy đưa cho mình. Trên đời này, công tử là người ta tin tưởng nhất, đồ vật này nên cho ngươi. Con người Phong Lang vô cùng kiên định. Trực tiếp nhét ngọc bội vào trong tay Tiêu Phàm. Không, đồ vật này ngươi giữ lại. Tiêu Phàm vội vàng đẩy ngọc bội đỏ trở về, có điều Phong Lang lại lui ra phía sau mấy bước. Công tử, ta biết rõ bản thân ta có bao nhiêu thực lực, đồ vật này mang theo trên người cũng không an toàn, liền phiền công tử giúp ta bảo quản.
Phong Lang cười nói. Tiểu tử nhà ngươi thật ngang bướng. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó trịnh trọng nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn sống, đồ vật này nhất định sẽ không bị mất. Vậy ta cáo từ trước, công tử bảo trọng. Phong Lang chắp tay hơi hơi thi lễ nói. Bảo trọng, Tiêu Phàm gật đầu, đưa mắt nhìn Phong Lang đi xa, hắn đối với thực lực Phong Lang cũng không quá lo lắng. Phong Lang đột phá chiến thánh cảnh, cho dù chiến thánh trung kỳ cũng chưa chắc có thể giữ chân được hắn. Nhìn hai khối ngọc bội trong tay, Tiêu Phàm cau mày, sau đó cẩn thận từng ly từng tí dùng một hộp ngọc cất hai khối ngọc bội đi. Trước đó treo ngọc bội ở trên cổ, Tiêu Phàm còn không cảm thấy gì, nhưng hiện tại biết rõ tầm quan trọng của khối ngọc bội này, Tiêu Phàm không dám tùy tiện để lộ trước mặt người khác nữa. Có lẽ, cha mẹ bị Sở gia bắt đi nhất định có quan hệ tới miếng ngọc bội này. Trong lòng Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Mẫu thân hắn dù sao cũng là dòng chính Sở gia, dù đã từng phạm sai lầm cũng không có khả năng lại bị Sở gia đối đãi như vậy. Bây giờ xem ra trên người mẫu thân hắn rất có thể có đồ vật mà Sở gia muốn có. Lại liên tưởng đến đồ vật mà cha mẹ hắn để lại cho hắn, cũng chỉ có miếng ngọc bội này, vậy suy ra, đồ vật Sở gia muốn có được rất có thể chính là miếng ngọc bội này. Hồi lâu, Tiêu Phàm bình phục suy nghĩ một chút liền đuổi kịp Bắc Thần Phong cùng Tiểu Kim. Sư thúc, Phong Lang đi rồi. Bắc Thần Phong cười nói, nhìn thấy Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, hiện tại chúng ta về Ly Hỏa Đế Đô phải không? Ngươi biết rõ hướng đi à? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn Bắc Thần Phong. Ra ra cho lúc trước cho ta một tấm bản đồ. Bắc Thần Phong nói, trong bàn tay đột nhiên xuất hiện quyển da cừu hơi mỏng. Tiêu Phàm không chút do dự nhận lấy, nhìn kỹ, khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, đây lại là tấm bản đồ chiến hồn đại lục. Không chỉ bao quát nam vực, mà bát vực khác, thậm chí ngay cả hải vực tứ phương đều được vẽ trên bản đồ. Nhìn từ trên bản đồ, chiến hồn đại lục cửu vực hiện lên vòng tròn phân bố, bên ngoài vòng tròn theo thứ tự là đông nam tây bắc tứ vực, bên trong là thiên địa huyền linh tứ vực, chính giữa chính là trung vực, cũng chính là thần vực. Tiêu Phàm mặc dù sớm đã biết rõ, nhưng nhìn địa đồ càng thêm rõ ràng trực quan, Tiêu Phàm rất nhanh liền tìm tới vị trí của bản thân. Lại ngẩng đầu nhìn chân trời, đáng tiếc không có mặt trời. Ở chỗ này, muốn phân biệt khu vực, cũng chỉ có thể dựa vào mức độ đậm đặc của linh khí. Đương nhiên, còn có một biện pháp đơn giản, chính là tùy ý bắt một hồn thú, như vậy cũng rất dễ dàng rời đi. Từ bạo loạn chi hải về Ly Hỏa Đế Đô, vừa hay đi qua Đại Long Đế Triều, vậy đi Long Hoàng Đế Đô một chuyến trước đã. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Long Tịch chết, Long Vũ mất tích. Trong lòng Tiêu Phàm luôn tự trách, bất luận thế nào cũng phải đi Đại Long Đế Triều, thông báo cho Long Thần một tiếng. Về phần thi thể Long Tịch lại là ở chỗ Lãnh Tiếu Nhận, Tiêu Phàm tin tưởng, không cần hắn phân phó, Lãnh Tiếu Nhận khẳng định cũng sẽ để Long Tịch trở lại Đại Long. Thu hồi bản đồ, Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở trên lưng Tiểu Kim, khẽ nói mấy tiếng, Tiểu Kim liền biến thành một vệt sáng bay đi về hướng chân trời. Sư thúc, bản đồ kia là của ta. Bắc Thần Phong kêu to, vội vàng truy đi lên, hắn biết rõ, bản đồ này không cách nào trở về được nữa. Ba người bọn Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, khoảng cách mấy chục vạn dặm, bọn hắn vẻn vẹn chỉ mất 6-7 ngày, sau khi đột phá chiến thánh cảnh, tốc độ bọn họ đã nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Sư thúc, phía trước chính là Long Hoàng Đế Đô, chúng ta nhanh đến đó. Bắc Thần Phong từng tới Long Hoàng Đế Đô mấy lần, cũng coi là quen với địa vực này. Quả nhiên, ngẩng đầu nhìn lại, một tòa thành trì kim bích huy hoàng to lớn in vào trong tầm mắt Tiêu Phàm khá là cảm khái, lần trước vòng thứ nhất sát phương thí luyện tiến hành ở chỗ này, không nghĩ tới đã qua hơn một năm rồi. Mà trong hơn một năm này có quá nhiều chuyện phát sinh, khiến Tiêu Phàm cảm giác đã trải qua vài chục năm. Oanh, đột nhiên, một tiếng nổ vang từ Long Hoàng Đế Đô truyền đến, chỉ thấy một đám mây hình nấm phóng lên tận trời. Khí lãng cuồng bạo cùng tiếng kiếm rít sắc bén vang tận mây xanh, đám mây chân trời toàn bộ nổ tung. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có người đang tạo phản? Nụ cười trên mặt Bắc Thần Phong cứng đờ, trong mắt đều là vẻ kinh dị. Hô, thân hình Tiêu Phàm lóe lên, hóa thành một vệt sáng bắn nhanh về nơi xa, hắn biết rõ tình cảm giữa Long Vũ và Long Thần, nếu như Long Thần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, về sau Tiêu Phàm còn mặt mũi nào đi gặp Long Vũ nữa? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bộc phát ra tốc độ cực hạn,
xông thẳng tới Long Hoàng Đế Đô. Mấy phút trước đó, bên trong Đại Long Đế Cung, trên hư không đâu đâu cũng có bóng người, lít nha lít nhít, rõ ràng là ban ngày, lại khiến cho người ta cảm giác đêm tối đang buông xuống. Chiến thần điện tiếp quản nơi đây, một đế triều nho nhỏ như ngươi cũng dám phản kháng. Trên không trung, một nam tử trung niên cười lạnh nhìn phía dưới, sát ý nồng đậm. Phía trước đại điện, một thanh niên mặc kim sắc long bào đứng đấy, đầu hắn đội mũ vua, còn người băng lãnh nhìn nam tử trung niên trên không trung. Thanh niên mặc long bào không phải ai khác chính là Long Thần. Chỉ cần chấm còn ở đây một ngày, ai cũng đừng nghĩ có thể nhúng chàm Đại Long Đế Triều. Long Thần ngữ khí có khí phách, lạnh giọng nói, chiến thần điện cao quý bậc nào, làm sao có thể nhúng chàm lãnh thổ Đế Triều, người lấy cớ cũng thật quá ngây thơ. Long Thần mặt ngoài đang nâng địa vị chiến thần điện lên, nhưng ý trào phúng lại lộ rõ trên mặt, chiến thần điện ngươi cao cao tại thượng, chẳng lẽ có thể tùy tiện làm chúa tể đế triều khác à, còn có mặt mũi hay không? Nếu là trước kia, Long Thần sẽ không quan tâm, nhưng mà hiện tại, hắn đã đáp ứng với Long Tiêu đã chết, nhất định thủ hộ Đại Long Đế Triều, lời hứa của nam nhân làm sao có thể không tuân thủ chứ? Chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi cường đại thế nào. Dù phải hy sinh tính mệnh cũng sẽ không tiếc. Ngươi, tiểu tử ngươi thật khó chơi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi đã chậm trễ thời gian nửa tháng, trong nửa ngày nữa, trưởng lão chiến thần điện sẽ tới nghiệm thu thành quả, nếu ngươi tiếp tục phản kháng, không chỉ ngươi phải chết, người gia tộc của ngươi tất cả cũng đều phải chết. Nam tử trung niên sát khí nặng nề nói. Hắn còn có một câu không nói ra, chính là không chỉ Long Thần phải chết, mà ngay cả hắn cũng có khả năng phải chết. Bởi vì nửa tháng trước đó, trưởng lão chiến thần điện đã lập quân lệnh trạng với bọn hắn, đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn bức thiết muốn chiếm lĩnh Long Hoàng Đế Đô như vậy. Thấy thời gian đến ngày càng gần, nam tử trung niên cũng ngày càng lo lắng, đáng tiếc, hắn chỉ là tu sĩ chiến đế cảnh, bằng không, đâu cần phải nói nhảm cùng Long Thần nhiều như vậy. Vậy thì chờ trưởng lão chiến thần điện của ngươi đến rồi lại nói. Long Thần vẫn không lùi nửa bước nói. Ngươi chờ bản trưởng lão sao? Một tiếng gầm đột nhiên vang lên, ngay sau đó một cỗ khí thế rồi rào quét sạch giữa trời đất, nam tử trung niên cùng Long Thần cùng biến sắc, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Hô một tiếng, một luồng gió lớn từ đằng xa cuốn tới, tu sĩ trong Đại Long Đế Cung cảm nhận được khí thế khổng lồ kia, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, đến đầu còn nhấc không nổi. Chiến thánh, đám người giật mình, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Đại Long Đế Triều, mạnh nhất cũng chỉ là chiến đế cảnh, đại bộ phận đều là chiến vương cảnh hoặc tu vi phía dưới, làm sao có thể là đối thủ chiến thánh cảnh chứ? Khuôn mặt Long Thần ngưng trọng tới cực điểm, ngẩng đầu nhìn về không trung, lại nhìn thấy một thanh niên mặc hỏa hồng bào đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống bọn hắn, bộ dáng ngạo nghễ. Trong ánh mắt kia tràn ngập hờ hững, tựa như trong mắt hắn, những người Đại Long Đế Triều này đều là một bầy kiến hôi. Hừ! Thanh niên hỏa hồng bào hừ lạnh một tiếng, đưa tay đánh ra một trưởng cương đánh xuống phía dưới, hồn lực ba động cuồng bạo quét sạch bốn phương tám hướng. Nếu như ngay cả năm phần lực lượng của ta đều không tiếp nhận được, vậy cũng không có tư cách sống sót. Thanh niên hỏa hồng bào thản nhiên nói, con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm phía dưới, tựa như đang nhìn một bầy kiến hôi bị hủy diệt. Tất cả mọi người lui lại, lúc này, tiếng gầm lên giận dữ truyền đến. Chỉ thấy quanh thân Long Thần hắc khí ngập trời, quay cuồng bất hủ, hư không đều bỗng nhiên run rẩy, xuất hiện những vết nứt nhỏ xíu. Thần uy, đám người kinh hãi nhìn phía dưới, trong mắt đều là vẻ khó tin, có thể tản ra thần uy đại biểu cho cái gì mọi người đều rất rõ ràng, chẳng lẽ Long Thần cũng nắm giữ thần phẩm chiến hồn. Một người ở đế triều nho nhỏ, làm sao có thể nắm giữ thần phẩm chiến hồn chứ? Thú vị đấy! Thanh niên hỏa hồng bào mị mị hai mắt. Trưởng cương lại tăng thêm mấy phần lực lượng. Dù là Long Thần nắm giữ thần phẩm chiến hồn, hắn thấy cũng chỉ là thú vị mà thôi, một thanh niên chiến đế cảnh hậu kỳ, có mạnh hơn nữa thì có thể thế nào. Trưởng cương còn chưa rơi xuống, tu sĩ Đại Long Đế Triều đã không tiếp nhận nổi uy áp của một trưởng này, rất nhiều người đồng loạt nổ tung lên, hóa thành huyết vụ cuồn cuộn tràn ngập hư không. Năm phần uy lực của chiến thánh cảnh, cũng đã vượt qua thực lực bán bộ chiến thánh. Bọn hắn những tu sĩ cấp thấp làm sao có thể ngăn cản chứ? Nhìn tu sĩ Đại Long từng người chết đi, trong mắt Long Thần lộ ra một vòng vẻ điên cuồng, đột nhiên, khí thế trên người hắn đại biến,
vốn chỉ là hắc khí cuồng bốc lên, sau lưng Long Thần đột nhiên xuất hiện một bóng đen to lớn. Xa xa nhìn lại, bóng đen kia to đến 4-50 trượng, dù là chiến hồn chiến thánh cảnh cũng không hơn được cái này, uy thế đáng sợ kia đến cả chiến hồn chiến thánh cảnh đều không bằng. Nhìn sơ một chút, dường như là một sư tử hắc sắc, xếp bằng ở không trung, trong miệng phun ra nuốt vào mây mù, một cỗ uy thế vô địch từ trên người nó tản ra. Thần phẩm chiến hồn, thượng cổ ma toan, thanh niên hỏa hồng bào rốt cục biến sắc, con người rung động kịch liệt, không chút do dự thi triển ra toàn bộ lực lượng. Hắn thấy, một người nắm giữ thần phẩm chiến hồn, tuyệt đối không thể để hắn trưởng thành, nhất là lúc nhìn thấy con người màu đỏ tươi của Long Thần, hắn càng có ý nghĩ nhất định phải giết. Hiện tại nếu không giết hắn, về sau sẽ không phải hắn giết Long Thần, mà là Long Thần giết hắn. Người nắm giữ thần phẩm chiến hồn khủng bố đến mức nào, điểm này hắn rất rõ ràng, nếu như đã đắc tội hắn, vậy thì nhất định phải giết hắn trước đã. Thanh niên hỏa hồng bào rất may mắn rằng mình là chiến thánh cảnh, bằng không, thật đúng là chưa chắc có thể làm gì được Long Thần. Oanh, Long Thần nghiến răng nghiến lợi, chiến hồn thượng cổ ma toan điều động hồn lực toàn thân, mang theo lực lượng ngập trời đập tới không trung, lực lượng đáng sợ chạm vào nhau tại hư không. Thanh niên hỏa hồng bào một chưởng đánh vào trên lồng ngực Long Thần, tiếng xương gãy răng rắc không ngừng vang lên, vô cùng thanh thúy, lục phủ ngũ tạng cũng chẳng tốt đẹp gì, trong miệng hắn phun ra máu tươi còn kèm theo mảnh vụn của tạng phủ. Thân thể Long Thần bay ngược, hung hăng nện ở trên mặt đất cách đó trăm trượng, oa một tiếng phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể tê liệt trên mặt đất, không thể động đậy nữa. Đế chủ, người Đại Long Đế triều kêu to. Rất nhiều người nhanh chóng chạy về vị trí Long Thần, bảo hộ Long Thần ở giữa. Một bầy kiến hôi, thanh niên hỏa hồng bào thấy thế, hừ lạnh một tiếng, đưa tay lại đánh một chưởng lên, trong lòng hắn vô cùng khó chịu, một người sắp chết lại còn có nhiều người thủ hộ như vậy, nếu như là bản thân hắn, đoán chừng những người khác đã sớm bị dọa chạy mất. Dù sao đã xuất thủ, vậy liền dứt khoát giết cho thống khoái, trực tiếp diệt đám người này. Đại Long Đế Triều nhất định nằm trong khống chế của Chiến Thần Điện. Bảo hộ đế chủ vì bảo hộ chúng ta mới bị thương, cho dù chết, chúng ta cũng phải chết ở phía trước đế chủ. Chiến Thần Điện loại cầu tạp chủng này, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Đám người kêu to, tất cả đều vây quanh Long Thần vào giữa, rất nhanh liền tạo thành bức tường người lấp kín, cho dù là chết cũng không muốn nhượng bộ. Trong con ngươi Long Thần đỏ bừng giữ lại nước mắt nóng hổi. Hắn rất muốn lớn tiếng gào thét, bảo đám người nhanh chóng lui ra phía sau, đáng tiếc, hắn căn bản không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Một chưởng của thanh niên hỏa hồng bào gần như phế hồn hải hắn, chấn vỡ kinh mạch toàn thân hắn. Dù hắn nắm giữ thần phẩm chiến hồn, nhưng trước mặt chiến thánh chân chính vẫn không phải là gì. Tu sĩ bên ngoài Đại Long Đế Triều thấy cảnh này liền cau mày, bọn hắn cũng bị bầu không khí của tu sĩ Đại Long lây truyền. Trong đầu của bọn họ đang tự hỏi một vấn đề, nếu như chủ tử bọn hắn gặp phải tình huống này, bọn hắn có xông lên không? Đáp án dĩ nhiên là không. Rất nhiều người lộ ra vẻ không đành lòng, đáng tiếc, đại biểu của bọn hắn là Chiến Hồn Điện cùng Chiến Thần Điện, mệnh lệnh Chiến Thần Điện cho tới bây giờ không ai dám vi phạm, đáng tiếc cho đế chủ Đại Long Đế Triều. Thanh niên hỏa hồng bào nhìn thấy tình hình phía dưới, trong lòng càng phẫn nộ, hắn có một loại ghen ghét đối với Long Thần. Chết đi. Trường cương rơi xuống, thanh niên hỏa hồng bào lạnh lùng cười một tiếng, dù ngươi được người khác kính yêu thì thế nào, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Suy suy đột nhiên, một đạo lợi mang từ phương xa gào thét tới, trực tiếp vọt tới trường cương kia, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, phần lớn người chỉ cảm thấy thân thể có chút phát lạnh. Ngay sau đó, trường cương rộng lớn kia bỗng vỡ ra, phát ra tiếng vang phốc, sau đó chôn vùi trong hư không, dần dần. Phong bạo mới chậm rãi bình tĩnh xuống tới. Ai, thanh niên hỏa hồng bào lông mày nhíu lại, lạnh lùng nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, có hai đạo lưu quang cực tốc tới gần, cơ hồ trong chớp mắt ở liền xuất hiện ở trên đế cung. Có điều, tại không trung chỗ bọn Long Thần, lại có một cái thanh niên hắc bào đứng đấy, hắn một tay vác đao, một tay cầm một chuôi trường kiếm huyết sắc, sắc mặt lạnh lùng. Tiêu Phàm, thanh niên hỏa hồng bào kêu lên sợ hãi. Con người rung động kịch liệt, đối với Tiêu Phàm, hắn có một loại sợ hãi phát ra từ nội tâm. Người muốn giết hắn, Tiêu Phàm cũng nhận ra thanh niên hỏa hồng bào,
hắn nhớ người này bên trong tu la bí cảnh là đứng ở bên cạnh Chiến Vũ Yến. Không sai, thanh niên hỏa hồng bào chính là Chiến Bách Dương, Tiêu Phàm từ trong trí nhớ của Tư Không Tàng Kiếm biết được cái tên này, chỉ là Tiêu Phàm căn bản không quan tâm hắn mà thôi. Nhưng mà hiện tại, người này lại muốn giết Long Thần, hủy diệt Đại Long, sát tâm Tiêu Phàm lại nổi lên. Hắn mắc nợ Long Gia quá nhiều, bây giờ Long Gia chỉ còn lại một Long Thần, Tiêu Phàm làm sao có thể để hắn chết chứ? Không không không, ta không muốn giết hắn, chỉ là chơi đùa cùng hắn mà thôi. Chiến Bách Dương vội vàng khoát tay, thân hình không ngừng rút lui. Nói đùa có đúng không? Vậy ta cũng chỉ đùa với ngươi. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, người Chiến Thần Điện ra mặt như thế nào, hắn sớm đã lĩnh giáo. Vừa dứt lời, hắn đi từng bước một đến hướng Chiến Bách Dương, sát ý lạnh lùng. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi đến từng bước một, sắc mặt Chiến Bách Dương trắng bệch. Một màn Tiêu Phàm giết chết Tư Không Tàng Kiếm còn rõ mồn một trước mắt, hắn không cho rằng bản thân còn mạnh hơn Tư Không Tàng Kiếm. Tiểu tử, người có biết Chiến Thiếu là ai hay không, dám ở đây không coi ai ra gì, tự tìm cái chết sao? Đột nhiên, nam tử trung niên trước đó tiến lên một bước quát. Nghe vậy, Chiến Bách Dương mắt hoàn toàn trợn tròn, cái tên ngu dốt này là đang cố ý khích giận Tiêu Phàm hay sao? Vốn dĩ hắn còn ôm một tia hy vọng, nhưng hiện tại, Chiến Bách Dương đã muốn chết rồi, đây là tên chết tiệt nào, lúc này còn muốn nịnh nọt mình. Chẳng lẽ ngươi mắt mù, không thấy được lão tử đang sợ hãi sao? Chiến Bách Dương trong lòng lướt qua hàng vạn suy nghĩ, hận không thể một cái tát chết tên ngu dốt này. Hồng hộc, đáng tiếc, căn bản không cần hắn xuất thủ. Một vệt sáng lóe qua nơi xa, nam tử trung niên liền bị một kiếm chém giết, thân thể phân thành hai, sau đó lại bị vô tận kiếm khí rảo sát, hài cốt không còn. Chết, con người đám người run rẩy kịch liệt, tất cả ánh mắt đều rơi vào trên người Bắc Thần Phong nơi xa, rất hiển nhiên, người vừa xuất kiếm chính là Bắc Thần Phong. Ồn ào, Bắc Thần Phong nhàn nhạt mở miệng, một tu sĩ chiến đế cảnh cũng dám khoa tay múa chân với Tiêu Phàm, đây không phải muốn chết sao? Lúc này, tu sĩ Đại Long Đế Triều mới hồi phục lại tinh thần, bên trong ánh mắt vốn dĩ tuyệt vọng lần thứ hai tách ra hào quang, rất nhiều người vui đến phát khóc. Bọn hắn vốn cho là mình phải chết, thật không nghĩ đến lại có người xuất thủ cứu giúp, rất nhiều người nhìn một cái liền nhận ra thân phận Tiêu Phàm, dù sao một năm trước đó Tiêu Phàm gây ra động tĩnh rất lớn ở đây. Hoa gia cùng Lôi gia trong tam đại gia tộc của Đại Long Đế Triều, tất cả đều bị hắn tiêu diệt. Tàn nhẫn cùng quyết đoán của Tiêu Phàm sớm đã đi vào lòng người. Chiến Bách Dương nhìn thấy một màn này, đâu còn dám lưu ở chỗ này, xoay người chạy. Tất cả đều giết, Tiêu Phàm để lại một câu nói liền truy lên, muốn chạy, vậy cũng phải nhìn người, với thực lực hiện tại của Tiêu Phàm, Chiến Bách Dương muốn chạy cũng khó. Vừa hay rất lâu chưa động thủ. Bắc Thần Phong vặn vặn cổ, đánh tới những tu sĩ đối diện với Đại Long Đế Triều. Giống. Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, hư không chấn động, rất nhiều người thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành mưa máu phiêu đãng hư không. Ha ha, ta đã nói báo ứng sớm muộn sẽ linh nghiệm, không nghĩ tới vậy mà linh nghiệm nhanh như vậy. Tu sĩ Đại Long Đế Triều kích động khoa tay múa chân. Long Thần nằm dưới mặt đất nhìn thấy một màn này, hai mắt tối sầm trực tiếp hôn mê, vừa rồi hắn chỉ là nương theo ý chí kiên cường của bản thân. Cưỡng ép chống đỡ ý thức không được hôn mê mà thôi, bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm đến, Long Thần đã không cần lo lắng. Tốc độ chạy trốn của Chiến Bách Dương rất nhanh, mấy khắc liền ra khỏi Đại Long Đế Đô, Tiêu Phàm ở phía sau cũng không vội. Lúc rời xa Đại Long Đế Đô, phía sau Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một đôi cánh huyết sắc. Hô, tốc độ Tiêu Phàm đột nhiên tăng vọt mấy lần, một cái lắc mình liền xuất hiện ở trước người Chiến Bách Dương, duỗi ra một cái bàn tay. Trực tiếp bóp lấy cổ Chiến Bách Dương, như xách con gà. Ô ô, Chiến Bách Dương ra sức giãy giụa, nhưng mà căn bản không tránh thoát được bàn tay của Tiêu Phàm, thời khắc vội vàng xuất ra một chuôi trường kiếm chạm tại trên người Tiêu Phàm, vậy mà phát ra thanh âm âm vang, hư không đốm lửa bắn tứ tung. Cánh tay Tiêu Phàm vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại là hắn trường kiếm trong tay xuất hiện một cái khe. Giờ khắc này, Chiến Bách Dương thực sợ hãi, tuyệt vọng. Hắn hoàn toàn không thể tin được, thân thể một người có thể đạt tới cấp độ chống lại được cửu phẩm hồn binh, nếu là lúc trước, đánh chết hắn cũng sẽ không tin, nhưng mà hôm nay, hắn lại tận mắt chứng kiến. Tiêu Phàm,
ta với ngươi không cừu không oán, ngươi không thể giết ta. Chiến Bách Dương nơm nớp lo sợ, bị Tiêu Phàm bóp cổ, thanh âm có chút khàn khàn, sắc mặt hắn càng đỏ bừng vô cùng, gân xanh trên trán nổi lên. A, không thể giết ngươi. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, những lời này hắn nghe cũng chẳng muốn nghe, có điều bây giờ hắn lại không muốn giết Chiến Bách Dương, bằng không Chiến Bách Dương cũng không có khả năng chạy ra Long Hoàng Đế Đô. Nhìn thấy không bị giết, Chiến Bách Dương cũng buông lỏng một hơi, cưỡng ép bản thân bình tĩnh, Tiêu Phàm, chỉ cần ngươi thả ta, ta liền nói cho ngươi biết tất cả mọi chuyện. Ngươi đang cùng ta bàn điều kiện sao? Tiêu Phàm đạm mạc nói, ánh mắt đen kịt lạnh lẽo tới cực điểm, vốn dĩ ngươi tự mình nói, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái, còn hiện tại. Lời còn chưa dứt, trong con ngươi Tiêu Phàm bắn ra hai đạo lục sắc quang mang xông thẳng trong não Chiến Bách Dương. Đừng! Chiến Bách Dương kêu sợ hãi, đáng tiếc Tiêu Phàm căn bản không có dự định buông tha hắn. Trong lòng Tiêu Phàm tràn ngập nghi hoặc, Chiến Bách Dương dù sao cũng là người Chiến Thần Điện, trong ấn tượng hắn, Chiến Thần Điện rất ít xuất thủ với cửu vực đế triều. Có điều sau khi Tiêu Phàm đọc được ký ức Chiến Bách Dương, Tiêu Phàm liền hiểu rõ, cười lạnh nói, hóa ra tất cả những thứ này đều là Tư Không Vũ đang làm trò quỷ. Tiêu Phàm trước đó còn không hiểu. Tại sao Tư Không Vũ không hạ tử thủ với mình, hiện tại hắn biết rõ, Tư Không Vũ vốn muốn bắt sống mình. Thế nhưng bởi vì lý do đồ thiên thương, chẳng những Tiêu Phàm không chết, Tư Không Vũ còn mất đi hư không cổ kính một trong tam đại thần binh của Chiến Thần Điện. Tư Không Vũ tất nhiên không còn mặt mũi về Chiến Thần Điện, hoặc có lẽ là căn bản không dám trở về Chiến Thần Điện, nếu như bắt sống Tiêu Phàm thì cũng thôi, mất đi hư không cổ kính còn chưa phải tội chết. Nhưng hiện tại không thu hoạch được gì, Tư Không Vũ nếu như trở lại Chiến Thần Điện, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, Tư Không Vũ vẫn đang kéo dài thời gian, hơn nữa lẳng lặng thủ hộ tại bên ngoài Tu La Bí Cảnh, chờ đợi Tiêu Phàm xuất hiện, định một kích tất sát Tiêu Phàm. Nhưng mà hơn một tháng trước đó, bên trong Tu La Bí Cảnh đột nhiên có rất nhiều người xuất hiện, Tư Không Vũ vốn chuẩn bị động thủ, nhưng lại phát hiện, những người kia tất cả đều bị truyền tống đến địa phương khác. Dù hắn muốn giết cũng không giết được. Hơn nữa trong những người này, Tư Không Vũ cũng không phát hiện thân ảnh Tiêu Phàm, bất đắc dĩ, Tư Không Vũ chỉ có thể ra hạ sách này, để Chiến Thần Điện mệnh lệnh Chiến Hồn Điện khống chế tất cả mọi người có quan hệ cùng Tiêu Phàm, bức Tiêu Phàm xuất hiện. Với thực lực Chiến Thần Điện, tất nhiên rất nhanh liền tra được tin tức Tiêu Phàm, nửa tháng trước, Chiến Thần Điện liền bắt đầu đối phó Đại Long Đế Triều cùng Đại Ly Đế Triều. Tư Không Vũ tự mình đối phó Đại Ly Đế Triều. Sắc mặt Tiêu Phàm đột nhiên biến đổi, thực lực Tư Không Vũ hắn biết rất rõ, đây chính là chiến thánh đỉnh phong, Đại Ly Đế Triều có ai có thể ngăn cản. Trong đầu Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến một người, chính là Bác Lão, lần trước Bác Lão là từ một trường hủy diệt kia cứu bản thân ra, xem ra thực lực Bác Lão sẽ không quá kém. Hơn nữa, Chiến Bách Dương cũng là từ Đại Ly Đế Triều chạy đến đây, trong trí nhớ hắn. Đại Ly Đế Triều tạm thời còn chưa thất thủ, đồng thời cũng chưa ra tay đánh nhau. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm nghĩ không ra, tại sao Tư Không Vũ chưa đối phó Đại Ly Đế Triều, chẳng lẽ là đánh trống khua chiêng? Mục tiêu của Tư Không Vũ là ta, xem ra bên kia nên không có chuyện gì, ta lập tức trở về đó rồi tính. Tiêu Phàm lập tức ra quyết định, sau đó lạnh lùng nhìn Chiến Bách Dương trong tay. Tiêu Phàm, tha cho ta có thể làm chó của ngươi. Chiến Bách Dương làm sao không biết Tiêu Phàm vừa làm cái gì đối với hắn, giờ phút này, hắn đã không còn bất kỳ sức phản kháng nào. Ngươi vốn chính là một con chó, chó của Chiến Thần Điện, ta bình thường đều vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, bàn tay dùng sức uốn éo, sau đó buông thân thể Chiến Bách Dương ra. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong cơ thể Chiến Bách Dương bộc phát ra một cỗ khí tức hủy diệt. Thân thể oanh một tiếng nổ tung. Nếu là lúc trước, Tiêu Phàm sẽ còn cân nhắc một chút, dù sao Chiến Bách Dương là một chiến thánh cảnh, giết cũng đáng tiếc, có thể lợi dụng đồ bỏ đi thật không còn gì tốt hơn. Nhưng hiện tại, chiến thánh sơ kỳ bình thường đã không để vào mắt Tiêu Phàm, giết chết hắn như giết chết một con gà. Lúc Tiêu Phàm trở lại Long Hoàng Đế Đô Đế Cung, Bắc Thần Phong cùng Tiểu Kim đã giải quyết tất cả mọi người khác, bên trong đế cung, khắp nơi tràn ngập máu tươi. Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc quét mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Long Thần, tướng sĩ Đại Long lập tức đề phòng, vây quanh Long Thần vào giữa.
Tiêu Phàm không khỏi âm thầm cảm khái, có thể trong thời gian ngắn được tướng sĩ Đại Long Đế Triều ủng hộ như thế, Long Thần cũng coi là rất thành công. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới, Long Thần vậy mà nắm giữ thần phẩm chiến hồn trong truyền thuyết, hơn nữa một mực không cho người ngoài biết, đến Tiêu Phàm cũng không thể không sợ hãi thán phục Long Thần. Khó trách lần đầu tiên nhìn thấy Long Thần, Tiêu Phàm liền từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm, hiển nhiên chính là thần phẩm chiến hồn thượng cổ ma toan này gây áp lực cho hắn. Có điều chiến hồn cũng không thể tùy tiện giấu giếm, hơn nữa những người khác cũng không biết Long Thần nắm giữ thần phẩm chiến hồn, như vậy không cần nghĩ cũng biết, Long Thần hẳn là nắm giữ song sinh chiến hồn, hiển lộ trước người ngoài hẳn là một chiến hồn khác. Tất cả mọi người tránh ra, Tiêu công tử là ân nhân của chúng ta, một tiếng hét lớn vang lên, chỉ thấy một tướng quân mặc hoàng kim chiến giáp đi tới. Võ Hạo tướng quân, những người khác nghe vậy, trong mắt đều là vẻ cung kính, đồng loạt nhường ra một con đường. Tiêu Phàm nhìn tướng quân hoàng kim chiến giáp một cái, người này hắn có chút ấn tượng, lúc trước người Đại Long Đế Triều đi Ly Hỏa Đế Đô phách lối, ở quý tộc yến hội người này từng xuất thủ với hắn. Nếu như không phải Long Thần xuất thủ cứu giúp, lúc trước Tiêu Phàm liền trực tiếp giết hắn. Tiêu Phàm không nghĩ tới là, Võ Hạo này vậy mà trở thành tướng quân Đại Long Đế Triều. Tiêu công tử, xin công tử nhất định phải cứu chữa cho đế chủ, Võ Hạo dập đầu xin ngài. Võ Hạo đi đến Tiêu Phàm trước mặt, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống mặt đất. Chỉ là bất luận hắn dùng lực như thế nào, hai chân đều không thể rơi xuống đất, hắn dương mắt lên nhìn, lại phát hiện thần sắc Tiêu Phàm đạm nhiên nhìn hắn nói, yên tâm, ta sẽ cố hết sức. Dứt lời, Tiêu Phàm liền đi đến hướng Long Thần, không cần Võ Hạo nói, Tiêu Phàm cũng sẽ nỗ lực hết sức. Huống chi, Tiêu Phàm cũng nhìn ra thương thế Long Thần, với y thuật hiện tại của hắn, cứu chữa Long Thần cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, thậm chí không cần mượn nhờ lực lượng bạch thạch. Cúi xuống thân thể, lấy ra mấy cây Long Văn Kim châm cắm vào trong cơ thể Long Thần, tâm thần dẫn ra U Linh chiến hồn, thiên địa linh khí bốn phía cuồn cuộn mà vào, điên cuồng tràn vào trong cơ thể Long Thần. Chỉ thấy thương thế trên người Long Thần tốc độ khôi phục đến mắt trần cũng có thể thấy. Tu sĩ bốn phía nhìn trợn mắt há mồm, y thuật thần kỳ bậc này, cả đời bọn hắn chưa từng nghe qua, càng không cần phải nói là gặp qua. Thời gian nửa chén trà nhỏ, thương thế trong cơ thể Long Thần hoàn toàn khôi phục, trong quá trình trị liệu, Tiêu Phàm cũng xác định được một chuyện, chính là Long Thần thực sự nắm giữ song sinh chiến hồn. Ngoài thần phẩm chiến hồn thượng cổ ma toan ra, còn có một chiến hồn cửu phẩm kiếm. Đây cũng là nguyên nhân tại sao người khác không biết hắn nắm giữ chiến hồn thượng cổ ma toan. Nếu như không phải nắm giữ chiến hồn thượng cổ ma toan, Long Thần muốn sống sót dưới một trường toàn lực của chiến Bách Dương vậy cũng không có khả năng. Tiêu Phàm, đa tạ người cứu con dân Đại Long ta. Long Thần cúi thân thể xuống thật sâu, hắn cảm tạ Tiêu Phàm phát ra từ nội tâm. Thần sắc Tiêu Phàm lại khá khó coi, hắn há miệng muốn nói. Lại không biết có nên nói chuyện của Long Tịch cùng Long Vũ cho Long Thần không? Ngẫm lại, Tiêu Phàm vẫn hít sâu một hơi nói, Long Thần, ta có một chuyện phải nói cho ngươi, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Long Thần chính là đệ đệ Long Tịch, ca ca Long Vũ, hắn có quyền biết rõ chuyện này. Không phải là cửu muội. Long Thần nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bước chân có chút không vững, lui về sau mấy bước. Tiêu Phàm gật gật đầu. Có chút không đành lòng nhìn thẳng Long Thần, ngưng tiếng nói, Long Tịch chết, Long Vũ mất tích. Oanh, lời nói Tiêu Phàm tựa như một tiếng sấm đánh vào trái tim Long Thần, hắn kém chút đứng không vững, Võ Hạo một bên vội vàng đỡ lấy hắn. Nói ra lời này, thanh âm Tiêu Phàm cũng có chút khàn khàn, đối với Long gia, trong lòng Tiêu Phàm tràn ngập áy náy, đây cũng là một trong nguyên nhân khi nhìn thấy chiến Bách Dương tiến đánh Đại Long Đế Triều hắn lại tức giận như thế. Nếu như không giết chiến Bách Dương, hắn cảm thấy có lỗi với Long Tịch cùng Long Vũ. Thậm chí, trong lòng Tiêu Phàm đã âm thầm thề, không chỉ chiến gia mới tới Vô Song Thánh Thành phải bị diệt, Tư Không Vũ cũng phải chết, nếu như không có Tư Không Vũ, chiến gia làm sao dám không kiêng nể gì cả xuất thủ với đế triều phía dưới chứ. Đại ca chết, cửu muội lại mất tích, hồi lâu, Long Thần mới bình tĩnh, buông ra cánh tay dìu đỡ của Võ Hạo, nhìn Tiêu Phàm hỏi. Long Tịch vì ta mà chết, hắn bị Diêm La Tử của Diêm La Phủ giết chết. Tiêu Phàm nói ra, kỳ thật Long Tịch cũng không phải vì hắn mà chết,
chỉ là trong lòng Tiêu Phàm có chút tự trách mà thôi. Diêm La Tử kia đâu? Trong mắt Long Thần tản ra lệ khí ngập trời, giống hệt một tôn ma thần, khí tức vô cùng khủng bố. Bị người của ta giết. Sát ý trên người Tiêu Phàm cũng như ẩn như hiện, lạnh giọng nói, một cái chết của Diêm La Tử cũng không tính là gì, Diêm La Phủ còn chưa bị diệt, thù này chưa tính là được báo. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, hiển nhiên hắn còn không biết tình cảnh bây giờ của Diêm La Phủ, cao tầng đã chết không ít, chỉ còn lại mấy nhân vật chủ yếu. Đương nhiên, Chiến Thần Điện muốn hoàn toàn hủy diệt Diêm La Phủ cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, dù sao Diêm La Phủ trải rộng cả cửu vực. Hơn nữa sát thủ vốn ở bên trong chỗ tối, cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn âm thầm giết người, mà chưa từng có người khác đánh lén bọn hắn. Muốn tiêu diệt Diêm La Phủ, tính thêm cả ta nữa. Long Thần nghiến răng nghiến lợi nói, mặc dù tình cảm của hắn cùng với Long Tịch không bằng Long Tiêu, nhưng Long Tịch vẫn là sự kiêu ngạo của Long Gia. Nếu như không phải Long Tịch, Long Gia có lẽ cũng đã sớm diệt vong, căn bản không có khả năng kiên trì đến hiện tại. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nhìn Long Thần, hắn biết rõ, Long Thần rốt cục không còn ẩn núp, hắn biết rõ, một người nắm giữ thần phẩm chiến hồn thiên phú sẽ hung ác khủng bố đến cỡ nào. Cửu muội đâu? Long Thần tiếp tục hỏi, hắn quan tâm nhất vẫn là an nguy Long Vũ. Đây chính là muội muội hắn sủng ái nhất. Ta cũng không biết, có điều nàng hẳn là chưa chết. Tiêu Phàm lắc đầu, trong đầu lại hồi tưởng lại ngọc thủ đáng sợ kia. Với thực lực hiện tại của hắn, trước mặt ngọc thủ nghiễm nhiên chỉ là sâu kiến, lại càng không cần phải nói đối mặt với người thật. Có điều Tiêu Phàm có thể khẳng định là Long Vũ còn sống, hắn nhớ đến lúc ấy Long Vũ ngăn cản ngọc thủ kia giết hắn. Nếu như đối phương muốn giết Long Vũ, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình với Tiêu Phàm hắn cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Hô, Long Thần khẽ nhả một ngụm khí, trong mắt lóe qua một vòng tinh quang, tựa như ra quyết định, sau đó đột nhiên hét lớn, Võ Hạo. Có vi thần, Võ Hạo cung kính tiến lên một bước. Từ hiện tại bắt đầu, người kế thừa chức đế chủ Đại Long Đế Triều. Long Thần đột nhiên nói năng khí phách. Đế chủ, Võ Hạo nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh sợ. Sau đó phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, những người khác cũng chẳng tốt hơn, một mảnh đen kịt tất cả đều quỳ xuống. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Long Thần, hắn cũng không nghĩ đến Long Thần vậy mà có quyết định như vậy. Từ bỏ chức đế chủ Đại Long, điều này cần bao nhiêu quyết đoán đây? Vừa nghĩ tới Nam Cung Thiên Giật trước kia vì chức đế chủ, thậm chí ngay cả Nam Cung Tiêu Tiêu huynh đệ mình cũng hãm hại, Tiêu Phàm liền một trận xem thường. Long Thần so với Nam Cung Thiên Giật không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Chiến hồn đại lục lớn hơn nhiều so với mọi người tưởng tượng, một cái đế triều nho nhỏ lại được tính là gì. Tiêu Phàm cũng biết, nếu như Long Thần không phải vì không muốn Long Tiêu chết không nhắm mắt, hắn cũng sẽ không đảm nhiệm chức đế chủ, cho tới nay, tâm của Long Thần đã không ở Đại Long Đế Triều nữa. Cũng chính là bởi vì điểm này, Tiêu Phàm lại khá là kính nể đối với Long Thần, trong những người hắn quen biết. Long Thần xem như một người trọng tình trọng nghĩa. Trước mặt thân tình, hắn nguyện ý từ bỏ ý nguyện võ đạo của bản thân, điều này không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Các ngươi đang làm gì, đứng lên cho ta. Nhìn thấy thân ảnh bốn phía quỷ lít nha lít nhít, Long Thần phẫn nộ quát, có điều trong giọng nói lại không có bất kỳ lửa giận gì, chỉ có cảm động. Xin đế chủ thu hồi lời vừa nói, ngài vĩnh viễn là đế chủ của chúng ta. Võ Hạo chán cúi gằm xuống mặt đất, thanh âm có chút khàn khàn. Xin đế chủ thu hồi lời vừa nói, ngài vĩnh viễn là đế chủ của chúng ta. Những người khác cũng đồng thời hét to, có vài người nhìn Long Thần con ngươi đỏ bừng vô cùng, hơi nước bốc lên nơi khóe mắt. Tiêu Phàm rung động nhìn cảnh này, lúc này còn chưa đến một năm, Long Thần vậy mà hoàn toàn thu phục được tâm những người này, khó trách bọn hắn nguyện ý vì Long Thần mà chết. Hắn cũng không thể không bội phục năng lực của Long Thần, thậm chí trong lòng Tiêu Phàm đã có một ý nghĩ, nếu để cho Long Thần gia nhập Tu La Điện, hắn có nguyện ý hay không? Lời của ta các ngươi có nghe hay không? Long Thần hít sâu một hơi nói, cũng không còn xưng là, chấm, Võ Hạo, ngẩng đầu lên cho ta. Đế chủ, Võ Hạo gian nan ngẩng đầu lên, con người hắn đỏ bừng vô cùng, nước mắt xoát xoát chảy ra. Nếu là bình thường, một đại nam nhân rơi lệ. Những người khác nhất định sẽ giễu cợt hắn, nhưng hiện tại, đám người trong lòng chỉ có cảm động. Từ bây giờ,
ta không còn là đế chủ của các ngươi, nghe rõ ràng cho ta. Long thần quát to, thanh âm vang vọng hư không, có điều rất nhanh lại khôi phục hòa hoãn, nói, mọi người yên tâm, ta không phải muốn vứt bỏ mọi người, Long thần ta mãi mãi cũng là người Đại Long. Nghe nói như thế, cảm xúc đám người cũng hòa hoãn không ít, bọn hắn mặc dù rất trung thành với Long thần, nhưng càng sợ sau khi Long thần rời đi, người chiến thần điện lại tới trả thù, đến lúc đó bọn hắn xử trí thế nào. Trước mặt chiến thần điện, Đại Long đế triều cũng chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, tiện tay có thể diệt. Bây giờ được Long thần hứa hẹn, bọn hắn cũng yên lòng rất nhiều. Long thần, chúng ta về Ly Hỏa đế đô trước đã. Vốn dĩ Tiêu Phàm không muốn quấy rầy Long thần, nhưng hắn lo lắng an nguy của Đại Ly đế triều hơn. Long thần còn muốn nói cái gì, có điều lại bị Tiêu Phàm cắt ngang, có chuyện gì, đến Ly Hỏa đế đô tìm ta. Dứt lời, Tiêu Phàm liền mang Bắc Thần Phong cùng Tiểu Kim bước ra khỏi đế cung. Long thần đoán chừng có rất nhiều lời truyền lại, bọn hắn ở đây lại cảm thấy khó xử, hơn nữa cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Sư thúc, chúng ta tại sao rời đi nhanh như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể kéo Long thần nhập bọn mà. Rời khỏi Long Hoàng đế đô, Bắc Thần Phong rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Long thần nắm giữ thần phẩm chiến hồn trong truyền thuyết, nếu có thể gia nhập Tu La Điện, vậy tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Chẳng lẽ bởi vì Long thần hiện chỉ là tu vi chiến đế cảnh hậu kỳ sao? Bắc Thần Phong phủ định ý nghĩ này, tầm mắt Tiêu Phàm khẳng định sẽ không thiển cận như thế, với thiên phú của Long thần, không bao lâu liền sẽ đột phá chiến thánh cảnh. Ta cũng muốn, nhưng trong thời gian ngắn hắn cũng sẽ không gia nhập Tu La Điện đâu. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, nếu như Bắc Thần Phong biết rõ tình cảm của Long thần cùng Long Vũ, có lẽ sẽ không nghĩ như thế. Tiêu Phàm làm sao không biết, trong lòng Long thần nhất định còn có khúc mắc với mình, chỉ là hắn không tiện phát tác mà thôi, dù sao Long Vũ cũng không phải là gì của Tiêu Phàm. Một điểm nữa, cũng chú định Long thần sẽ không dễ dàng gia nhập Tu La Điện, một người nắm giữ thượng cổ ma toan chiến hồn, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ngạo khí. Long thần luôn đợi tại Đại Long đế triều, người khác thấy, hắn có ngạo khí lớn cũng sẽ san bằng, nhưng trái lại, Tiêu Phàm từ trong con ngươi cảm nhận được một cỗ khí tuyệt thế sắc bén. Long thần nhường ngôi đế chủ Đại Long đế triều, cũng là bởi vì hắn rốt cuộc quyết định xông ra ngoài, trừ phi Long thần gặp phải chuyện không giải quyết được, bằng không, hắn sẽ không tìm Tiêu Phàm hỗ trợ. Chẳng lẽ hắn không nguyện ý? Bắc Thần Phong lại hỏi, hơi có chút không cam lòng. Cái này sau này hãy nói, việc cấp bách là về Ly Hỏa đế đô, hy vọng Tư Không Vũ không tự mình động thủ. Thần sắc Tiêu Phàm vô cùng ngưng trọng, vỗ vỗ đầu Tiểu Kim nói, Tiểu Kim, tốc độ đi đường cao nhất. Giống, Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, hư không bỗng nhiên chấn động, trong tiếng giống giận dữ kia âm thầm ẩn chứa long uy, hồn thú trong vòng trăm dặm tất cả đều nơm nớp lo sợ nằm sấp trên mặt đất. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng gầm này của Tiểu Kim, đoán chừng có thể chấn thương cường giả chiến thánh tiền kỳ bình thường. Tốc độ Tiểu Kim rất nhanh. Chỉ ít phương diện đuổi đường, không hề chậm hơn so với Tiêu Phàm, đây chính là ưu thế của hồn thú. Vẻn vẹn mất nửa ngày, Ly Hỏa đế đô liền tiến vào tầm mắt bọn Tiêu Phàm. Tiểu Kim, xuống dưới. Tiêu Phàm đột nhiên quát nhẹ một tiếng, Tiểu Kim hiểu ý, không tiếp tục tới gần, mà dừng lại ở một tòa đỉnh núi cách ngoài mấy chục dặm. Sư thúc, làm sao? Bắc Thần Phong nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Ngươi tự xem, Tiêu Phàm ngữ khí không phải tốt. Trong mắt chán phóng từng đạo lợi mang sắc bén, lộ ra một cỗ lạnh lẽo sát ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa. Bắc Thần Phong ngẩng đầu nhìn lại, sau đó con người hơi hơi co rụt lại, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy cách hơn 10 dặm, một đạo huyết sắc quang mang to lớn hoành khóa chân trời, giống như một cái lồng bao phủ cả tòa Ly Hỏa đế đô ở bên trong. Ánh sáng màu đỏ ngòm thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm nhàn nhạt, bên trên có một chút đường vân kỳ dị đang lưu chuyển. Âm thầm có thể cảm thụ được một cỗ khí tức cực kỳ huyết tinh. Đây là hồn giới gì, lại vây cả tòa Ly Hỏa đế đô ở chính giữa. Ngữ khí Bắc Thần Phong trầm giọng nói, hắn không dám lớn tiếng, sợ kinh động người nơi xa. Tiêu Phàm híp hai mắt, lông mày hơi nhíu, lạnh lùng phun ra một câu, đây không chỉ là hồn giới, đã chạm tới cấp độ trận pháp. Có thể xưng là trận pháp, đây chính là thần phẩm hồn giới. Bắc Thần Phong kinh ngạc nói,
mặc dù hắn vẫn chỉ là một hồn điêu sư cấp tông sư, nhưng là vẫn có chỗ biết về trận pháp. Hồn giới đạt tới thần phẩm liền có thể xưng là trận, uy lực vô tận, thủ đoạn kỳ dị. Nghĩ vậy, Bắc Thần Phong không khỏi lo lắng ra ra hắn cùng Tần Mộng Điệp, cả tòa Ly Hỏa Đế Đô, cũng chỉ có hai người này là hắn nhớ thương nhất. Tiêu Phàm đạm mạc không nói, con người ở phía xa liếc nhìn lên, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Bên ngoài lồng ánh sáng màu đỏ ngòm đứng đấy vô số người ảnh, mấy cỗ khí thức liền Tiêu Phàm đều hãi hùng khiếp phía một trận, đột nhiên, con người Tiêu Phàm dừng lại, sát khí lạnh lẽo từ trên người hắn tỏa ra. Tư Không Vũ, con người Tiêu Phàm khẽ run lên, một đỉnh núi bên ngoài Ly Hỏa Đế Đô, một nam tử trung niên áo bào trắng đang đứng, hắn đứng chắp tay, một mặt ngạo nghễ nhìn xuống Ly Hỏa Đế Đô nơi xa. Lần trước cùng Tư Không Vũ giao chiến, nếu như không phải Đồ Thiên Thương xuất thủ, Tiêu Phàm đoán chừng đã chết. Dù là bây giờ lại thức tỉnh thần long huyết mạch, Tiêu Phàm cũng biết rõ bản thân còn xa không phải đối thủ của Tư Không Vũ. Chiến thánh sơ kỳ cùng chiến thánh đỉnh phong, chênh lệch ba tiểu cảnh giới, không phải người bình thường có thể vượt qua. Coi như tu la huyết mạch có thể giúp hắn vượt qua một tiểu cảnh giới chiến đấu, thần long huyết mạch cũng có thể giúp hắn vượt qua một cái tiểu cảnh giới chiến đấu, vậy cũng vẫn chỉ tương đương với chiến thánh hậu kỳ. Hơn nữa càng đến phía sau, chênh lệch càng lớn, tu la thần lực mặc dù có thể giúp hắn chiếm thượng phong khi chiến đấu cùng với tu sĩ cùng giai, nhưng còn không đủ để hắn bước qua hào rộng ở giữa chiến thánh cảnh hậu kỳ cùng đỉnh phong. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng có điểm không thua Tư Không Vũ, chính là tốc độ cùng linh hồn, phải biết, bây giờ cường độ linh hồn Tiêu Phàm tương đương với chiến thánh đỉnh phong. Sư thúc, Tử Vô Danh cũng ở đó. Bắc Thần Phong đột nhiên chỉ lên trên trời kêu lên. Theo phương hướng mà Bắc Thần Phong chỉ nhìn lại, Tiêu Phàm nhìn thấy một lão giả mặc trường bào màu trắng, một người có lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa như đang đối thoại với ai, chỉ là không biết hắn nói cái gì. Cái lão đồ vật này, quả nhiên là ngã theo chiều gió, trước đó Diêm La Phủ mời hắn, hiện tại Chiến Thần Điện vậy mà cũng mời hắn. Bắc Thần Phong nổi giận mắng. Lông mày Tiêu Phàm hơi nhíu, thực lực Tử Vô Danh hắn ngược lại không nhìn ra điểm gì lợi hại, nhưng mà hắn trên con đường tạo nghệ hồn văn lại rất lợi hại, từ trước đó hắn phá tốc độ thời không chi giới liền có thể nhìn ra. Bắc lão mặc dù cũng là cao thủ hồn điêu sư, nhưng mà Tiêu Phàm hiện tại cũng không nắm chắc, dù sao Tử Vô Danh này năm đó kém chút làm hại Bắc lão mất mạng. Với thực lực Bắc lão, người bình thường có thể làm hại hắn sao? Hiển nhiên không thể, điều này cũng có thể nói lên một khía cạnh nào đó là Tử Vô Danh không đơn giản, nếu như hiện tại tùy tiện xông lên, bọn hắn khả năng liền gặp xui xẻo. Trong đầu Tiêu Phàm nhanh chóng chuyển động, âm thầm trầm ngâm nói, trong trí nhớ Chiến Bách Dương đều không tồn tại Tử Vô Danh, xem ra việc này là Tư Không Vũ âm thầm tiến hành, sự phụ tại sao không có động tĩnh gì, không phải chứ? Đang lúc Tiêu Phàm trầm tư, Ly Hỏa Đế Đô ngoại thành bên trong trúc viên của Bắc lão. Bắc lão bình tĩnh ngồi ở trong sân nhàn nhạt nhìn không trung, thần sắc không hề bận tâm, có điều chỗ sâu đáy mắt hắn, lại là sát ý lấp lóe. Hiển nhiên, Bắc lão bình tĩnh vượt qua dự kiến của Tiêu Phàm, đối diện hắn lại là Hề lão, hắn hơi nhíu mày, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Bốn phía trúc viên, còn vô số tu sĩ đang đứng, Hỏa Hoàng, Kiếm Hoàng, Nam Cung Vũ, Lăng Phong, Quan Tiểu Thất, Nam Cung Tiêu Tiêu, toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này. Lăng Phong, Quan Tiểu Thất cùng Bàn Tử ba người đã được Hề lão chữa khỏi, hơn nữa nửa năm này dưới sự dạy dỗ của Bắc lão, ba người cũng đã đột phá đến cấp độ chiến thánh. Đối mặt với công kích của Chiến Thần Điện, ba người lần nữa chuẩn bị tâm lý đồng quy vu tận. Các nơi ở Ly Hỏa Đế Đô, tướng sĩ Đại Ly Đế Triều cũng bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị đại chiến một trận. Đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, cũng không ít người lộ ra vẻ sợ hãi, đang hướng về ngoại giới bay đi. Bắc Thần Thiên Nam, ngươi thật đúng là vẫn ngồi được, ta là kẻ địch của ngươi, hại ngươi tan cửa nát nhà, ngươi chẳng lẽ không muốn giết ta sao? Hiện tại không xuất thủ, một lúc nữa ngươi muốn xuất thủ cũng đã muộn, người một thành này đều sẽ chôn cùng ngươi. Mấy trăm năm không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Ngươi không phải đã từng là người thừa kế gia tộc cao cao tại thượng à, chẳng lẽ hiện tại đến dũng khí phản kháng cũng không có, thật đúng là khiến ta xem thường. Khặc khặc, ta không sợ nói cho ngươi biết,
con trai cùng con dâu của ngươi cũng là ta giết, đáng tiếc để tôn tử ngươi nhặt về một mạng, ngẫm lại ta liền có chút hối hận, lúc ấy ta nên ra tay nặng một chút. Từng đạo thanh âm khiêu khích quanh quẩn ở chân trời, những lời này hiển nhiên là phát ra từ Tử Vô Danh, hắn cười lạnh nhìn bác lão, chỉ muốn khiến bác lão tức giận. Trên mặt bác lão mặc dù duy trì bình tĩnh, nhưng thân thể hắn lại đang run rẩy kịch liệt, hắn đã đến biên giới bạo tẩu. Những người khác cũng phẫn nộ nhìn Tử Vô Danh, sát cơ hiển hiện, có điều bọn hắn đều không có xuất thủ, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở trên người bác lão, tựa như giờ khắc này, bác lão trở thành người đáng tin cậy của tất cả mọi người. Vợ chồng Vân Thanh thực sự là ngươi giết, thanh âm bác lão khàn khàn, trong mắt vằn vện tia máu, Vân Thanh trong miệng hắn chính là nhi tử duy nhất của hắn, cũng chính là phụ thân Bắc Thần Phong. Bác lão tên đầy đủ Bắc Thần Thiên Nam, có điều trên đời rất ít người biết rõ tên thật của hắn, túy ông được tính là một người. Đúng như Tiêu Phàm phỏng đoán, bác lão xác thực chính là người gia tộc cổ tộc Bắc Thần, chỉ là luôn ẩn cư ở Ly Hỏa Đế Đô, cho nên cho Bắc Thần Phong đổi một chữ. Theo lý thuyết, danh tự chân chính của Bắc Thần Phong hẳn là Bắc Thần Phong cùng là thần nhưng chữ Hán viết khác nhau. Năm đó con trai của bác lão Bắc Thần Vân Thanh chết, hắn vẫn cảm thấy rất kỳ quặc, những năm này cũng luôn âm thầm dò xét, nhưng đều không có bất kỳ đầu mối nào. Vốn dĩ bác lão đã từ bỏ báo thù cho con trai của hắn, nhưng không nghĩ tới bây giờ lại nghe được Tử Vô Danh nói giết nhi tử hắn, kẻ thù đang ở trước mắt, điều này khiến bác lão làm sao không giận. Tục ngữ nói thù giết cha, không đội trời chung, mối thù giết con, làm sao có thể đội trời chung chứ? Nghĩ tới lúc ấy con trai của hắn Bắc Thần Vân Thanh chết, tim bác lão như bị đao cắt, nếu như trực tiếp bị người giết hắn cũng sẽ không phẫn nộ như thế, nhưng mà Bắc Thần Vân Thanh cũng là bị người từng đao cắt lấy thịt trên người, chết trong đau khổ. Bởi vì Bắc Thần Vân Thanh chết, bác lão đem mọi ưu ái đều dốc lên trên người Bắc Thần Phong, bất luận hắn phạm bao nhiêu sai lầm, sâu trong nội tâm bác lão cũng không nỡ đánh hắn. Chẳng lẽ còn có thể giả được, ta còn nhớ, lúc từng đao cắt lấy thịt hắn, bộ dáng hắn kêu rên. Tử Vô Danh tùy tiện cười to nói, liếm liếm bờ môi màu đỏ tươi, lộ ra nụ cười tà ác. Oanh, bác lão nghe vậy, khí thế đáng sợ từ trên người hắn bộc phát ra, không gian bốn phía bỗng nhiên chấn động một cái, lấy hắn làm trung tâm, thiên địa linh khí cũng bắt đầu bạo loạn lên. Âm thầm có thể nhìn thấy, trong hư không vậy mà xuất hiện vết nứt lít nha lít nhít, rất hiển nhiên, đây chính là người lĩnh ngộ thiên địa chi uy hoặc là nắm giữ thần phẩm chiến hồn mới có thể làm được. Thân thể hắn run rẩy kịch liệt, một bàn tay đập nát bàn đá bên cạnh, nghiêm nghị nói, nhiệt xúc nhà ngươi, Vân Thanh là chất nhi ngươi, vậy mà ngươi giết nó. Dằn vặt nó đến chết, ngươi biết bác lão đều rõ, bác lão tính tình rất tốt, làm người rất hòa nhã. Chỉ còn chưa bao giờ có ai nhìn thấy hắn tức giận như thế. Nghe vậy, đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn bác lão cùng Tử Vô Danh, con trai của bác lão là chất nhi Tử Vô Danh, vậy bác lão cùng Tử Vô Danh há không phải? Huynh đệ, đám người nắm đấm vang lên kèn kẹt, Tử Vô Danh này thật đúng là đáng chết, nên bầm thây vạn đoạn, liền chất nhi của mình còn giết, còn là con người sao? Không bằng đồ heo chó. Đột nhiên, một thanh âm phẫn nộ vang lên, chỉ thấy quang mang trúc viên lóe lên, một thân ảnh còng xuống từ giữa đi ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 57.